Cái Tết năm 1977-1978 thật đơn giản, nhưng cũng tương đối đầy đủ, bởi lúc đó vẫn đang ở lò gò, cũng có cặp bánh tét, bánh kẹo, trà và thuốc lá. Lính tráng thì mỗi người được hai bao thuốc lao động hoặc hoa mai, cấp đại đội tiểu đoàn khá hơn, được cấp mấy bao sông cầu tam đảo thơm lừng. Vậy là cái Tết đầu tiên trên chiến trường Tây Nam cũng không đến nỗi. Sau khi ăn Tết xong, sang đầu năm 1978, Sư đoàn 320 bắt đầu mở chiến dịch A28, quyết định không đánh rằng co ở biên giới nữa, mà đánh đuổi bọn Pốt bật ra khỏi biên giới của ta, rồi lấn sâu vào đất địch, không cho chúng sang quấy nhiễu dân mình dọc tuyến biên giới. Tôi nhận được lệnh của trên, giao đi đánh phối thuộc với trung đoàn 48, sư 320. Đi cùng tôi luôn là hai chiến sĩ trinh sát và hai chiến sĩ thông tin đeo máy PRC-25 gọn nhẹ. Thời tiết trong này không khắc nghiệt như ngoài Bắc mát mẻ dễ chịu, mặc dù mới đầu năm nên nỗi nhớ nhà cũng vừa đi phần nào. Chiều hôm đó, mấy anh em cứ theo tọa độ ở trên màn đồ mà tìm chỉ huy sở trung đoàn 48, tìm đến nơi tôi và báo cáo với anh em trung đoàn bộ và nhận nhiệm vụ, rồi được phân công đi phối thuộc cùng tiểu đoàn 1 trung đoàn 48. Tôi nghĩ chắc đây là tiểu đoàn chủ công và trung đoàn 48 lại chuyên đánh vận động, mà lần này có pháo binh chúng tôi đi cùng, chắc là đánh lớn, đánh mạnh lắm đây. Đúng như tôi nghĩ, vì đây là trận mở màn cho chiến dịch, ta quyết tâm đánh bật bọn Pốt ra khỏi biên giới của mình. Đêm đó, nghỉ ngơi ở trung đoàn bộ và chuẩn bị kiểm tra lại quân tư trang, máy móc điện đài, súng đạn. Sáng hôm sau, năm anh em tôi dậy sớm, cứ men theo đường dây hữu tuyến mà tìm tới điều đoàn 1. Đến nơi, tôi gặp thằng Hiền, người cung xóm, cùng xã với tôi. Hiền học sau tôi hai lớp. Mừng quá, tôi hỏi một lèo. Mày làm gì ở tiểu đoàn 1? Em là trung đội trưởng vận tải của tiểu đoàn 1, Hiền trả lời. Thằng Vĩnh đâu? Tao nghe nói, nó với mày cùng đơn vị mà. Hiền quay đi, mắt đỏ hoe, lấy tay gạt nước mắt, nói trong tiếng nức nghẹn. Vĩnh hy sinh rồi. Từ hôm 28 Tết ở Lò Gò anh ạ. Tôi lặng người. Vậy là mấy anh em cùng làng cùng xóm đang lần lượt bỏ nhau mà đi gần hết. Tôi lặng lẽ bước theo Hiền và nghe nó kể chuyện về thằng Vĩnh. Từ đoàn 1 có nhiệm vụ luồn sâu và đánh bản tà âm. Và sau này, lính 48 gọi là tà nhầm. Chúng tôi luồn sâu đã một ngày đêm. Tôi bị viêm họng, nên mỗi khi lên cơn ho là phải hai tay bịt miệng, nước mắt nước mũi trào ra. Ruột gan cứ lộn tùng phèo, khó chịu vô cùng, nhưng vẫn phải cố không cho bật ra tiếng ho. Cả tiểu đoàn lặng lẽ, chỉ có tiếng ba lô súng đạn va quyệt vào cánh cây, sột soạt, lách cách. Tiếng bước chân thậm thịch, chỉ thỉnh thoảng có tiếng truyền đạt từ người đi trước ngoảnh lại nói với người đi sau, dừng chờ, hoặc đi tiếp. Cứ thế, chúng tôi lầm lũi cùng tiểu đoàn 1 luồn sâu. Tới ngày thứ hai, và đêm hôm thứ hai, vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Thằng Biên, lính trinh sát của tôi đang đi, giật mình, tỉnh gọi âm lên. Anh Bình ơi, lạc rồi, em không theo kịp, đi trong rừng toàn rúc và bụi rậm. Tôi cáu, tát nó một cái. Mày vừa đi vừa ngủ à? Không bám được đội hình, đi lạc mẹ nó vào ổ phục, thì chết cả tiểu đoàn bây giờ. Hóa ra, cụ cậu vừa đi vừa ngủ gật, thật không dám kịp bước theo đội hình. Tôi vội sống lên đi trước, khoảng 15 phút sau, thì cũng bám được đội hình. May quá, nếu mà lạc thật, thì nguy hiểm tới nửa tiểu đoàn ở phía sau cùng chúng tôi. luồn sâu, tới sang ngày thứ ba, thì gần tới bản tạ âm. Chiều hôm đó, bộ phận đi đầu, đã bắt đầu gặp địch. Tính súng bộ binh bắt đầu nổ lẻ tẻ, cả tiểu đoàn giặt xuống một khe suối cạn Tôi nhìn thấy một người dơ quen nón. Tôi hỏi, ông làm gì? Ý muốn là làm cán bộ gì? Anh ta nói, tôi tên là Bồi, tại đội trưởng trinh sát trung đoàn 54. Tôi giới thiệu tôi là Bình, đại trưởng pháo binh đi phối thuộc với các ông. Rồi hỏi bạn chỉ huy tiểu đoàn ở đâu? Nhìn theo hướng chỉ tay, tôi đến gặp anh Lưu tiểu đoàn trưởng, người Nghệ An và anh Hạ tham mưu trưởng trung đoàn 48. Hai anh nói mục tiêu là đánh chiếm mặt tà âm nhưng bây giờ chưa xác định được bản tạ âm nằm ở chỗ nào. Nó gần đây thôi. Chiều hôm đó, cả tiểu đoàn 1 đánh vận động hướng về bản tạ âm. Đến khoảng 2 giờ chiều, thì bắt đầu tấn công. Đánh nhau toàn trong rừng khộp. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cối 82 bắn ứng dụng, không cần bàn đế. Póc! một tiếng quả đạn vút lên khỏi ngọn cây. Oanh ở phía xa. Tiếng súng bộ binh đã nổ rộ. Đạn va vào tân cây, cứ toàn toác. Tiếng B40, B41 cứ phình, ung, phình. Tôi với anh Lưu và anh Hạ cùng bộ phận tiểu đoàn bộ chạy men theo cánh rừng khộp, bên trái là bã chẳng trống. Anh Hiền trung đội trưởng chạy ở phía trước bên trái. Lấy địch áo đen đang bỏ chạy, liền hô, địch, địch đấy. Và lia mấy loại AK hướng về nó. Lúc đó anh Hạ cùng rằng lấy khẩu AK của cậu liên lạc bắn điểm xạ từng loạt một về phía bọn áo đen. Lên lúc đó anh Lưu tiểu đoàn trưởng cũng rằng lấy cây ak của cậu truyền đạt lia mấy loạt về hướng địch sau anh hạ tôi và cậu công vụ của anh hạ nấp sau một mối gần đấy thấy khẩu mười hai ly bảy đang giá để bắn cậu bắn mười hai ly bảy bắn một loạt đầu đạn cắm xuống đất tầm tốc quá bụi bay mịt mù anh nguyên tiểu đoàn phó cầm tập bản đồ đập vào đầu và trời để mẹ bắn cao lên cứ bình tĩnh mà chỉnh cho chuẩn rồi hãy bắn chưa gì đã đái mẹ ra quần cậu bắn mười hai ly bảy chỉnh lại và cứ thế bắn. Anh hạ tam mưu trưởng nói với tôi, chúng mày không được chạy, rồi bỏ lại tao đâu nhá. Tôi trả lời thủ trưởng yên tâm, hết loạt 12 ly 7 này, em và thủ trưởng chạy theo bờ rừng vào trong đó. Sẽ gặp anh Lưu, tiểu đoàn trưởng. Lúc này, tiếng súng bộ binh, tiếng DKZ réo rít lên, tiếng B40, B41 nổ ung hoàng. Dứt loạt 12 ly 7, tôi hô anh hạ, chạy. Tôi cùng anh hạ, cậu công vụ và anh em thông tin chính xác của tôi, chạy vào phía bờ rừng vào tới bên giường cột thì chúng tôi gặp anh Lưu ở đó cùng với tiểu đoàn bộ. Lúc này bộ binh đã vào đến sát bản thả âm, nhưng lực lực địch quá đông, lại có công sự vững chắc, chúng tập trung hỏa lực phản công nên quân ta phải khựng lại, không thể vào được bản thả âm. Tôi vào gặp anh Lưu và anh Hạ thống nhất tọa độ mục tiêu. Tôi cho thông tin báo về trận địa chuẩn bị, sau đó tôi chạy xuống chốt C3 để bắn hỗ trợ cho bộ binh. Số đến nơi, tôi gọi pháo bắn từ hai quả tôi chỉnh đạn vào mục tiêu, liền hô đại đội 10, phát gấp bắn, 40 quả đạn lao đến chùm lên mục tiêu. Bốn khẩu pháo hô 10 phát bắn là có 40 quả lao tới mục tiêu. Sau khi bắn hết cơ số đạn, anh Tào đại đội trưởng đại đội 3 tổ chức cho bộ đội xung phong vào bạn. Nhưng vì bọn địch quá đông lại nhiều hỏa lực nên không thể vào được bạn. Anh Tào đại đội trưởng hy sinh tại trận này. Bộ binh ta phải chốt lại, tôi về tiểu đoàn bộ. Lúc này các hướng cũng gặp rất nhiều khó khăn vì địch tập trung quá đông lại có công sự vững chắc như tuyến phòng tử nhiều lớp hỏa lực nên cả tiểu đoàn không tiến lên được phải chốt lại tại chỗ. Đến chiều gần tối địch tập trung hỏa lực phản kích lại ta. Tiếng DKZ, tiếng B40, B41 nổ đùng đùng rộ lên. Cả không gian rừng chiều những ánh chớp lửa xen lẫn đất đá tung lên mù mịt. Tầm 30 phút quân ta không trụ được hỏa lực mạnh của địch hầu như lính nằm phơi lưng bởi công sự đào vội buộc phải rút về phía sau tôi đang ngồi gần anh hạ và anh lưu thấy ào ào bộ binh chạy về tiểu đoàn bộ một cậu đầu bị thương máu chảy ướt cả khuôn mặt cõng theo một anh thương binh tay sách b bốn mươi vũ khí trời để mẹ chúng mày gọi chi viện đéo gì chi viện mất chốt rồi mất hết thương binh tử sĩ rồi anh hạ và anh lưu chạy ra nói với số anh em bộ binh vừa chạy về các anh em hãy bình tĩnh cứ bình tĩnh Giá súng đào hầm chốt lại lên luôn Thế là đêm hôm đó Đào hầm chốt lại Đến tối vì đánh nhau trong rừng cột Mùa khô lá khộp rụng lưng ống chân Trong ánh lửa cháy bập bùng Tôi nhìn thấy thằng Hiền Trung đội trưởng vận tải Cùng xóm cùng xã với tôi Nhập ngũ tháng 2 năm 75 Tôi liền hỏi Sao rồi đã lấy hết tương binh tử sĩ chưa Hiền lắc đầu nói Bọn nó tấn công chiếm được trận địa Nó chặt và đốt lính mình dã man quá. Nói rồi, Hiền quay đi lòng nước mắt. Đêm hôm đó, cả tiểu đoàn phải rút lui về phía sau khoảng 600 mét, đào hầm chốt lại. Sáng ra, địch đã quây kín, hỏa lực của địch ở đâu mà nhiều thế. Cả ngày hôm đó, chỉ nghe tiếng súng hỏa lực, tiếng DKZ réo bay vọt qua đầu. Ta phải chốt lại, không tiến lên được nữa. Vậy là ta đang đánh vận động, bỗng phải chuyển sang đánh phòng ngự bọn địch dùng toàn hỏa lực DKZ cối 82, các loại cối pháo B40, B41, của ta không thể ngóc đầu lên được. Chốt lại đến ngày thứ hai, của ta lại rút về khoảng một cây số nữa, lại đào hầm để chốt. Sáu hôm sau, địch lại quây kín, chúng lại dùng chiến thuật như hôm trước, quây kín và dùng toàn hỏa lực mạnh. Tôi bỏ sang hầm anh Lưu và anh Hạ, thống nhất mục tiêu tọa độ. Tôi cảm thấy như địch đã vây kín, chỗ nào cũng thấy địch, những bóng áo đen lố nhố dày đặc. Tôi gọi pháo bắn liên tục nhưng chẳng ăn thua gì. Vì bọn địch quân quá đông và quá mạnh, chúng toàn dùng hỏa lực. Hình như có bao nhiêu DKZ cối B-40, B-41 chúng đem hết về đây để bắn. Cả tiểu đoàn lúc này bị thương vong tổn thất cũng khá nặng nề. Cơm không có ăn, nước không có uống. Vậy là ba ngày khát liền cháy cổ. Tôi đang nằm chốt cạnh một gốc cây to, thì có một cậu lính bộ binh bỏ qua chân tôi. Hỏi, cho em xin điếu thuốc lào. Tôi hỏi lại, Sao mày biết tao có thuốc lào Cậu ta nhăn răng cười và nói Em nhìn thấy anh lúc luồn sâu anh hút Tôi cũng cười Móc gói thuốc lào và nói Cho mày tất luôn Ở cửa hầm bên kia Mấy lính nhìn tôi hỏi Anh bị sao thế Tôi nói đói Và khát nẻ môi Thì hút đéo gì nữa Đang nằm Tôi nghe tiếng đạn pháo 105 Cấp tập bắn gần chỗ tôi Bụi mù Linh tính mách tôi Bảo tôi bỏ tới cửa hầm Bắt thằng Minh thông tin mở máy tôi giằng lấy tổ hợp bóp công tắc thấy ông lại tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn mười trung đoàn năm tư đang chỉ huy bắn ông lại đi đài với trung đoàn bộ trung đoàn bốn tám còn tôi đi với tiểu đoàn một tôi bóp công tắc hô trận địa tạm ngừng ông lại nghe tiếng tôi hỏi mày biết cái đéo gì hô trận địa tạm ngừng tôi nói nhanh nếu còn bắn là vào đội hình bộ binh bọn tôi tôi sẽ về báo cáo bộ tư lệnh sư đoàn cho anh coi trận địa tạm ngừng hẳn tôi thở vào mày quá nếu ông lại mà cất tập hết loạt đấy, thì không biết thế nào, vì ta và địch đã xen kẽ, gần nhau lắm rồi, chỉ sơ suất nhỏ là hậu quả khôn lường. Ta vẫn chốt đến đêm thứ ba. Hai bên vẫn giao tranh dữ dội. Hình như quân địch dùng tổng lực hỏa lực đến mức tối đa hay sao? Tôi cảm tưởng như bọn nó có bao nhiêu đạn hỏa lực mạnh đều dồn hết vào đây. Sầm tối. Ở trong rừng cộp thì tối. Vừa ngất tiếng súng, một anh lính nuôi quân bò đến hầm tôi hỏi. Mấy người? Tôi nói năm người. xòe tay ra, anh đưa cho tôi năm nắm cơm nắm, như quả trứng vịt, dốc ở cuối tám hai ra. Bảo tôi xòe tay ra, đếm cho tôi năm cái đầu cá mắm. Gọi là bôi vào mồm, cho nó mặn để ăn. Nhưng khát nước quá, ba ngày rồi bị vây. Có ai được giọt nước vào đâu mà ăn. Cắn một miếng, nuốt vào, cứ nghẹn cứng ở trong cổ. Đến nửa đêm thì có lệnh rút quân, chờ bộ binh gài mìn chặn đường quân địch Mở sáng, thì toàn tiểu đoàn 1 rút quân, bọn địch bắn B40, B41 đuổi theo, rừng cột lá khô cháy lèm lém. Cứ thế nhảy qua lửa mà chạy. Rút về đến làng ta nốt, giáp biên giới, có cái giếng, lính ta ném xuống giếng đủ loại thùng, nhưng không ai kéo được giọt nào lên. Túm vào giếng đồng quá. Anh Lưu ôm cậu AK lia một loạt nói. Đề mạnh, ra đằng kia có suối. Giếng khô anh em giải tán. Đi khoảng một cây số nữa thì có suối thật. Tất cả anh em không kịp bỏ ba lô xuống ống, nhảy ảo xuống suối, cứ vậy mà uống nước, dầm mình ở trong dòng suối. Cả đời quân ngũ của tôi chưa bao giờ bị khát và nhìn cảnh anh em đồng đội bị khát như thế này. Và những nụ cười vẫn nở trên đôi môi của từng chiến sĩ. Khi về đến tiểu đoàn 10 trung đoàn 54, ông lại tiểu đoàn trưởng nhìn thấy tôi và gọi À, thằng Bình đây rồi, vào đây, vào đây xem nào. Ông bảo cậu liên lạc pha cho tôi một ca sữa và đưa cho tôi một bao tam đảo. Tôi ngồi phì phèo điếu thuốc. Ông lại nói ở đây ăn cơm với tao và kêu cậu liên lạc đi lấy cơm. Tôi nói tranh thủ chờ cơm, em ra suối tắm cái đã. Ông lại ừ nhanh rồi về ăn cơm nghe. Tôi vâng rồi đi ra nghe loáng thoáng mấy thằng trinh sát thông tin của toàn đoàn bộ hỏi mấy thằng trinh sát thông tin của tôi. Lính tháng 10 năm 76 ở Hà Bắc mày đi với ai đấy Linh? Cậu Linh, lính của tôi trả lời. Tao đi với ông Bình, đại đội 2. Cậu vừa hỏi nói luôn. Tao đéo với ông này. Tôi chạy lại. Nói, tao đây. Rồi cười. Mấy thằng trinh sát thông tin tiểu đoàn bộ cười phá lên rồi hỏi. Anh ở tiểu đoàn 11 mới về à? Không, tao ở đại đội 6 về. Thế mà bọn em không biết. Mẹ, anh chỉ huy chiến đấu nóng tính thế. Đuổi cả thông tin ra, lại còn nói thẳng, chẳng mật khẩu mật mã gì. Còn trừ cả ông lại, tiểu đoàn trưởng. Tôi cười. Không thế, thì pháo trên bọn mày bắn nốt loạt đó thì bọn tao chết hết, loạt đầu ngay gần chỗ bọn tao nằm. Thế mà ông lại không giận tao đâu. Tắm xong, tao về ăn cơm với ông lại tiểu đoàn trưởng bây giờ đây. Ông ấy mời anh mày đấy nhá. Cơm nước xong, sau đó tôi về với đại đội 2 của tôi, kết thúc một trận đánh không thể quên trong ký ức, mà đến tận bây giờ tôi nghĩ lại vẫn ám ảnh giật mình. Và từ bấy giờ tới nay, tôi luôn uống nhiều nước để không khi nào bị khát như những ngày đó nữa. Sau khi đi đánh phối tuộc với tiểu đoàn 1 trung đoàn 48 về, được một thời gian ngắn, tôi lại nhận được lệnh quay lại chỗ tiểu đoàn 1 trung đoàn 48 gần ở Bầu Lùng. Từng nhìn trên bản đồ, tôi thấy cũng gần khu vực Sa Mát. Tôi lấy hai cậu trinh sát và hai cậu thông tin, lên đường tìm đến tiểu đoàn 1 trung đoàn 48. Đến nơi, tôi và ban chỉ huy tiểu đoàn nhận nhiệm vụ. Tôi được biết lần này lại tiếp tục đánh đuổi bọn Pol Pot bật ra khỏi biên giới và đuổi chúng vào sâu hơn nữa tiểu đoàn 1 trung là 48 còn được tăng cường thêm một đại đội của tiểu đoàn 3 vì vừa đánh tà âm xong, quân số chưa kịp bổ sung. Chiều hôm đó, tôi và hầm chỉ huy tiểu đoàn gặp anh Lưu và anh Hạ nhận nhiệm vụ và thống nhất tọa độ mục tiêu. Nhận nhiệm vụ xong, tôi về hầm cho thông tin báo tọa độ mục tiêu về trận địa chuẩn bị phần tử lên pháo. Cả chiều hôm đó, cả tiểu đoàn chuẩn bị vào vị trí chốt chờ lệnh. Tôi lại gặp Hiền trung đội trưởng vận tải người cùng xóm và cùng xã với tôi. Nhìn tới nhau, trong lòng thấy ấm áp hẳn lên. Hiền đang chỉ huy anh em vận tải, gùi đạn và từng chốt tiền tiêu. Đến hôm đó, cả tiểu đoàn chuẩn bị để sáng sớm hôm sau nổ súng. Khi kiểm tra lại trận địa pháo, đã chuẩn bị phần tử bắn xong. Chúng tôi xuống chốt quan sát và cho bắn thử để chỉnh đạn vào mục tiêu. Rồi tôi cho trận địa tạm ngừng để chờ lệnh. Tôi và hầm chỉ huy gặp anh Lưu tiểu đoàn trưởng và anh Hạ tham mưu trưởng trung đoàn 48 để nhận lệnh. Các anh dặn, lúc nào nghe tiếng mìn DH-20 nổ thì pháo binh bọn mày phải bắn cấp tập. Lại ngồi hồi hộp, chờ đợi nghe tiếng mìn DH-20 phát hiệu lệnh. Mìn được công binh bò vào đặt sát tốt của địch. Quả mìn có đường kính khoảng 50 phân. Khi nổ, quả mìn có thể phát quang một bụi rộng rạp khoảng 70-100 mét chiều dài và 50 mét chiều ngang. Mở sáng, một tiếng nổ long trời lở đất của quả mìn DH-20 như một quả bom sức mạnh tạt mạnh làm cả một khoảnh rừng bay hết lá chỉ còn trơ lại thân cây không chậm một phút tôi hạ lệnh cho pháo binh bắn cấp tập ngay khi tiếng pháo vừa dứt cả tiểu đoàn xông lên đánh chiếm mục tiêu các loại hỏa lực bộ binh dkz b 40 mươi b bốn mươi mốt mười hai ly bảy tám hai tấn công tổng lực vào bọn địch mặc dù chúng có công sự vững chắc nhưng chúng cũng không chịu được khi bị đánh bất ngờ tiếng súng nổ như đêm giao thừa tất cả các âm thanh và các loại vũ khí hỏa lực của bộ binh thi nhau nhả đạn hai bên ta và địch giao tranh đạn nổ như sấm chớp mờ sáng nên thấy rõ các ánh chớp liên hồi từ nòng súng tóe lên bọn địch không chịu được sức tấn công của ta liền bị bật chốt bỏ chạy thục mạng nhưng ngay buổi chiều hôm đó bọn địch đã củng cố lực lượng tổ chức phản công chúng điều quân ở đâu mà nhanh thế rất đông và cùng với các hỏa lực phản công lại quyết liệt tôi gọi pháo binh bắn chi viện. Liên tục từng đợt 40 quả đạn pháo 105 trùm hết trận địa của địch. Nhưng không biết từ đâu mà bọn địch xuất hiện được ngay. Những bóng áo đen lố nhố, quá đông vẫn sông lên. Cứ mỗi lần pháo trùm lên bọn chúng, thấy một khoảng trống giãn ra, rồi lại thấy chúng chạy ra áo đen kịch. Các loại hỏa lực của chúng nhiều đến kinh người. Tôi nhẩm tính số lượng hỏa lực của chúng phải gấp mấy lần của ta. Tôi hô pháo bắn chi viện đến là cả giọng mà vẫn không xuể Một phần vì địa hình chiến đấu là rừng rậm nên pháo bắn cũng không được hiệu quả như ý muốn. Bọn địch mở những đợt phản công ngày càng mạnh. Hầu như chúng chỉ tập trung để KZ B40, B41 bắn như vãi đạn. Cho đến dầm tối, quân ta không trụ nổi, tường phòng hy sinh đã quá nhiều. Lúc bấy giờ, tôi thấy anh Truy, chính ủy sư đoàn, chạy đến hầm chỉ huy tiểu đoàn. Không biết anh bàn bạc với anh Lưu, tiểu đoàn trưởng, và anh hạ tham mưu trưởng thế nào. Nhưng đến chiều tối thì có lệnh cho toàn bộ tiểu đoàn rút quân về tuyến sau. Tôi về đơn vị được một ngày thì nhận lệnh quay lại tiếp tục đến vị trí hôm trước của tiểu đoàn 1 trung đoàn 48 để tác chiến. Lần này khi đi, tôi được lệnh kéo theo một khẩu 105, có bốn trinh sát trung đoàn 48 dẫn chúng tôi đến vị trí đã định sẵn. Đến nơi tôi mới biết, lúc này trung đoàn 866 của sư 31 đã vào tay chốt cho tiểu đoàn 1 trung đoàn 48. Khi pháo kéo đến nơi, tôi liền chạy và liên hệ với trung đoàn bộ trung đoàn 566. Thật may, tôi gặp anh Ban người Hà Tây, nhập ngũ năm 1965, hồi năm 1976 là đại đội trưởng của tôi. Khi sư 31 vừa được thành lập, anh Ban cùng một số anh em chính sát trung đoàn 54, sư đoàn 320 được điều động bổ sung sang sư đoàn 31. Gặp người quen nên tôi liên hệ nhờ giúp đỡ cũng dễ dàng sau khi tôi đã thống nhất hợp đồng với trung đoàn 866 và các chốt bộ binh chấm mục tiêu ở trên bản đồ tôi cho đặt trận địa pháo bây giờ tôi mới biết hai hôm trước tiểu đoàn 1 trung đoàn 48 lúc bọn địch tấn công mạnh lính ta chạy tàn ở trong rừng một số vừa bị thương lại còn bị lạc nữa trong đó lạc mất anh nguyên tiểu đoàn phó và một cậu thông tin mấy ngày lạc trong rừng đã cử trinh sát đi tìm mà vẫn chưa thấy chắc bị thương nên mất phương hướng, không tìm được đường nào để thoát ra. Anh bạn hỏi, Bình, mày có cách nào tìm được bọn nó không? Tôi nói có lẽ có, để em thử cách này chắc là được. Tôi liền kêu thông tin mở máy, liên lạc thẳng với anh Nguyên, không cần mật mã, mật cầu gì. Tôi hỏi anh Nguyên, nghe rõ tôi nói không? Mạch quá, anh còn sống và nghe được, chỉ vì bị thương, đói và khát, giọng phều phào, yếu lắm. Tôi nói, Giờ anh chú ý lắng nghe tiếng đề pa của pháo, tức là tiếng nổ đầu nòng của pháo mà bò về anh nhé. Anh Nguyên nói được câu, bắn đi. Tôi bắt đầu cho pháo bắn. Cứ 10 phút, tôi lại cho bắn một quả và giữ máy liên lạc với anh Nguyên. Mãi tới chiều thì anh Nguyên và cậu thông tin cũng bò được đến ra chốt của trung đoàn 866. Anh Nguyên và cậu thông tin được anh em bộ binh lập tức đưa về phẫu 24 của trung đoàn bộ anh Nguyên và cậu thông tin bị thương tè ở khắp người. Các vết thương đều bị mưng mủ vì bị nhiễm trùng. Sau khi được y sĩ, y tá của trung đoàn băng bó, rồi lập tức cho vận tải chuyển ngay về viện tuyến sau. Thế là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chỉnh pháo bắn vào mục tiêu, rồi thêm một nhiệm vụ đặc biệt, dùng pháo tầm xa để bắn tìm đồng đội bị thương và bị lạc ở trong rừng. Tôi và cảm ơn các anh em ở ban tác chiến trung đoàn 866, cảm ơn anh Ban người thủ trưởng cũ của tôi. Tạm biệt các anh và kéo pháo về đơn vị. Tôi mãi mãi không bao giờ quên kỷ niệm có 102 này. Vào tháng 3 năm 1979, sau khi đơn vị tôi đánh qua thị xã Takeo, sau đó đánh vào quân khu Tây Nam của Khơ Đỏ, tôi được lệnh đi đánh phối thuộc với tiểu đoàn 5, trung đoàn 52, sư đoàn 320. Buổi chiều sẩm tối, tôi vào tới tiểu đoàn 5, nhận nhiệm vụ khoảng 12 giờ đêm bắt đầu hành quân. Tôi đi giữa đội hình cùng tiểu đoàn bộ, đi đến gần sáng, thì tự nhiên nghe trên đầu đoàn quân tiếng B40, B41, DKZ toàn hỏa lực mạnh, sau đó là tiếng súng bộ binh bắn xối xả về phía quân ta. Tôi tầm nghĩ, thôi gay rồi, ta đã đi vào giữa ổ phục của bọn địch. Quả nhiên như tôi nghĩ, rất nhanh chóng, với kinh nghiệm của những lính chiến của tiểu đoàn 5, lính ta nằm tại chỗ bắn trả quyết liệt. Hai bên giao tranh khoảng 30 phút địch có công sự vững chắc, ta đánh vận động không có công sự, lại bị địch tấn công bất ngờ. Nên khoảng 15 phút đầu, ta bị mất tinh thần. Toàn bộ tiểu đoàn 5 giặt ra, quay lại khe suối cạn gần đó. Bắt đầu lập chốt chiến đấu, phản công lại địch. Lúc này đại đội tôi đi đầu, lọt vào ổ vũ kích. Kỳ đã rút về khe suối cạn an toàn, kiểm tra lại quân số, báo cáo về tiểu đoàn, mất 8 đồng chí, vào mờ sáng hôm ấy. Cả tiểu đoàn 5 dàn đội hình phản kích, quyết tìm cứu những đồng đội đang bị kẹt lại ở phía trước suốt buổi sáng hôm đó quân ta tổ chức tấn công để lấy tử sĩ nhưng không được vì bọn địch chốt dày đặc tôi gọi điện điều chỉnh pháo bắn vào điểm trước của chúng nhưng vẫn không đánh bật được chúng ra bởi bọn địch có công sự rất vững chắc lại đầy đủ hỏa lực đến chiều tối giao ban tiểu đoàn bàn phương án chiến đấu cả ban chỉ huy tiểu đoàn bàn đi tính lại vẫn chưa có phương án nào khả sĩ thằng viêm tiểu đội trưởng trinh sát lính bầy bầy người Hà Tĩnh, nó ngồi nghe. Một lúc rồi tổng tàng nói, các ông đánh thế đếch nào được, chỉ tổ tốn quân thôi. Anh Quỳ tiểu đoàn trưởng nói, thế theo ý mày thì đánh thế nào? Thắng viên tiểu đội trưởng trinh sát nói, các ông xem tiểu đoàn có bao nhiêu liệu đạn US của Mỹ thu hết về đây cho tôi. Chưa ai hiểu ý của nó thì nó nói tiếp, thu về đây cho tôi vài chục quả. Rồi một mình tôi đêm nay sẽ bò qua bãi trạng trống sau lưng địch. Kỳ nào các anh nghe tiếng liệu đạn của tôi ném, thì tiểu đoàn lập tức tấn công lên hỗ trợ cho tôi. Anh quỳ tiểu đoàn trưởng mừng ra mặt, nhưng cũng lo lắng hỏi lại. Liệu mày có chơi nổi không? Thằng Viêm nở nụ cười khinh bạc nói. các ông cứ tin tưởng vào tôi. Mà đéo có phương án nào hay hơn đâu. Cuối cùng, chúng tôi cũng nhất trí phương án của thằng Viêm tiểu đội trưởng trinh sát. Chờ đợi lo âu, sinh mạng của tám đồng đội giờ chưa biết ra sao. Ai còn, ai mất. Gần 3 giờ sáng, Viêm cởi trần, người đeo toàn liệu đạn US và khẩu AK bắn gấp bò qua bãi chẳng trống. Phải nói thật, lúc đó chúng tôi hồi hộp vô cùng. Liệu viêm có hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của nó không? Cả tiểu đoàn giao phó, trông chờ vào mỗi mình mày tôi đấy. Viêm ơi! Tôi thầm cảm phục nó. Thật táo bạo và quyết liệt, một mình xông vào cửa tử để giải cứu cho đồng đội. Tờ mờ sáng, từ phía sau lưng địch, những tiếng liệu đạn nổ ung oanh liên tục lựu đạn nó ném nhanh chính xác bọn địch bị đánh bất ngờ từ phía sau lưng lại toàn lựu đạn nên hoảng loạn vì nghĩ quân ta áp sát gần lắm rồi đã chuẩn bị từ trước nghe tiếng lựu đạn nổ anh quỳ hô sung phong cả tiểu đoàn đồng loạt bắn xối xả đạn b bốn mươi b bốn ak rbd xé màn xương sớm lao vào trận địa đằng trước bộ binh xông lên đằng sau viềm vẫn tiếp tục ném lựu đạn bọn địch trở tay không kịp bật chốt rồi bỏ chạy Trận đánh thật tuyệt vời Đậm chất anh hùng như trong phim của thằng Viêm Sau khi ta chiếm lại chốt Tiểu đoàn tổ chức tìm kiếm anh em mất tích Rất may Còn một chiến sĩ của ta bị thương nằm lại Nấp trong bụi rậm Bọn địch không nhìn thấy nên còn sống sót Ta hướng chỉ của cậu bị thương Và chứng kiến bọn bốn pốt hành hình Và giết những đồng đội của ta Tôi và anh Quỳ tiểu đoàn trưởng đến Mà không tin vào mắt mình Thật đau lòng với cảnh tượng Không thể tàn ác hơn còn hơn rất nhiều lần thời trung cổ, bởi cái cọc thẳng đứng trên là những cái đầu của anh em mình, chúng còn cắt dương vật của từng người. thân hình của các anh nằm rải rác khắp nơi. nhìn thấy cảnh tượng đó, anh quỳ bật khóc. tao xin lỗi chúng mày, anh xin lỗi các em. lúc bây giờ cảnh tượng đau xót, vừa tâm hận, thật khó mà cầm lòng được. nước mắt cứ thế tuôn ra cay xè. sau hai ngày bị chặt đầu, mất máu, các anh thâm đen lạ, không thể nhận ra. Khuôn mặt này là của ai với ai? Mấy anh em cùng trung đội đến nhận diện cũng chịu, chỉ nhận được tên tuổi của từng người qua quần áo và giấy tờ trong túi quần, còn đầu thì chịu, không thể phân biệt được nữa. Anh cường tiểu đoàn phó chắp tay, nói với anh em hy sinh, tôi thì trong chiến đấu cũng có trận thắng, trận thua, bọn miền quá dã man, anh em chúng tôi không thể phân biệt nhận dạng được mong các đồng đội thông cảm và phù hộ cho anh em chúng tôi. Sau đó, anh em vận tải C25 đi phối thuộc với tiểu đoàn, ghép lại và cho đủ, mỗi tân một cái đầu và cho vận tải chuyển về tuyến sau. Đó là những ký ức đau buồn, không phải người lính nào trong chiến đấu cũng được chứng kiến và trải qua. Những trận đánh bi hùng luôn nằm mãi trong ký ức của chúng tôi. Sư đoàn 320, sau khi giải phóng thị xã Tạc Keo lại nhanh chóng điều quân tập trung đánh để giải phóng tiếp quân khu Tây Nam của cơ me đỏ. Tôi được gọi lên trung đoàn bộ nhận nhiệm vụ mới. Anh Đờn, trung đoàn trưởng và anh Diên, chính ủy trung đoàn 54, giao nhiệm vụ cho tôi đi đánh phối thuộc với tiểu đoàn 4 trung đoàn 52. Nhận nhiệm vụ xong, tôi cùng hai cậu trinh sát và hai lính đầu tin đeo máy BRC25 lên đường. Đi khoảng 2 giờ thì gặp anh em vận tải C25 gánh đạn cối 82 đi qua. Tôi liền hỏi các ông đi đâu đấy Bọn tôi vào tiểu đoàn 4 Thế thì hay quá, bọn tôi cũng đến đó Vậy là anh em chúng tôi Cùng theo mấy ông vận tải C25 Gánh đạn cối 82 Đi đến tiểu đoàn 4 Khoảng 2 tiếng sau thì chúng tôi vào tới tiểu đoàn 4 Lúc đó cũng đã quá trưa Tôi đeo ba lô Và gặp bạn chỉ huy tiểu đoàn Ở một bãi trống Thấy mấy cái đầu đang trụm lại Quanh tấm bản đồ tác chiến Nghĩ bụng tiểu đoàn bộ đây rồi Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh chọn tiểu đoàn trưởng Đã nhìn thấy tôi Anh gieo lên À thằng Bình Pháo đây rồi Tôi quen chọn vì đã có lần Đi đánh phối thuộc với tiểu đoàn 4 Nên chẳng cần câu nệ gì Tôi ngồi xuống nghe và nhận nhiệm vụ luôn Tôi thấy anh chọn nói và giới thiệu Có cả anh đại đội trưởng xe tăng Lúc đó tôi mới hiểu Trận đánh này ta hợp đồng binh chủng Có cả xe tăng pháo binh hợp lực Vậy là trận đánh này lớn rồi Đang mải nghĩ anh chọn quay sang hỏi tôi bình mày dùng bản đồ gì tôi đáp em dùng một phần một trăm nghìn anh chọn nói không được và gọi cậu trợ lý tham mưu mày đưa cho thằng bình bộ bản đồ một phần năm mươi nghìn tôi cảm ơn anh nhận bản đồ và nhiệm vụ rồi bàn phương án tác chiến mọi kế hoạch bàn phương án xong thì cũng khoảng hai giờ chiều tất cả chuẩn bị xuất kích anh chọn phát hiệu lệnh bắt đầu tấn công sáu chiếc xe tăng nổ máy gầm rú phải nói lần đầu tiên đánh nghiệp đồng minh chủng, nghe, nhìn xe tăng gầm rú, thấy khoái chí thật. Anh chọn gọi tôi. Bình ơi, lên xe tăng ngồi với tao. Tôi từ chối và nói, ngồi trong xe tăng thông tin của em không nghe rõ đâu. Với lại không quan sát được mục tiêu của đạn pháo. Anh chọn nói, thế mày đi sau xe tăng bắn cho tao. Tôi trả lời, anh yên tâm đi. Tiếng xe tăng gầm rú, đạn pháo tăng nổ đinh tai, cứ đầu nòng, đã nghe bung binh ở phía bọn địch. Tiếng súng 12 ly 7 nổ cung cung. Từng loạt bắn dồn dập ghim đầu bọn địch xuống không sự. Tiếng súng bộ binh nổ rộ lên. Lúc này, mục tiêu cũng bắt đầu xuất hiện. Tôi gọi pháo 105 ly, giải đạn bắn trước xe tăng 200 mét. Phải tính toán góc phương vị, điểm bắn thật nhanh, đảm bảo đạn pháo lúc nào cũng đi và rơi trước xe tăng và lính bộ binh 200 mét. Đánh đến đâu, lại cho tăng tầm vì đánh vận động với xe tăng nên phải giải đạn yểm trợ cho xe không bắn cấp tập được Tạc keo và quân khu tây nam của bọn khmer đỏ ngang với châu đốc của việt nam đồng bằng mà tôi quen đánh ở câu bông tràm rừng núi khuất tầm nhìn giờ đánh vận động trên cánh đồng rộng mênh mông bát ngát Tỉnh toàn có một ngôi làng có cây xoài cây dừa và thốt nốt bọn địch cố thủ trong những ngôi làng trước mặt bắn cối vào đội hình của ta phát hiện các mục tiêu tôi chỉnh pháo cấp tập vào ngôi làng địch đang cố tụ cùng với pháo tăng nổ tiêu diệt ngay các điểm hỏa lực tiếng xuống hai bên giao tranh nổ rền vang các một vùng lúc này anh chọn nhảy ra khỏi xe tăng tổ chức lại lực lượng tôi chỉnh pháo bắn cấp tập vào trong làng mục tiêu nhìn rõ những quả đạn nổ đất đá tung lên khói bay mịt mù và pháo tăng cũng bắn dữ dội bây giờ anh chọn tổ chức lại bộ binh xong cùng xe tăng pháo binh bắn tấn công tổng lực xung phong tràn vào đánh chiếm ngôi làng đầu tiên. Bọn địch một phần không chịu nổi sức tấn công của xe tăng, pháo binh, phần bị chết lại gặp sức tấn công ảo ạt của lính bộ binh. Phần còn lại bỏ chạy về ngôi làng ở phía sau cố thủ, nhưng cũng phải hơn 2 giờ chiều thì mới chiếm được ngôi làng đầu tiên. Tiếp tục tấn công vào ngôi làng thứ hai, đánh đến gần chiều tối thì quân ta bị khựng lại. Bọn địch có hầm hào vững chắc, thêm hỏa lực mạnh nên bọn chúng cố thủ phản công dữ dội. Tiếng súng suốt từ sáng tới giờ trưa mới dứt. Tất cả lính tráng lẫn chỉ huy chúng tôi đã thấm mệt vì đói và khát. Lúc đó tôi và anh Kế, trung đoàn trưởng trung đoàn 52, vì trận đánh hợp đồng binh chủng quan trọng nên anh Kế đi theo tiểu đoàn 4 để giám sát và rút kinh nghiệm. Núp sau một bờ ruộng, nhìn về phía trước để quan sát, anh Kế nhặt hòn đất ném vào lưng anh chọn, chỉ tay về phía bên phải, ra hiệu cho anh chọn. Bộ binh đang vác B40, B41 chạy ngược lại anh chọn thấy bộ binh bỏ chạy tức quá rằng lấy khẩu AK của thằng liên lạc lia một loạt lên trời đêm mẹ quay lại chiến đấu hở sườn nó bắn chết sẽ tăng bây giờ và anh cầm khẩu AK xông lên sốc lại đội hình thế là bộ binh quay lại chiến đấu tôi vội gọi chỉnh pháo bắn cấp tập kết hợp cùng pháo tăng bắn dồn dập vào vị trí chúng đang cố thủ nhìn đạn pháo và đạn tăng nổ tung trùm lên cả một khu vực đất đá khói bay tung trời Bọn địch thấy xe tăng tới gần áp sát gầm rú. Chúng hoảng loạn không chịu nổi sức tấn công của ta. Sáu khẩu 12 ly 7 trên sáu xe tăng hướng vào bắn xối xả. Cùng lúc lính bộ binh hô vang những tiếng sùng phong vang một góc trời. Càng áp sát lính ta càng hăng. Lúc này bọn địch không chịu nổi nên bật chốt mạnh thằng nào thằng ấy bỏ chạy. Bỏ lại những xác chết bị tiêu diệt nằm la liệt. Đến sáu giờ tối thì ta toàn thắng chiếm được hai bạn cố thủ của bọn địch. Tôi với anh kế tham mưu trưởng trung đoàn 52, mệt quá, nằm lăn luôn ở bờ ruộng, sờ tay ra đằng sau, cái túi cóc ba lô, thấy cái gì mềm, giật mình, nghĩ bụng, không lẽ em mình dính đạn mà không biết. Nắn nắn, thì ra là túi đường, cậu liên lạc đút vào cho tôi lúc nào mà tôi không hay. Tôi bóc một nắm cho vào mồm, nằm thẳng cẳng, cho nắm đường, cứ thế tan ra trong miệng. Anh kế nhìn thấy tôi, hỏi mẹ ăn gì đây, Tôi trả lời, em ăn đường. Bốc thêm một nắm nữa cho vào miệng. Rồi đưa cả cho anh kế. Anh chọn thấy tôi với anh kế ăn. Kêu lên là cho tao nắm. Có mấy nắm đường, ngửa cổ, tu thêm ngụm nước. Người tỉnh táo, khỏe hẳn ra. Đội hình chiến đấu khoảng 30 phút nữa, thì xe tăng khựng lại, không tiến thêm được nữa. Vì mắc một con kênh rộng, xe không qua được. Mặt trời cũng tối rồi. Hai bên tiếng súng thưa dần, rồi im bặt. Khi mà chiến trận đã im tiếng súng, biết chắc ta đã đánh chiếm được bản thứ hai, thì cơ thể ai nấy đều trùng xuống, mệt mỏi dã rời, cộng thêm đói và khát. tôi vật mình nằm lăn ra bờ ruộng, quang cảnh chiến trận lướt qua trước mặt thật điêu tàn. những cây thốt nốt, cây dừa bị đạn pháo phạt ngang đổ gục, cảnh bộ binh vận tải đi giả soát thương binh tử sĩ. ngẩng mặt lên trời thấy trăng tròn sáng vàng vặc. cả không gian sau tiếng súng im ắng đến lạ thường, không có cả tiếng côn trùng đánh nhau triệt miên chẳng nhớ ngày tháng gì cả nhìn trăng sáng lại chạy lòng nhớ về quê hương những đêm trăng sáng như thế này trai gái ở trong làng lại ra bờ đê nơi dòng sông của quê tôi hát những điệu ví xoan rồi từng đôi tách ra ngồi tâm sự khẽ thở dài liệu rồi đây mình có thể trở về được nghe những làn điệu ví xoan nữa không tôi có ước muốn nhỏ nhoi bao giờ hết chiến tranh được về quê lấy vợ sinh con như bao người bình thường khác, mà thấy khó quá. Giật mình vì tiếng riêng khè khẽ của hàm răng cắn chặt chịu đau của cậu thương binh nào đó. Vì gần đấy, có bộ phận vận tải đang băng bó cho thương binh và khiêng tử sĩ. Nhìn các đồng đội, mặt đau lòng, và tự nhủ, không biết bao giờ thì tới lượt mình. Đêm hôm đó, cả D4 nằm lại chốt ở luôn con kênh đào ấy. Tôi và anh chọn giờ bản đồ ra xem Hóa ra còn kênh mới đào được vài năm, nên không thể hiện ở trên bản đồ. Rất hay là đêm hôm đó, anh chọn và cả d bốn nằm ở dưới kênh. Tờ mờ sáng hôm sau, bọn địch bắt đầu nổ súng, hòng phản công chiếm lại bản. Nhưng chúng mở đợt phản kích vào bản bên cạnh, chúng tưởng quân ta đóng quân ở bên đó. Lần này chúng kéo cả xe tăng và tăng chiến, pháo tăng của địch bắn cũng kinh khủng. Chúng tôi nhìn những cây dừa đứt phăng ra, rồi mới nghe tiếng nổ. Nó bắn cả vào ngôi nhà, tất cả liệng tung trời, rồi mới nghe tiếng nổ vọng. Giờ ngồi qua quan sát được mới thấy, đạn pháo tăng thật uy lực và khủng khiếp. Tôi với anh chọn và anh kế, giờ bản đồ thống nhất mục tiêu tọa độ, rồi cho gọi thông tin về trận địa chuẩn bị phần tử. Tôi cho bắn thử hai quả, sửa đạn vào mục tiêu, tôi hô 8 phát cấp tập bắn, rồi 10 phát, đạn trùm kín mục tiêu. Hết cơ số đạn, tôi nói với anh chọn pháo đã bắn xong. Anh chọn dơ khẩu k tư lên trời, bắn một phát, rồi hô sung phong. Cả tiểu đoàn 4, sung phong, từ ngoài đánh vào trong bạn. Đánh tạt sườn bọn địch, tiếng súng bộ binh, tiếng súng B-40, B-41 nổ rền. Hai bên giao tranh khoảng 30 phút, quân ta nhanh chóng chiếm được bạn. Thông tin báo về, cho anh chọn là bắt sống được một chiếc xe tăng. Anh chọn mừng quá. Tao sẽ về báo cáo bộ tư lệnh sư đoàn trưởng, tường huân chương cho chúng mày lúc đó tôi cùng mừng hớn hở anh chọn bảo tao với mày vào bản đi vậy là hai anh em cùng thông tin chính xác truyền đạt chạy luôn vào bản đến nơi anh chọn hỏi xe tăng bắt sống đâu mấy cậu bộ binh chỉ vào chiếc xe tăng ở gần đó tôi và anh chọn nhảy lên chiếc xe tăng hóa ra nó bị hỏng đứt xích từ bao giờ anh chọn chửi để mẹ xe tăng hỏng gì thế này mà dám bảo là bắt sống thế này thì huân chương cái đếch gì anh chọn nhảy xuống tức tốc cho bộ đội tổ chức chốt lại và làm công tác thương binh được sĩ. Hai ngày sau, tôi nhận được lệnh quay về trung đoàn 54 nhận nhiệm vụ mới. Thế là phải chia tay với anh chọn, chia tay với anh em tiểu đoàn 4 trung đoàn 52 mà tôi đã sát cánh cùng họ biết bao trận đánh ác liệt. Và thời gian những tháng cuối năm 1978, trên hướng phòng ngự của sư đoàn 341, địch nóng ra sát đường biên cho những đơn vị nhỏ áp sát rồi bất ngờ tập kích, rồi nhanh chóng lùi về căn cứ của chúng. Trải qua một thời gian dài đánh địch, cán bộ các cấp trưởng thành rất nhiều. Trong đơn vị tôi có cán bộ xuất thân từ khắp mọi miền. Tôi nhớ có nhiều cán bộ là học sinh miền Nam như đồng chí Trần Bá Bình, trinh sát tiểu đoàn 1, quê ở miền Trung tập kết ra Bắc. Lúc còn nhỏ, anh Bình và sư đoàn 341 từ ngày đầu thành lập. Sau này anh Bình là đại tá, cán bộ chiến đấu của quân khu 5. Cấp trên thông báo có những dấu hiệu địch mở những đợt tấn công lớn nhằm thực hiện mưu đồ xâm lược nước ta. Còn chúng ta vẫn chờ đợi thời cơ. Không phải chúng ta không dám phản công địch, mà là chờ thời cơ chín muồi. Nhớ lại năm ngoái, vào ngày 6 tháng 12 năm 1977, trong lúc địch mở cuộc tấn công sang bến cầu của ta, bến sỏi Lò Gò, Cà Tum, Lộc Ninh, có nơi quân chúng vào sâu đất ta mấy cây số. Quân đoàn 4, trong đó có sư đoàn chủ lực 341, phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh, Long An, đã mau chóng đánh tan rã gần hai sư đoàn của địch quét sạch bọn đầu sỏ ăn ca ở chi phu công pông trạch khi biết bộ đội việt nam phản công trừng trị bè lũ pô pốt xâm lược nhân dân ở các phung sóc đang bị giam cầm trong các trại tập trung đã nhất loạt đứng lên phối hợp với chiến sĩ ta vây bắt những tên ác ôn đang chạy núp trong các bương biển bờ ruộng bộ đội ta đã nhanh chóng đưa nhân dân ra khỏi các trại tập trung cung cấp lương thực thực phẩm cho người đang đói hoặc còn sắp chết đói cấp thuốc chữa bệnh cho người đang ốm đau có những chiến sĩ quên mình cứu nhân dân bạn đối với những tên lính pol pot bộ đội ta giải thích cho chúng về tội ác của pol pot đã phản bội giết hại chính nhân dân campuchia xâm lược việt nam là phá hoại tình đoàn kết của nhân dân hai nước rồi thả chúng về các phung sóc từ chính sách nhân đạo của bộ đội ta đã cảm hóa nhiều kẻ từng bị pol pot nhồi sọ rằng việt nam là kẻ thù họ đã giác ngộ những người lính ấy sau này đã tham gia vào lực lượng cách mạng cứu nước Campuchia. Đến ngày 6 tháng 1, chúng ta thu quân. Khi thấy chiến sĩ ta thu dây điện thoại, nhân dân ở các phung sóc đã bỏ tất cả đi theo bộ đội ta. Bộ đội ta đi tới đâu, nhân dân theo tới đó. Họ cho các chiến sĩ biết chỉ có bộ đội Việt Nam cứu họ. Khi bộ đội rút, quân Pol Pot sẽ giết tất cả. Mà đúng thế, khi biết quân ta thu quân, lính Pol Pot đã lần tới. Đã có những loạt súng nhằm vào dân để tránh tai họa cho nhân dân bạn, bộ đội ta đã sử dụng mọi phương tiện để chở dân ra khỏi vùng chết chóc. Chỉ trong ngày thu quân ấy, trên đường số 1 và 13, nhân dân Campuchia đã chạy sang đất ta lánh nạn gần 3 vạn người. Bộ đội ngành hậu cần của ta và đồng bào Tây Ninh đã góp công, có vật liệu xây dựng làng bến sắn để nhân dân bạn tạm trú. Giờ đây, sau hơn một năm chiến đấu chúng ta đã đánh tan rã, đẩy lùi không biết bao nhiêu trận xâm lấn của địch. Có khi chúng huy động cả sư đoàn đánh sang đất ta trên diện rộng, có lúc chúng cho những tốp lính đánh lén kiểu tập kích rồi nhanh chóng rút chạy. Ta đã phản công sang địa bàn của chúng đóng nhưng rồi lại rút về. Bây giờ tình hình chính trị đòi hỏi quân ta phải kiên nhẫn đợi thời cơ. Với một đơn vị chủ lực mạnh như sư đoàn 341 mà vẫn phải nằm im kiên nhẫn trông đợi thời cơ trong khi địch thỉnh thoảng vẫn nã đạn sang đất ta cũng là việc không dễ nhưng mệnh lệnh của cấp trên là phải chấp hành nghiêm trong nghệ thuật quân sự chờ đợi thời cơ đến là điều cần thiết chờ đợi nhưng các đơn vị vẫn tiếp tục chuẩn bị công sự nắm địch thường xuyên sẵn sàng đón đánh địch xâm lấn và cơ động khi cần càng gần thời điểm cuối năm khi mùa khô đến tình hình trên toàn tuyến biên giới tây nam diễn ra rất phức tạp Bọn Pol Pot đã dồn những sư đoàn chủ lực mạnh nhất của chúng ra sát đường biên. Chúng đã cho những toán thám báo vào sát các đơn vị của ta để nắm tình hình. Pol Pot rêu rào là chúng đã điều đến 19 trong số 23 sư đoàn bộ binh để chuẩn bị đánh Việt Nam. Nhân đây tôi muốn dừng lại để trưng ra những tư liệu về địch để bạn đọc tham khảo. Ngay sau khi chiếm được nông binh, bè lũ Pol Pot lập tức chia lãnh tổ Campuchia thành 6 quân khu trong đó có đặc khu nông binh và ba vùng đặc biệt. Theo tài liệu của chúng, từ năm 1975, chúng tổ chức được 12 sư đoàn chủ lực, khoảng 12 vạn quân. Nhưng khi chủ trương đánh Việt Nam trên toàn tuyến biên giới trên đất liền và hải đảo, chúng huy động 27 sư đoàn, trong đó có hai sư đoàn lục quân. Còn lại là hải quân, không quân, xe tăng, dọc biên giới nước ta, chúng bố trí đến 17 sư đoàn chủ lực. Mỗi sư có khoảng 6.000 quân. Sau này người ta mới biết rõ Với số dân Campuchia như thế Để thành lập 27 sư đoàn Là không thể đủ quân Nên chúng đã bắt lính Hết sức giáo giết, dã dạ man Bắt cả người đang ở độ tuổi thiếu niên Thiếu nữ để cầm súng Chúng đã đàng nhiên vi phạm luật quốc tế Là cấm huy động người chưa đến tuổi thành niên cầm súng Nhưng với bọn diệt chủng Chúng đã từng giết hàng triệu người dân Campuchia Thì chuyện chúng thực hiện Bắt thiếu niên và lính Cũng là chuyện bình thường trên hướng Tây Ninh là hướng sư đoàn 341 đảm nhiệm. Chúng bố trí lực lượng thuộc quân khu 203. Chúng bố trí 3 sư đoàn, trong đó có sư đoàn 4 bộ binh là đơn vị chủ lực mạnh nhất và các lực lượng của vùng 20 và vùng 21. Lực lượng ngang cấp sư đoàn. Quân số địch như vậy là khá đông, nhưng do lính tráng, cả chỉ huy ô hợp nên không thể tác chiến tập trung được. Chúng đành phải tổ chức từng cụm chốt phòng ngự theo lớp, rồi huy động từng đội quân áp sát vào biên giới ta tập kích rất bất ngờ chúng cho rằng với chiến thuật ấy là để hạn chế quân ta phản công do mặc cảm căm ghét trí thức và dân thành phố đô thị nên bè lũ Pol Pot chú trọng vào huy động binh lính ở thôn quê chúng quan niệm chỉ có nông dân mới trung thành với chế độ đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến bọn Pol Pot đuổi dân ra khỏi thành phố đầy ải tủ tiêu trí thức ngay khi chúng chiếm được sau này chúng ta được biết thêm, trong các đơn vị quân đội Pol Pot, chúng xem người nào da đen, sức vóc mạnh là nòng cốt, còn những người da trắng, dáng thư sinh là dân thành phố, tiểu tư sản. Đây cũng chính là nguyên nhân gây mâu thuẫn trong nội bộ quân đội chúng. Qua thời gian, khi thế Pol Pot đầy đoạn, giết hại không chỉ trí thức mà cả nông dân, đặc biệt là khi Pol Pot xô quân đánh lấn đất nước láng giềng Việt Nam, đông đảo binh lính và cả cấp chỉ huy đã tỉnh ngộ đã có những cuộc nổi dậy từ quân đội, sự phân hóa trong quân đội ngày càng lớn. Vì thế Pol Pot luôn đổi vị trí đóng quân của các đơn vị này từ nơi này sang nơi khác. Ngay ở quân khu 203, khi nổi lên nhiều vụ binh biến, Pol Pot đã thẳng tay thanh trừng, giải tán, đổi chỉ huy, phiên hiệu ba sư đoàn. Sự hoán đổi này gây ra khó khăn lớn cho bọn chỉ huy là không nắm được tình hình đối phương. Hơn nữa với nền kinh tế hầu như bị triệt tiêu sản xuất chỉ dựa vào viện trợ ở nước ngoài nên xe cộ xăng dầu ít khi di chuyển quân rất khó khăn chúng phải bắt lính hành quân bộ điều đó làm suy giảm sức tác chiến của binh lính qua một thời gian đánh địch các cấp chỉ huy của ta đã nhận thấy thủ đoạn của địch khi chúng mở những đợt tấn công xâm chiếm với đội hình lớn là coi trọng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu thông thường chúng sử dụng lực lượng cấp trung đoàn sư đoàn kết hợp với lính địa phương Đánh chiếm tới đâu là chúng đốt phá nhà cửa, cầu cống, thảm sát người dân tới đó. Hòng gây rối loạn cho đối phương. Chúng thường sử dụng lối bố trí, đội hình đầu nhọn đuôi dài. Tiến công theo lối bậc thang, bảo vệ bàn đạp và hai bên sườn. Lối này đánh được Pol Pot, sử dụng suốt cuộc chiến nên ta đã nắm được. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Chúng ta đã nắm rõ tác chiến của đội hình lớn Pol Pot. Nhận ra ngay, chúng bị gò bó vào một lối với cái gọi là chiến thuật du kích quá mô phạm giáo điều có phần đã quá cũ kỹ đội hình dài lê thê của địch đã bị chúng ta bẻ gãy và tiêu diệt khi bè lũ pol pot phát động gây tội ác với việt nam đặc biệt là giết hại dân thường thì chúng bị các chỉ huy binh lính ở các đơn vị chống đối ngấm ngầm hoặc công khai qua thông tin từ trinh sát địch có hiện tượng chúng dồn quân về biên giới tây ninh nhất là hướng rừng hòa hội Hòa hội là địa danh nhiều cánh rừng tràm, rừng nguyên sinh thấp, rừng cây dầu trải dài dọc phía tây sông Vàng Cỏ. Về dân cư ở vùng hòa hội rất thưa thớt, bà con chủ yếu sống trong các ấp làng, làm nghề trồng lúa, nuôi thủy sản. Số hộ dân nghèo chiếm số đông, không có đất đai trồng trọt. Nhiều gia đình phải sống bằng nghề làm mướn, thả câu, giặt trúng. Nhà cửa của nhân dân vùng này cũng chỉ là nhà cột là cây gỗ tròn trống lên, lập bằng lá rửa nước hay tấp giấy dầu dân gọi vui kiểu nhà này là nhà đá nghĩa là đá một cái là đổ hoặc khi di chuyển đến nơi khác thì đá đi không tương tiết dân cư thừa thớt phần lớn quá nghèo nên trường học phổ thông chỉ có mấy lớp tiểu học khi chiến sự xảy ra chính quyền sơ tán các cháu học sinh vào sâu trong nội địa để học hành để đảm bảo tính mạng từ đây cũng có thể rút ra bài học quý về bảo vệ biên giới khi dân quá nghèo việc bảo vệ đường biên cũng có vì không tổ chức được các đơn vị quân du kích hơn thế chính quyền địa phương cũng lâm vào tình trạng phải lo cho đời sống nhân dân cứu trợ người đói làm sao có điều kiện tổ chức canh phòng tuần tra tham gia cùng một đội chủ lực đánh địch vậy nên muốn phòng tuyến biên giới vững chắc thì việc nâng cao đời sống nhân dân dọc đường biên là vô cùng quan trọng khi đời sống nhân dân dọc đường biên đủ đất đai canh tác có cơ sở sản xuất hàng hóa làng ấp sẽ đẹp hơn, bền vững hơn. Mọi người sẽ tự bảo vệ tài sản của mình. Dân không giàu, nước sẽ không mạnh. Đó là câu nói rất đúng. Trong thời gian này, trên đất nước Campuchia đã có thêm rất nhiều cuộc nổi dậy của nhân dân và trong lực lượng địch ở các quân khu 109. Chúng còn gọi là quân khu Đông Bắc, quân khu 560, quân khu Tây Bắc và quân khu 203 là quân khu Đông. Lực lượng đứng đầu các cuộc nổi dậy là những chỉ huy các đơn vị cấp tiểu đoàn đến quân khu Tôi hiểu người từng tham gia cuộc chiến chống Mỹ, từng sống với cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng miền Nam. Họ rất hiểu Việt Nam. Qua thời gian, thấy bẻ lũ Pol Pot giết hại nhân dân, xua quân xâm lược Việt Nam, phản bội tình hữu nghị hai nước, và trái với đạo lý, đi ngược lại nguyện vọng, tình cảm của nhân dân Campuchia với Việt Nam. Nên họ nhất định phải nổi dậy, đánh đổ. Khi bị Pol Pot đàn áp, một số người đã chạy sang Việt Nam. Họ cho biết là nơi họ bị đầy ải, nhân dân đã nổi dậy, và bị bọn ăn ca đàn áp nên phải chạy sang Việt Nam. Một tin tức làm nức lòng người là chúng ta bắt được làn sóng điện vô tuyến của các nhóm các quân khu thông báo ta là họ đã nổi dậy. Sau một thời gian lại có tin, một số tỉnh như Can Đan, Công Tràm, những người chân chính trong hàng ngũ địch thấy được sự phản động tàn ác của đám ăn ca khi chúng tàn sát nhân dân ở các trại tập trung trong các công xã ngày càng man dợ đã đứng dậy chống lại nhưng do lực lượng quá tranh lệch, bà Pol Pot đã đàn áp dã man những người chân chính. Một số nhóm người đã chạy sang được Việt Nam và tập hợp những người yêu nước Campuchia ở các trại tị nạn để trở về đánh bè lũ Pol Pot, giải phóng đất nước. Tin tức ấy khiến mọi người nước lòng. Trên lý thuyết và thực tiễn, cách mạng nước nào phải cho nhân dân nước ấy thực hiện. Tin tức chiến sự, tình hình ở đơn vị vẫn đến với chúng tôi những ngày học ở trường quân chính của đoàn bốn cơ quan chính trị quân đoàn và nhà trường thường xuyên thông báo với chúng tôi tình hình thời sự trong nước và quốc tế đặc biệt là tình hình ở campuchia kết thúc khóa học chúng tôi sống trong tình trạng lưỡng phân nửa muốn được về phép thăm gia đình nửa muốn về đơn vị gấp để chiến đấu nắm được tâm trạng học viên đồng chí chính ủy nhà trường tổ chức một buổi nói chuyện đồng chí lại nói về tình hình đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn nan giải và hỏi cán bộ đảng viên quân đội phải hy sinh chuyện riêng tư Để tập trung làm nhiệm vụ Do đồng chí bắt qua tình hình chiến sự Ở biên giới Tây Nam Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam Vẫn còn vô cùng gian khổ ác liệt Địch dồn quân vào sát đường biên Ta cũng đã có kế hoạch đối phó với bọn quân Pốt Mùa khô tới Nhưng cụ thể thế nào còn trong một bí mật Chính vì những điều khó khăn trên Nên các đồng chí đừng có nói những chuyện đi phép về thăm gia đình Mà biên giới đang mong đợi chúng ta Đơn vị đang mong chờ chúng ta các đồng chí phải về đơn vị gấp chiều nay trường sẽ tổ chức liên hoan chia tay với lớp học sáng mai sẽ có xe quân đoàn đưa các đồng chí trở về đơn vị cũ một số người trong chúng tôi tiêu nghỉu thoáng buồn vì không được nghỉ phép thế là tôi cũng không đến được chỗ lộc em trai của tôi để chia tay nữa hồi đó chưa có điện thoại để liên lạc như bây giờ viết thư thì mấy ngày mới tới và bây giờ ra ngoài gửi thư cũng khó nên đành chịu em trai trần hoàng lộc của tôi sau trưởng thành mang quân hàm thiếu tá, cán bộ quân chủng phòng không công quân, sau đó chuyển ngành, hiện nay là vụ phó vụ pháp chế tổng cục hải quan. Hôm sau vừa ăn sáng xong, đúng 7 giờ đã có xe đến, vẫn là những chiếc xe tải chở hàng hóa, chở quân, từng đưa chúng tôi về đây học. Anh em tôi nhanh chóng lên xe, trên xe lại vang lên tiếng cười đùa vui nhộn đầy chất lính. Chúng tôi còn trẻ nên ưu tư ít, vui buồn cũng chóng đi qua, quả rất nhanh. Hơn thế đã mặc áo lính, khi nhận nhiệm vụ đều phải chấp hành một cách nghiêm túc vui vẻ chiếc xe chở chúng tôi theo đường số 1 hướng biên giới tây nam thẳng tiến cách đây hơn một năm từ căn cứ long bình chúng tôi cũng đi theo đường này để ra trận lần ấy cả đoàn xe đi trong đêm là để giữ bí mật và dễ cho việc cơ động xe tải hạng nặng bộ đội chưa thật hiểu thực chất của cuộc chiến tranh lần này chúng tôi đi ban ngày cuộc chiến tranh ở biên giới đã công khai trên phương tiện thông tin báo chí không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài Nhân dân nhiều nước trên thế giới đã hiểu được tội ác dã man của bè lũ diệt chủng Pol Pot. Trên đường trở về đơn vị lần này, khi qua phố, tôi chợt nghĩ đến những người quen biết ở quận 11, nhớ đến người em trai là Lộc ở sân bay Tân Sơn Nhất mà tôi không kịp tới gặp để tạm biệt. Nhiệm vụ của người lính bao giờ cũng phải thực hiện gấp. Tôi nhớ đến những đồng đội hành quân ra trận lần đầu ấy, bây giờ nhiều người không còn nữa, các anh đã nằm ở các nghĩa trang cả trên cánh đồng biên giới đầy cỏ ngập nước đó là anh nguyễn sông thao ngô khắc quyền trần vinh ngô duy phôn nguyễn duy trinh nguyễn văn minh nguyễn quy nhơn cùng rất nhiều cán bộ khác những chiến sĩ ưu tú đã hy sinh trên biên giới tây nam nhưng cuộc chiến đấu ấy vẫn còn quyết liệt đòi hỏi người lính phải hy sinh khi cần cho nên chúng tôi không được phép yếu đuối thủy mị xe bò lên lòng phà bến giỏi vẫn là chiếc phà cũ công nhân kéo bằng tay hỗ trợ cho cỗ máy có động lực quá nhỏ đưa chúng tôi qua sông những người phục vụ trên phà nhìn chúng tôi với đôi mắt thân mật họ hỏi chuyện vui vẻ đưa nước mời chúng tôi hình như những ngày những đêm đưa rất nhiều bộ đội qua sông rồi lại đón thi hài liệt sĩ qua phà về an táng ở nghĩa trang họ đã biết ra trận là chấp nhận sự hy sinh mà sự hy sinh của bộ đội cũng là bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trong đó có gia đình họ bảo vệ công việc của họ nên họ nhìn chúng tôi những người lính già những anh cán bộ, những sĩ quan qua phà để ra trận với thái độ và tình cảm thật sự kính nể, trân trọng. Qua phà, chạy một hồi nữa đã thấy rừng hòa hội búa lớn. dáng những cây tốt nốt xòe lá in lên nền trời lại hiện ra quen thuộc. Xe rừng tại khu vực cứ của Trung đoàn 273, thân yêu của chúng tôi. Các đồng chí trợ lý cán bộ tuyên huấn ra tận xe chào đón. Họ vui mừng vì đã có thêm nguồn cán bộ bổ sung vào các vị trí đang thiếu của trung đoàn. Đồng chí chủ nhiệm chính trị trung đoàn gặp gỡ chúng tôi ở sở chỉ huy. Chưa kịp uống xong cả nước, chúng tôi lại được nghe một bài giáo huấn ngắn về thời sự quốc tế trong nước. Tiếp theo là tình hình trung đoàn cùng các đơn vị. Từ ngày chúng tôi đi tập huấn, cuối cùng đồng chí hoan nghênh chúng tôi đã đi học, trở về 100% quân số. Trước mắt các đồng chí ở đơn vị nào thì cứ về đơn vị đó. Nếu có thay đổi nhiệm vụ thì trung đoàn sẽ có quyết định điều động sau. Các đồng chí về cứ của đơn vị nghỉ ngơi, nắm bắt tình hình, rồi ngày mai tất cả trở về chốt của đại đội mình. Tôi đi bộ về cứ, khi đi ngang qua quán của Cúc, tôi ghé vào chơi, chỉ có hai người em của Cúc, họ vui, hồ hởi khi gặp tôi. Họ thăm tôi đủ thứ, từ ngày tôi đi học, hỏi về tình hình Sài Gòn, tôi chưa kịp trả lời, thì họ đã hỏi sang câu khác, không thấy Cúc tôi hỏi. Cúc đâu hả em? Đang vui, bỗng thấy hai chị em trùm hẳn xuống. Một cô nói, Cúc hôm nay không sang. Từ hôm anh Phú về Sài Gòn, Cúc buồn lắm. Làm sao anh để cho chị Cúc buồn vậy? Anh đã nói gì mà để chị Cúc buồn chăng? Cô em nói tiếp, Hôm nay chị Cúc ít sang đây. Có mấy người bộ đội hay đến đây chơi. Có mấy anh ngỏ lời với Cúc, nhưng chị Cúc chưa nhận lời ai. Chị vẫn nói với em, chị chưa thấy ai được như anh Phú cả. Nhưng mà sao anh ấy quá cao xa, sống quá lý tưởng nghe nói vậy tôi bật cười nhưng rồi tôi lặng người đi phải có cảm tình với mình lắm cúc mới thổ lộ với mọi người như vậy vậy thì mình đã có lỗi gì không có thể cúc chưa hiểu hết mình thôi mình đâu phải là người cao xa dĩ nhiên đã là người thì phải có lý tưởng nhưng mình đâu phải quá khô khan hay giáo điều mà mình chỉ là người lính có ý thức có kỷ luật chấp hành nghiêm túc các quy định nhiệm vụ của quân đội mà thôi cũng may là hôm nay mình không gặp cúc cũng không có ý định sang thăm nhà cúc ngày mai mình lại ra điểm tựa sát đường biên sống giữa cảnh giặc giã bom đạn nguy hiểm đến tính mạng cũng là chuyện có thể không gặp lại cúc có khi lại nhẹ nhàng hơn tôi nhớ lại nhiều đồng đội mình trước khi ra trận có những mối tình sâu nặng với những người con gái ở quê nhà hay ở vùng đóng quân nào đó khi hy sinh đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho họ đó là chưa kể tới người vợ trẻ khi có chồng hy sinh nỗi đau còn lớn gấp nghìn lần tôi uống nốt đúc nước chanh chào hai chị em của cúc rồi trở về khu vực lán hậu cứ của đại đội một hầm hào với những cái lán thấp lợp tăng vẫn vậy anh thú anh khi vẫn coi cứ các anh cho tôi biết đại đội một đã được bổ sung lính một chín bảy bảy quê thái bình lớp lính một chín bảy tám thì quê hải phòng hà nội thanh hóa lính mới nhiều lớp nhập ngũ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến 1974 được xem là lính già tuổi quân. Bây giờ có mấy người coi cứ lên làm, quản lý hay quản trị trưởng. Quản trị trưởng là chức mới có sau này. Cũng có một số người chuyển sang hệ chuyên nghiệp làm chuyên môn khác. Anh Đạt vẫn giữ chức đại đội trưởng, anh Tiến chính trị viên trưởng, anh Quang đại đội phó. Nghĩa là ban chỉ huy đại đội vẫn là những người như ngày tôi đi. Tôi nằm xuống cái rát giường gồ ghề, làm bằng các cây gỗ nhỏ, khớp khảnh cộm cộm ở dưới lưng giường dã chiến tất nhiên là không được bằng phẳng như những tấm giường phản ở nhà trường phía sau ngước lên trần mái lán vẫn là những tấm ni lông kết lại mỏng manh anh em bẻ thân cành cây gác lên cho đỡ nóng một vài tia nắng chiều dọi qua những lỗ thủng góc ở trong lán có những cái ba lô lẹp bép sa tài của bộ đội ở mặt trận là thế chiều biên giới nào mà hiện lên trong bài hát chữ tình hay đến thế còn chiều biên giới của chúng tôi là ở đây ở giữa trời nắng lửa mưa rầm người chiến sĩ sống giữa hầm hào công sự tay chắc súng sẵn sàng chờ giặc tới và sẵn sàng tiến công khi thời cơ đến nghĩ cho cùng người nhạc sĩ với ca khúc chiều biên giới cũng rất lãng mạn ngày mai tôi đến điểm tựa ở tuyến đầu bỗng nhiên tôi nghĩ lại tiếp tục những ngày dài nơi đầu tuyến gian khổ ác liệt đây mình phải chuẩn bị tinh thần cao hơn chợt nghe tiếng đàn chim bay ngang trên vòm trời Ngước nhìn lên tôi lại nói thầm Mùa khô gần tới rồi Nên trời ở đây lên cao trong xanh Nắng sẽ bắt đầu gay gắt hơn Ai đã sống giữa mùa khô ở điểm tựa Trên biên giới Tây Nam Sẽ có ấn tượng chẳng bao giờ phai Mỗi năm ở Nam Bộ có hai mùa rõ rệt Mùa mưa tràn trề Nước dâng tràn kênh rạch đồng ruộng Cá mú nhiều Chim chóc từ đâu bay về dập trời Ban đêm tiếng ếch nhái côn trùng Kêu dĩ dã bên điểm tựa Thông thường mùa mưa bộ đội ít cơ động hơn thời đánh mỹ cũng vậy chiến dịch lớn thường mở vào mùa khô nhưng ở biên giới tây nam mùa mưa pol pot xô lính sang tập kích nhiều vì chúng đoán mưa lớn quân ta không thể ở trong công sự và cơ động cũng khó khăn khi mùa mưa đến cái nắng cái gió mang hơi nóng hầm hập bụi quấn tung khắp nơi bụi sọc vào cả hầm hào rồi nước sinh hoạt cũng khan hiếm dần ngày mai tôi ra điểm tựa tiền tiêu tự nhiên tôi thoáng nghĩ không biết cuộc chiến này, cuộc sống này kéo dài đến bao giờ, không biết cấp trên có ý định xử lý cuộc chiến tranh này thế nào. Nhưng rồi tôi thấy mình rơi vào tâm trạng ủy mị, nên đã cố xua đi ý nghĩ ấy. Tôi lại nhớ đến bạn bè, đến quê hương, bố mẹ già, đang ở quê hàng ngày, ngóng tin tôi. Miền man với những suy nghĩ ấy, tôi ngủ tiếp đi, cho đến khi tràng tỉnh, khi anh em gọi tôi dậy ăn cơm tối. Thấy mâm cơm có mấy món ăn thịt lợn kho mặn rau muống luộc xanh non tô nước rau trồng bắt mắt thật ra bữa cơm thế này là bình thường nhưng tự nhiên tôi nhớ đến bữa ăn ở điểm tựa tiền tiêu bữa cơm của bộ đội bám điểm tựa ở ban chỉ huy tiểu đoàn đại đội cũng như chiến sĩ bữa trưa chẳng khác gì bữa tối hôm nào kha khá thì thêm vài miếng thịt lợn kho với đậu hũ bữa nào anh nuôi không vượt được đường đi chợ thì ăn với thịt hộp nấu loãng có khi chỉ là nước mắm rau xanh là món ăn được người ưa thích không có rau xanh thì bữa ăn nhạt đi kém hấp dẫn nhưng ở điểm tựa kiếm rau cũng không phải là chuyện dễ từ khi chiến sự xảy ra nhân dân ở vùng này không thể trồng được nhiều rau xanh còn rau rừng gọi là thứ rau tập tàng mùa khô khó kiếm hơn hơn nữa quân số đông làm sao kiếm đủ rau rừng vậy cho nên khi đi tuần tra hay trên đường làm nhiệm vụ gì đó thấy được cụm rau sam vạt rau tẩu bay là anh em chúng tôi hái bằng được, đưa về để anh nuôi cải thiện cho bộ đội. Nhiều lúc tìm được nắm lá bua, hay chùm trái me chua để nấu canh là bữa ăn ngon rồi. Lẽ thông thường là khi cuộc sống quá khó khăn, cái ăn cái mặc thiếu tốn, người ta dễ xa lánh, thậm chí giành giật nhau vì miếng ăn. Nhưng với chúng tôi, trong gian khổ đói khát, tình đồng chí đồng đội lại gắn bó keo sơn. Chúng tôi nhường cơm xẻ áo cho nhau dành cho các đồng chí sức yếu, những món ăn ngon, đồ áo lành lặn hơn. Tình đồng chí đồng đội nơi chiến tuyến là như vậy. Đó cũng là nét đẹp của bộ đội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Dẫu cuộc sống khó khăn, gian khổ, ăn uống đạm bạc như thế, nhưng người chiến sĩ biên giới Tây Nam không hề nao núng ý chí. Chúng tôi luôn tin tưởng chiến thắng sẽ về phía ta. Bởi một lẽ, chúng ta là chính nghĩa chính nghĩa là chiến thắng, đó là chân lý. Sáu hôm sau, tôi ra quán mua chè, thuốc lá, mấy gói kẹo lạc. Biết là kẹo lạc này không thể ngon, nhưng với lính ở điểm tựa là rất quý. Sau này khi bước vào kinh doanh, đi đây đó nhiều, tôi suy nghĩ mãi. Tại sao một nước có rất nhiều cây lương thực làm tinh bột như gạo, các loại khoai đường, mật, cũng sẵn với độ dân xài không hết. Lại còn có cao cà phê, vậy mà chúng ta chưa có một loại bánh kẹo nào được người dùng khen ngợi. Cao hơn nữa là bánh kẹo có thương hiệu mang thức quốc tế, không tự sản xuất nên bánh kẹo ngon hàng năm nước ta phải bỏ ra hàng trăm triệu đô để nhập khẩu ở nước ngoài. Câu trả lời này dành cho các nhà nghiên cứu chế biến sản xuất kinh doanh bánh kẹo ở Việt Nam chúng ta. Đeo chiếc ba lô đựng một ít tư trang và thêm mấy gói quà bánh đơn sơ, tôi đón xe sang điểm tựa tiền tiêu sớm. Đường đi vẫn nhiều ổ voi, ổ gà vẫn những cây gỗ lát ngang đường. Nhiều cây đã gãy vụn, vất hàng đống ở bên đường. Tỉnh thoảng gặp các tổ chốt bảo vệ. Anh em cùng công binh dò dẫm, cẩn mẫn từng bước dò mìn, chất nổ, đề phòng lính pompot lèn sang cải đêm qua. Người nào cũng mang khuôn mặt thiếu ngủ hốc hác. Tuy vậy, đôi mắt các anh vẫn tinh nhanh, dò mìn trên trục giao thông cũng vô cùng vất vả. Nguy hiểm, đã có nhiều tiến sĩ công binh hy sinh ngay khi tháo gỡ bom mìn hai bên đường vẫn còn ngập nước. Tuy những trận mưa đã giảm, nhưng cánh đồng ở các mương hồ đã để ấp, nên nước chưa tiêu đi đâu được. Về tới đại đội 1, gặp một cuộc hội ý. Giao ban sáng vừa kết thúc, tôi gặp ở đây đủ tất cả các cán bộ trung đội, tiểu đội, bộ binh hỏa lực và mấy người ở đơn vị trực thuộc, tiểu đoàn đang phối hợp với đại đội. Cũng có mấy người tôi chưa biết tên. Vừa thấy tôi, mọi người reo lên và vây lấy hỏi chuyện tôi mở ba lô lấy trà thuốc bánh kẹo ra đã anh em chúng tôi trò chuyện qua lại rất vui vẻ mọi người xa thành phố hồ chí minh đã lâu nên hỏi tôi về sự thay đổi của thành phố như thế nào tôi cũng hỏi sức khỏe và mấy người bạn thân về tin tức gia đình ở quê anh tiến giới thiệu một số cán bộ mới được điều về với tôi và nói từ ngày ông đi mọi việc đều ổn lính mới về nhiều thấy anh em chưa thật thành thạo thao tác kỹ thuật nên chúng mình đã huấn luyện cho họ thêm phương pháp xạ kích, kỹ chiến thuật bộ binh. Qua đây cũng thấy thêm, công tác huấn luyện ở các trung tâm chưa đáp ứng được yêu cầu của chiến trường. Phải chăng còn do chương trình huấn luyện hiện nay nhiều quá nên dẫn tới huấn luyện nhanh. Nhớ lại trước kia, chúng mình được huấn luyện kỹ với phương châm, tao trường đổ mồ hôi nhiều, chiến trường đổ máu ít. Không biết khẩu hiệu đó có còn ở các trung tâm huấn luyện tân mình nữa không? Chúng ta cũng vừa huấn luyện anh em thêm một bộ môn có thể nói là mới là kỹ thuật tháo gỡ các loại mìn địch và sử dụng mìn chống lại địch xâm nhập ở tuyến biên giới Tây Nam. Dừng lại một lát, anh nhìn tôi rồi nói tiếp. Ông phải nên đi đứng cẩn thận, ở đây nhiều mìn lắm đấy. Anh Tiến dặn dò tôi, như người anh với đứa em. Có phải anh quên tôi từng chiến đấu ở đất này rồi, hay tính anh thường như vậy đối với mọi người? Bọn lính Pol Pot thường lèn sang cài mìn, thì tôi đã biết nhưng có lẽ hiện tại chúng gài nhiều mìn chất nổ nên anh tiến mới dặn dò kỹ như vậy anh Đạt vỗ vai tôi thân mật hỏi nho nhỏ học xong sao phú không làm chuyến về thái bình mà thăm nhà tôi cười cho anh biết nhiệm vụ cấp bách lắm nên vừa học xong là có xe đưa chúng tôi lên đây ngay các thủ trưởng bảo là chưa cho đi phép vì nhiệm vụ lúc này cấp bách lắm hãy đưa kiến thức vừa học lên điểm tựa mà thực hành họ còn cho biết thêm là mùa khô tới sẽ có nhiều chuyển động lớn về quân sự nên không một ai được đi phép nghe các thủ trưởng bảo vậy chúng tôi chấp hành ngay không một ai than thở hay kiếm cớ này cớ nọ để về quê cả không chỉ nhiệm vụ mà mình còn có lòng tự trọng nữa anh đạc nhìn tôi thông cảm chia sẻ trò chuyện một lát về bản thân chuyện học hành tôi cho các anh em biết về những thông tin thời sự về đời sống dân tình ở sài gòn tôi thành thật cho họ biết là đời sống đa số dân lao động ở thành phố đang gặp nhiều khó khăn nên tư tưởng nhiều người cũng diễn biến phức tạp lắm tuy vậy thành phố rất bình yên anh em hỏi tôi về sinh hoạt của học viên tôi vui vẻ cho họ biết trong thời gian học anh em chúng tôi rất ít khi ra khỏi trường chủ nhật thường mua đồ về để tổ chức những cuộc nhậu đơn sơ cho vui nhiều người muốn đi phép về thăm gia đình vì đã lâu chưa được thăm quê hương nhưng không được khi tâm sự Chúng tôi lại thấy mình được đi học Tết này cũng là đã hơn anh em khác đang bám ở điểm tựa dọc biên giới rồi. Vậy là ai cũng yên tâm. Thực tình, chúng tôi rất nhớ đơn vị, nhớ đồng đội, nên ai cũng muốn về biên giới gấp, không ai tụt tạt để làm những việc có tính chất cá nhân cả. Nghe tôi nói vậy, các anh rất vui. Sống với nhau đã lâu, các anh và tôi rất hiểu nhau. Nhân tiện anh Đạc và anh Tiến cho tôi biết về tình hình địch, nhất là khu vực của chúng đang ở đối diện với các cụm điểm tượng của ta ngoài những đơn vị cũ địch tăng cường một số đơn vị mới có thể chúng kéo từ nơi này đến nơi khác lính bôn pốt vẫn rất chai lì chúng có thể nhằm phục kích giữa cánh đồng sình lầy hay bên bụi rậm đầy vắt sen. ban đêm hay thấy những vị trí không có quân ta chốt giữ là chúng mang mìn mò sang Cư một tổ vài ba tên với rất nhiều mìn chôn trên các con lộ đất và cả trên bờ ruộng Lính Pô dã man tới độ luôn có dã tâm giết hại dân thường. Với chúng tất cả là kẻ thù cần phải giết hết. Hình như đám giặc này nghiền giết người mất rồi. Chúng đã giết dân Campuchia lại còn muốn giết người Việt Nam. Hệ nhắc tới bẻ lũ diệt chủng này là tôi nhớ đến tội ác tẩy trời trời không dung đất không tha của chúng với đồng bào ta ở dọc biên giới Tây Nam. Chúng chém đập đầu người già trẻ em. Giết xong chúng còn vứt xác xuống giếng xuống kênh rạch Chúng ném thi thể xuống giếng là để triệt nguồn sống luôn. Tội ác để tú tín ấy chính là căn bệnh vô phương cứu chữa của một đội quân diệt chủng xâm lược. Chúng phải bị trừng phạt thích đáng. Có thể nói, từ ngày lên biên giới Tây Nam làm nhiệm vụ, Sư đoàn 341 đã đến rất nhiều địa bàn, các tỉnh có đường biên. Ở đâu địch tập trung đông quân, chiến sự diễn ra ác liệt là sư đoàn chúng tôi cơ động đến đánh. Nhưng ở địa bàn Tây Ninh là lâu nhất. Những người lính sư đoàn 341 gắn bó với mảnh đất này sâu sắc đã có những trận đánh lớn thắng lớn nhưng cũng có những trận bộ đội ta hy sinh và bị thương khá nhiều từ khi đến làm nhiệm vụ đánh địch trên địa bàn tỉnh tây ninh giải đất trọng yếu trong cuộc chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới tây nam chúng tôi biết thêm về lịch sử văn hóa dân gian về vùng đất này địa bàn tây ninh có tính chất chiến lược quan trọng trong hai cuộc chiến tranh giải phóng đất nước tây ninh là vùng đất nối giữa miền đông và miền tây nam bộ tức là Đồng Nai, nay là Bình Dương với Long An, núi Bà Đen là điểm cao có thể khống chế toàn vùng. Thời miền Nam tạm chiến, Mỹ Ngụy bố trí ở Tây Ninh nhiều, các đơn vị được xem là mạnh nhất của chúng. Trong kháng chiến chống Mỹ, Tây Ninh có những căn cứ của Trung ương cục miền Nam, Bộ chỉ huy miền. Qua lịch sử tổng kết chiến tranh, chọn nơi này dừng chân là để các nhà lãnh đạo thuận tiện chỉ huy hai quân khu lớn là quân khu 7 và quân khu 9 và các đơn vị biệt động dân chính hoạt động trong nội thành sài gòn gia định tây ninh là cửa ngõ của thành phố sài gòn gia định từ biên giới tây ninh đến thành phố không xa thời chiến tranh chống mỹ tây ninh nằm trong vùng tam giác sắt cũng là tiếp giáp với đất thép củ chi địch thường mở những chiến dịch lớn càn quét trên đất tây ninh chiếm được vùng đất này khống chế điểm cao là núi bà đen xem như là thắng lợi của chúng nhưng các chiến dịch trận càn của mỹ ngụy đều bị quân giải phóng và lực lượng quân sự địa phương đánh bại. Có phải nhận thấy địa bàn quan trọng nên ngay từ đầu, bè lũ Pol Pot đã xô quân sang xâm lấn, đốt phá, giết hại đồng bào ta ở rất nhiều các làng ấp. Và sau này, chúng tập trung những sư đoàn mạnh nhất dọc biên giới tiếp giáp với Tây Ninh. Chúng đã tổ chức những trận đánh lỏng, lấn chiếm vùng đất mang tầm chiến lược quan trọng này chăng? Nhưng các cuộc xâm lăng lấn chiếm đất đai của chúng đều bị chúng ta bẻ gãy. Thời gian này, dọc tuyến biên giới, một số nơi đã được bố phòng với những bờ đất bãi trông. Đó là những công trình chống dọc sang xâm lấn của địa phương. Chống dọc theo phương thức truyền thống, xây dựng làng ấp tự vệ chống dọc, bảo vệ đất đai mùa màng. Trong hai cuộc kháng chiến, giải phóng nhân dân, ta đã làm và mang lại hiệu quả tốt. Đứng chân ở biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh, các đơn vị của sư đoàn 341 cũng như các sư đoàn chủ lực khác được sự hỗ trợ rất lớn của chính quyền và nhân dân địa phương. Ngay từ những ngày đầu chiến tranh bùng nổ, tỉnh ủy Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, trong đó có quân đoàn 4 để đánh giặc, bảo vệ nhân dân. Các làng xã đều có dân quân du kích tham gia chiến đấu với bộ đội chủ lực. Tỉnh ủy ra nghị quyết chuyên đề xây dựng phòng tuyến biên giới, phát động nhân dân toàn tỉnh 10 ngày công từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 1976 đến ngày 20 tháng 6 năm 1978 đã có 40 vạn lao động đào đắp trên khoảng nửa triệu mét khối đất, xây 50 cây số bờ thành, cắm 30 vạn cây trông chống giặc ngoại xâm lấn. Trong các đợt làm nhiệm vụ đã có 54 người hy sinh, 94 người bị thương. Ngoài ra, chính quyền và nhân dân Tây Ninh cũng đã hỗ trợ đắc lực về vật chất cho các đơn vị chủ lực sau này chúng tôi được biết, khi các đơn vị chủ lực từ xa đến chưa kịp mang theo lương thực, thực phẩm, tỉnh Tây Ninh đã ăn cấp đầy đủ để các đơn vị ấy bước vào làm nhiệm vụ. Tây Ninh cũng là địa phương huy động đông đảo lực lượng thanh niên sung phong, tự vệ, dân quản du kích kết hợp với bộ đội chủ lực làm nhiệm vụ đánh giặc Pol Pot xâm lấn biên giới. Khi nhân dân Campuchia từ trong nước chạy sang lánh nạn, tỉnh Tây Ninh đã rảnh đất, huy động nhân lực, vật lực, xây dựng những làng trại, với đầy đủ phương tiện để nhân dân bạn nương náu có cái ăn cái mặc trại bến sắn là nơi để nhân dân bạn sinh sống đồng nhất được các nhà báo ở trong nước và quốc tế đánh giá cao về tính nhân đạo dành cho con người bị nạn nhân dân tây ninh cũng như khắp các tỉnh có đường biên tiếp giáp với campuchia phân biệt rõ tình đoàn kết với nhân dân campuchia với mối thù của bè lũ diệt chủng pol pot khi chúng tàn sát đồng bào ta trong tiến trình lịch sử đồng bào ta ở biên giới cùng với nhân dân bạn luôn đoàn kết keo sơn. Dọc đường biên có cả những khu chợ để cho nhân dân hai bên mua bán, trao đổi hàng hóa. Người dân Campuchia nổi tiếng về sự thật thà, chia ngọt xẻ bùi, vốn là truyền thống của nhân dân Việt Nam Campuchia. Có những lúc lũ, lũ lụt xảy ra ở phía Campuchia, nhân dân bên đó chạy sang lánh tiên tai. Bà con của ta sẵn sàng nhà cửa để giúp đỡ dân bạn, giúp đỡ lương thực, thực phẩm, dành cả chuồng trại để chăn thả gia súc ngày giặc mỹ ném bom hủy diệt các làng ấp đường biên đồng bào tây ninh đã lánh sang campuchia và được nhân dân bạn giúp đỡ nhiệt tình trong lịch sử hàng trăm năm đã có biết bao nhiêu đôi trai gái cầu hôn với nhau dân lao động nhất là những người làm ruộng sống chân tình dầm mưa dãi nắng nên gặp người cùng cảnh ngộ là thương quý nhau là nơi được gọi là phiên dậu của đất nước đồng bào ở biên giới tây nam trong đó có nhân dân tây ninh luôn giữ chắc bờ cõi. Tôi đã có dịp gặp nhiều người nông dân ở đây. Họ kể rằng âm mưu của bè lũ Pol Pot có từ rất lâu. Ngay khi chúng ta vừa giải phóng miền Nam, chúng ta đã cho những tên lính cải trang thành nông dân san đất, ta gọi là sâm canh. Chưa khẩn thêm đất để trồng trọt. Cho dù đất đai ở phía đó rộng mênh mông, dân cư thì thưa thớt. Thấy họ làm những việc chật với tình hữu nghị và con ta giải thích rằng đây là Việt Nam bọn đó vẫn im lặng. Thế rồi, hàng ngày xảy ra những vụ nông dân bị vấp phải mìn ngay trên thửa đất mình cày ra. Gieo trồng từ mấy đời, ai đã cày mìn chất nổ lên ruộng đất của nông dân? Một câu hỏi được đặt ra, và không khó khăn lắm. Bà con đã bắt được tại trận những tên lính Pol Pot khoác áo nông dân đưa mìn sang giết người lao động. Thời gian đầu, để giữ tình hòa hiếu, chúng ta đã giải thích cho họ làm vậy là phạm nhiều tội như xâm phạm đến đất đai của nông dân Việt Nam, nổ mìn, phạm tội giết người lương thiện là trái với lời Phật dạy và lương tâm làm người. Nghe ta ân cần giải thích, họ cúi đầu nhận tội. Ta phóng sinh cho các con. Nhưng ít lâu sau lại bắt được nhiều tên, trong đó có tên từng bị bắt. Hỏi kỹ mới hay, chính bọn chúng bị bọn An Ca bắt đi cải mìn gây tội ác với nhân dân Việt Nam. Biết là gây tội, nhưng không đi sẽ bị. An Ca đập đầu chết. Nhân dân lao động không bao giờ hận tù nhau. Họ sống với những gì mình có, hưởng thụ bằng sức mình bỏ ra. Tình yêu của nhân dân, đặc biệt là nông dân dành cho ruộng, vườn, đất đai, viên trạch. Họ chỉ mong có cuộc sống bình yên. Nhưng khi có kẻ thù xâm lược, lấn chiếm đất đai, thì họ sẽ không bao giờ tha thứ. Trên hướng của đại đội 1, chúng tôi đảm nhiệm, tình hình địch vẫn im ắng. Nhưng ở hướng của chùa Bạch Bột, trung đoàn 266 và 270 chốt giữ, thì chiến sự lại diễn ra thường xuyên và căng thẳng, ác liệt. Địch luôn tổ chức, luôn sâu mật tập, tiến công các chốt của Trung đoàn 270 và 266, theo thông báo của Trung đoàn 270 bị tổn thất đáng kể. Trung đoàn 270 là một trong ba trung đoàn bộ binh mạnh của Sư đoàn 341 trong kháng chiến chống Mỹ. Khi bám trụ điểm chốt ở miền Đông Nam Bộ, trung đoàn đã chiến đấu xuất sắc, sắc, kìm chân đánh tan những đơn vị được gọi là mạnh của quân ngụy. Trong các cuộc tiến công, giải phóng Xuân Lộc, dù gặp vô cùng khó khăn, khi địch sử dụng vũ khí tối tân hủy diệt, nhưng đơn vị đã chiến đấu ngoan cường, cùng các đơn vị bạn quét sạch địch, giải phóng vùng Xuân Lộc Biên Hòa. Vậy mà tại biên giới Tây Nam này, trung đoàn lại gặp những khó khăn, tổn thất thì đủ biết cuộc chiến đấu chống bè lũ Pol Pot để bảo vệ biên giới gian nan đến như nào. Một tin không vui đến với chúng tôi là đồng chí Vân, trung đoàn trưởng 270, do áp lực nặng bị choáng đầu, ngã gục không tiếp tục chỉ huy trung đoàn được nữa. Trung đoàn trưởng Vân là một cán bộ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Anh Vân đã chiến đấu nhiều chiến trường, gan dạ, dũng cảm, chỉ huy trung đoàn 270, giành nhiều thắng lợi trên biên giới Tây Nam này. Cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn rất cảm phục anh, không chỉ trong chỉ huy chiến đấu mà trong cuộc sống hàng ngày, anh cũng sống chan hòa, cởi mở. Trung đoàn 270 là một đơn vị chủ lực, phải căng ra trên một tuyến phòng ngự khá dài đối mặt với lối đánh du kích của Pol bon Pot. Đã có lần, chúng luồn qua được tuyến phòng ngự của một đơn vị rồi bất ngờ nổ súng tập kích, gây khó khăn và thiệt hại cho ta. Sư đoàn phải điều lực lượng dự bị tới hợp đồng đánh tan đội hình của địch, tiêu diệt, đẩy lùi được quân tập kích. Sau trận ấy, trung đoàn phải dành một thời gian ngắn để củng cố rồi lại vào trận đánh mới. Cũng như trung đoàn 273, từ khi lên làm nhiệm vụ ở biên giới, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 270 dường như không có thời gian nghỉ ngơi, trong khi đời sống vật chất khó khăn, kẻ thù nham hiểm, dù vậy, trung đoàn đã đánh nhiều trận, mang lại chiến thắng, có phần giữ vững tuyến phòng ngự trên biên giới. Nhưng có lẽ, do áp lực và trách nhiệm lớn của một trung đoàn trưởng ở hướng chính diện, hơn nữa, con người ta khi đã đứng tuổi, sức lực giảm sút, lại sống giữa môi trường căng thẳng, thời tiết khắc nghiệt, nên sức khỏe của anh Vân mới bị suy sụp đột ngột đến như vậy. Người từng trải trong chiến đấu Có ý chí cao như anh Vân Không phải vì trận đánh vừa qua khốc liệt Mà khiến tinh thần anh dễ dàng gục ngã được Sư đoàn điều động gấp Đồng chí thiếu tá Lê Hải Anh Trưởng ban tác chiến sư đoàn Xuống tay đồng chí Vân Đồng chí Anh là một cán bộ trẻ Sức khỏe tốt Giữ chức trưởng ban tác chiến đã lâu Nên nắm rõ các đơn vị Trong đó có trung đoàn 270 Cấp trên còn tăng thêm một số đơn vị Phối hợp với trung đoàn 270 nữa Với kinh nghiệm chỉ huy và từng làm trưởng ban tác chiến sư đoàn, đồng chí Lê Hạ Anh đã nhanh chóng củng cố, sắp lại đội hình, chỉ huy đơn vị đánh mấy trận và mang lại chiến thắng. Từ đó trung đoàn 270 lấy lại thanh thế của một đơn vị chủ lực mạnh, cán bộ chiến sĩ có quyết tâm chiến đấu rất cao. Trung đoàn đã giữ vững các điểm tựa trong các trận đánh. Sau đó đơn vị này được giao những nhiệm vụ quan trọng, đó là luồn sâu vào đội hình của địch, đảm nhiệm hướng chính diện, dù nhiệm vụ khó khăn tới đâu trung đoàn vẫn hoàn thành một cách xuất sắc, thu được những chiến công vang dội, xứng đáng là một trong những trung đoàn chủ lực của sư đoàn 341. Trong những chiến công đó, có đóng góp lớn của trung đoàn trưởng Lê Hải Anh. Đồng chí Lê Hải Anh sau này mang quân hàm trung tướng, chức vụ phó tổng tham mưu trưởng. Khi nghỉ hưu, đồng chí được chúng tôi bầu làm trưởng ban liên lạc hội cựu chiến binh sư đoàn 341. Với bản tính năng nổ hoạt bát, quan hệ rộng, đồng chí Lê Hải Anh đã góp phần tập hợp anh em cựu chiến binh của sư đoàn sống khắp cả nước về một mối, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Các dịp kỷ niệm năm chẵn ngày thành lập sư đoàn, đồng chí Lê Anh cùng ban liên lạc đã tổ chức họp mặt cựu chiến binh rất trọng thể. Rất tiếc, đồng chí đã từ trần năm 2016. Tôi và nhiều đồng đội cũ cũng đã đến tiễn đưa đồng chí Trung tướng Lê Anh từ Hà Nội về an táng tại quê nhà Thanh Hóa. Trong suốt thời gian phòng ngự hay tiến công địch, bên cạnh sư đoàn 341 còn có các đơn vị trực thuộc quân đoàn phối hợp tác chiến, đó là trung đoàn xe tăng, sau này cơ cấu biên chế thành lữ đoàn xe tăng 22 thiết giáp. Các tiểu đoàn đại đội tăng thiết giáp thuộc lữ 22 được bố trí đội hình cùng đơn vị bộ binh. Thông thường tăng thiết giáp đứng chân sau đội hình bộ binh, nhưng ở biên giới Tây Nam, xe tăng thiết giáp có khi đứng cạnh các điểm tựa, sẵn sàng đánh địch, lấn chiếm và phản công, tiêu diệt địch. Bộ đội tăng thiết giáp cũng chịu đựng gian khổ như bộ binh, có khi còn gian khổ hơn vì cơ động xe qua địa hình bùn lầy đã có những chiến sĩ tăng hy sinh trên biên giới Tây Nam. Trung đoàn pháo binh 5 năm của sư đoàn là một đơn vị pháo mạnh luôn kịp thời chi viện cho các đơn vị bộ binh. Pháo binh đứng phía sau, nhưng cán bộ tác chiến, chiến sĩ trinh sát, thông tin nhiều khi lên tận điểm tựa để phát hiện mục tiêu, báo về trận địa để lên bạc bắn, rồi chỉ mục tiêu cho pháo bắn tiêu diệt địch. Nhiều lúc, trận địa pháo gặp sinh lầy, chiến sĩ cũng phải dùng cây đóng thành từng mảng làm giường cho pháo, kéo qua những địa hình phức tạp, lầy lội, gập ghềnh, làm giường cho pháo càng khó khăn hơn, vì giường phải thật chắc để giữ thăng bằng cho khẩu pháo. Trong trận chiến công địch trên cánh đồng trước bờ đập, khi bộ binh gặp khó khăn nan giải, chính pháo binh đã chi viện rất hiệu quả. Nã đạn tiêu diệt những cụm chốt của địch ở trên bờ đê, khiến đội hình chúng tan rã bộ đội công binh như lữ đoàn 2 năm, sau này đổi tên thành lữ đoàn 550 công binh của quân đoàn đã phối hợp với sư đoàn 341 trong suốt thời gian chiến đấu. Đầu năm 1978 này đã mở đường ra tháo bom mìn, chất nổ cho sư đoàn 341 và sư đoàn 9 tấn công địch ở ba vét 2, Khánh An, Khánh Bình, Sầm Rông, ngã từ nhà thương. Các chiến sĩ công binh dầm mưa, nửa người ngập trong bùn nước, bắc cầu đắp đường cho bộ binh và các phương tiện khác tiến lên phía trước công binh là binh chủng đi trước về sau khi chiến dịch hai trận đánh vừa lên phương án bộ đội công binh đã có mặt ở thực địa để mở đường và khi trận đánh kết thúc bộ đội công binh còn phải ở lại để tu dọn chiến trường ở chiến trường biên giới tây nam này cũng vậy trước khi bộ binh hành quân công binh đã đi mở đường bắc cầu qua sông qua kênh rạch làm công sự lớn công binh ở mặt trận chiến trường biên giới tây nam đã tháo gỡ không biết bao cơ man nào làm mìn chất nổ của lính pol pot sang cài ở trên đất ta. Các đơn vị bộ đội đặc công, binh chủng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội ta đã có mặt ngay từ đầu những ngày chiến sự diễn ra. Lên biên giới là vào trận ngay, bằng lối đánh và tận hang ổ của địch, những đòn bất ngờ gây cho chúng sự hoảng loạn về tinh thần. Tôi muốn lược ghi, chắc chắn là mới nêu được một phần nhỏ chiến công của các quân binh chủng của quân đội ta đã chiến đấu dòng rã suốt 3 năm trên biên thủy Tây Nam của Tổ quốc. Đây chính là lời tri ân của một người lính bộ binh với đồng đội, đặc biệt là các cán bộ chiến sĩ đã quả cảm, hy sinh cho sự nghiệp giữ nước, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Sau một thời gian dài bám điểm tựa, đánh và tiến công địch, cấp trên điều lực lượng dự bị Bộ Tổng Tham Mưu là Sư đoàn 2 của quân khu 5 đến thay thế tuyến phòng ngự của Trung đoàn 266 và 270. Trung đoàn 270 và 266 lùi về sau để củng cố lực lượng. Sư đoàn hai anh hùng còn gọi là sư đoàn hai thép trong kháng chiến chống Mỹ. Tên tuổi sư đoàn gắn liền với mảnh đất quân khu năm, từng sang làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, tham gia chiến dịch đường chín Nam Lào năm 1971. Trong sư đoàn có trung đoàn 1 hay còn gọi là đoàn Ba Gia, ba lần được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Sư đoàn hai thép kiên cường đánh Mỹ, làm nên nhiều chiến công lẫy lừng. Nay lại có mặt ở chiến trường biên giới Tây Nam để đánh bèn lũ Pol Pot xâm lược. Được biết, Sư đoàn 2 từ đất Quảng khi nhận nhiệm vụ đã đánh giặc suốt giả biên giới từ Con Tum đến miền Tây Nam Bộ. Được tin sư đoàn 2 thép tới, cán bộ chiến sĩ chúng tôi vui mừng vì có thêm đơn vị mạnh cùng hiệp lực. Khi trung đoàn 270 và 266 di chuyển về phía sau, củng cố, thì trong giai đoạn này, trên tuyến tiền tiêu, chỉ còn loại trung đoàn 273 chúng tôi. Thời gian này, trung đoàn chúng tôi được kiên cường bám giữ tuyến đầu biên giới ở khu vực đường 13 quanh ngã ba sang kè. Được chọn ở lại bám điểm tựa, lại phải đảm nhiệm một vùng rộng lớn hơn. Trung đoàn 273 đã xác định nhiệm vụ rất nặng nề, cần phải quyết tâm cao hơn nữa. Ở thời điểm này, theo nhận định của cấp trên, là bọn Pol Pot sẽ dùng thủ đoạn luôn sâu, mật tập các chốt thuộc địa bàn của Trung đoàn 273. Nhất là khu vực đại đội 1, tiểu đoàn 1. Trước tình hình đó, ban chỉ huy đại đội thường xuyên đôn đốc anh em tích cực canh gác, tích cực củng cố hầm hào, làm nhiệm vụ chiến đấu ban đêm phải trực chiến và canh gác 50% quân số, tổ chức thêm nhiều bãi mìn chống giặc xâm lấn, tăng cường đạn cối thật nhiều, lấy sẵn các vật chuẩn mục tiêu, sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho các hướng trong đêm. Hai khẩu đội cối 60 đã được tăng cường với cơ số đạn lên tới 300 quả một khẩu. Với số đạn này phát huy tốt thì nó là loại vũ khí lợi hại nhất để tiêu diệt đập tan được âm mưu của Pol Pot mật tập tiến công trong đêm. Gác đêm ở điểm tựa trên biên giới thất vất vả, gian nan, không thể kể hết được. Một đơn vị bố trí rất nhiều vọng gác, vọng gác không nên giả nàng ngang mà theo địa hình. Có khi phải bung nóng vọng gác lên phía trước, cách công sự chính cả trăm mét. Mỗi đêm chỉ làm hai ca, ca đầu gác từ 6 giờ đến 12 giờ khuya, ca thứ hai gác nhận nhiệm vụ thay thế từ 12 giờ đến sáng hôm sau, tức là 6 giờ sáng. Nếu thiếu quân số, phải huy động cả anh nuôi cần vụ có khi cán bộ trung đội đại đội cũng ra vọng gác mà ngồi canh giặc gác đêm ở điểm tựa tiền tiêu liên tục 6 giờ trong tình hình căng thẳng vô cùng không thể ngủ vì chẳng may khi chợp mắt địch lẻn vào là tính mạng người gác không còn mà địch sẽ chọc tùng qua tuyến phòng ngự đánh thẳng vào phía sau thì nguy cơ chưa biết thế nào một vọng gác bị chọc thủng có khi cả tuyến điểm tựa sẽ bị phá vỡ ở biên giới tây nam gác đêm còn phải đối mặt với thứ giặc nữa là muỗi rất nhiều các loại muỗi có loại muỗi nhỏ nhỏ tới độ khó nhìn thấy đốt rất đau có loại muỗi thân to thấy được cả vằn vệ đốt không đau nhưng chỉ cần một mũi chích của mũi vằn ấy là bị sốt liền sốt xuất huyết ở biên giới khiến con người toát mồ hôi hột người nóng như tiêu vật lộn ở trên võng trên phản như phát điên phát dại. đã có mấy người mất hay bị thọt chân mù mắt vì dùng thuốc không đúng cách khi bị sốt rét biết là mũi cũng phải ngồi bằng đứng gác dùng cách hôn khói tất nhiên là không thể được cũng không thể dùng tay đập hay dùng quá xua vì sợ địch phát hiện ra tiến động là phải trả giá bằng cái chết và có khi mất cả tuyến phòng ngự vậy là mỗi người chỉ dùng cái khăn nhỏ nhẹ nhàng đuổi sinh vật bé nhỏ tàn ác đồng minh của kẻ thù pol pot ấy bay đi chính trong thời gian này đại đội chúng tôi nói riêng và toàn trung đoàn sư đoàn nói chung đã tổ chức nhiều trận diễn tập đánh địch trong đêm để anh em chiến sĩ mới làm quen với các tình huống chiến đấu rất có thể chúng sẽ có nhiều trận đánh lớn trong thời gian tới toàn tuyến chốt của chúng ta vẫn im lặng nhưng khí thế đánh địch chống địch tập kích đã thật nóng lên anh em lính mới nhiều nhưng cũng đã được học tập hướng dẫn rất bài bản rất chi tiết và được tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu của các lớp đàn anh nên anh em trẻ cũng đã được nâng cao bản lĩnh của lính chiến qua nắm bắt tình hình cho thấy trong đơn vị cán bộ chiến sĩ công tác chuẩn bị rất tốt, tinh thần bộ đội lên cao, công tác hậu cần đảm bảo khẩu phần ăn, thuốc men đầy đủ. Nhiệm vụ của các đơn vị là phải đập tan, bẻ gãy chiến thuật luồn sâu, mật tập của Pol Pot. Điều quan trọng là phải phát hiện địch sớm, chủ động đánh địch để không bị bất ngờ, sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt địch ngay. Dưới sự chi viện tối đa của cuối 60, của các đại đội và cuối 82 của tiểu đoàn, cùng các loại hỏa lực của cấp trên, hỏa lực của chúng ta sẽ áp đảo địch ngay lúc khai chiến, bắn áp đảo, bắn tiêu diệt những cụm hỏa lực của địch. Mất hỏa lực, đám lính Pol Pot sẽ không có lực lượng hỗ trợ, tinh thần bất an, đó là thời cơ cho bộ binh ta tiêu diệt, làm tan rã đội hình chúng. Trận này nhất định sẽ chiến thắng. Chúng ta đang như những người thợ săn đầy kinh nghiệm bản lĩnh, đang răng lưới trời, đón chờ và tiêu diệt bọn thú dữ hung hăng mất hết nhân tính này. Cũng có thể nhờ kinh nghiệm đối mặt với kẻ thù một thời gian dài hai linh tính mách bảo mà từ trung đoàn tiểu đoàn cho đến cán bộ đại đội đều xác định là pol pot sẽ tập kích sớm vào khu vực này trong mấy ngày tới trinh sát cũng cho biết là địch có động thái di chuyển quân tới sát đường biên tung từng tốt thám báo và sát điểm tựa của ta để dò lực lượng và tìm chỗ hở để đánh lén tập kích cán bộ tiểu đoàn đại đội thường xuyên nhắc nhở đôn đốc anh em tăng cường cảnh giác cao độ Thời gian đi qua từng phút, từng giờ, tâm trạng người lính ở điểm tựa luôn luôn căng thẳng. Cũng đúng vậy, tuy rằng được học tập, huấn luyện nhưng rất nhiều anh em chưa tham chiến trận nào vẫn tỏ ra hồi hộp, lo lắng là phải. Trước đây tranh thủ thời gian địch lùi quân ra xa, các tiểu đoàn đại đội vẫn tổ chức diễn tập với giả định nhiều tình huống diễn biến phức tạp diễn ra, đặc biệt là phương án chống bọn tốt mà tập. Nhờ những đợt diễn tập ngắn ở tại điểm tựa như thế, các chiến sĩ mới được huấn luyện những thao tác cơ bản bắn đạn thật xuống bộ binh, nay được hướng dẫn thêm nhiều thao tác cơ động trong công sự, sử dụng lưu đạn thật. Các loại hỏa súng B40, B41 đánh chặn địch khi chúng vào sát điểm tựa và tiến công địch khi có cơ hội. Kinh nghiệm của cán bộ từng chiến đấu vô cùng phong phú. Từ chỗ rất lo lắng, anh em lính mới đã hồ hởi mong được chiến đấu ngay. Lúc này chúng ta chờ địch sang để đánh tiêu diệt chứ không hề tấn công sang địa bàn chúng. Sự đợi chờ trong thế này cũng gây ra tâm trạng chiến sĩ ít nhiều căng thẳng. Theo phân công, nếu xảy ra tác chiến kể cả ban đêm, đồng chí Quang đã đội phó cùng một số liên lạc xuống tăng cường chiến đấu với trung đội tiền tiêu là trung đội 1. Trung đội này được tăng cường một khẩu 12 ly 7 của đại đội 4 và một khẩu đại liên của tiểu đội 11. Tôi và một y tá sẽ xuống nơi đứng chân của tiểu đội cuối 60 cùng chỉ huy và động viên tinh thần chiến sĩ hai đồng chí cấp trưởng cùng một liên lạc một y tá hai chiến sĩ thông tin sẽ trực chỉ huy tại ban chỉ huy đại đội chiều ngày cuối tháng 9 hoàng hôn buông xuống nhanh không có trăng nên trở rất tối không gian dịu mát gió thổi nhẹ những con ếch nhái côn trùng bắt đầu bàn hợp sướng rền rĩ quen thuộc tất cả anh em đã ăn xong bữa chiều mọi người đều linh cảm trận chiến lớn sẽ xảy ra vào đêm nay vẫn bố trí một nửa quân số trực chiến sẵn sàng chiến đấu tôi cùng đồng chí Quang là đội phó và một đồng chí liên lạc đi vòng khắp các khu vực điểm tựa để kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi rất yên tâm vì anh em các trung đội, anh em lính mới, tinh thần cao, mọi người phấn chấn chờ đánh địch, không một ai tỏ ra quá bồn chồn lo lắng hay run sợ. Chợt một người hỏi to, liệu đêm nay bọn post có mò vào không chính trị viên ơi? Chúng em đợi chúng nó dẫn xác vào, nóng ruột lắm rồi. Tôi đáp vui, bọn này ma mạnh lắm, nó cứ phát hiện mình chủ quan lơ là, canh gác là nó mò tới liền. Các chiến sĩ đều hiểu ý tôi nói, họ hứa với chúng tôi là luôn sẵn sàng canh gác cẩn thận, không để bất ngờ, thấy địch là để chúng vào trong tầm súng là bắn luôn. Tạm biệt anh em, tôi nhanh chóng đi vòng về vị trí hai khục cối 60, kiểm tra lại các vật chuẩn, nhắc anh em lau chùi lại súng, kiểm tra vũ khí, hướng dẫn kiểm tra các chiến sĩ về quy trình thao tác lấy đạn không nổ ra khỏi nòng súng xử lý những tình huống khi thuốc đạn đầy lấp kim hỏa, kiểm tra trận địa dự bị. Tôi hài lòng về những thao tác rất chuẩn và nhanh gọn của anh em. Rồi tôi vừa cười vừa nói thêm. Phải nhớ tháo các bịt đầu đạn nhá. Kẻo vội bắn quên tháo. Đạn không nổ. Pôn bốt nó cười nhạo cho đấy. Mọi người cười vang. Xạ thủ số 2 vốn là lính mới nhập ngũ tháng 5 năm 78. Người gầy nhẳng như tôi trước đây. Cười hết cỡ. Nghe cái hàm răng khảnh và nói. Quên làm sao được hả chính trị viên? Không khí trở nên vui vẻ, thân tình giữa chỉ huy và chiến sĩ, vậy còn gì bằng? Chúng tôi chia nhau từng điếu thuốc và tiếp tục trò chuyện. Tôi căn dặn anh em phải canh gác thật kỹ, tránh chủ quan khinh địch. Đó là lời dặn dò, nhắc nhở tuy cũ, nhưng bao giờ cũng cần thiết. Đối với đám giặc bồn bốt, chỉ cần chúng ta lơ là, mất cảnh giác là phải trả giá rất đắt. Bóng tối ập xuống từ bao giờ, chúng tôi về hầm chỉ huy đại đội sau khi nhâm nhi ly trà nóng, chúng tôi cùng nhau nhận định tình hình địch. Tuy bọn địch có vẻ rút lui vào thế cố thủ, nhưng đó là động tác đánh lửa ta. Chúng sẽ bất ngờ tấn công vào lúc ta sơ hở nhất. Nghĩ thế, chúng tôi nhắc các đồng chí thông tin giữ đường dây liên lạc thật tốt. Lúc này thường dùng máy hữu tuyến để liên lạc giữa cấp chỉ huy. Một lính Pol Pot cũng thường xuyên lẻn sang cắt đứt đường dây liên lạc của ta. Đồng chí chiến sĩ trực máy nhanh chóng mang túi đồ nghề chạy đi kiểm tra đường dây. Vừa lúc đó chuông điện thả reo, anh Đạt cầm máy nói chuyện với tiểu đoàn trưởng. Nhận định của trên, đêm nay có nhiều khả năng bọn Pol Pot sẽ tập kích lớn vào khu vực tiểu đoàn 1, hướng đại đội 1 là mục tiêu quan trọng. Tiểu đoàn trưởng yêu cầu toàn đại đội nói riêng và tiểu đoàn nói chung tập trung canh gác, trinh sát bám địch, sẵn sàng đánh phủ đầu bọn Pol Pot. Theo kinh nghiệm của các đơn vị Bộ bộ tập kích ở điểm tựa của ta thường theo phương án là chúng bí mật tiền nhập áp sát các vị trí chốt, thậm chí chỉ cách khối chiến đấu của đối phương chừng 5 đến 10 mét, rồi bất ngờ dùng B40 và B41 bắn dồn dập tiêu diệt các ụ súng tiền tiêu của ta. Rồi chúng hô xung phong và bắn loạn xạ để áp đảo, làm anh em mất tinh thần, không kịp phản ứng. Khi ta mất tinh thần, đội hình rối loạn, chúng sẽ nã đạn hỏa lực, gây thương vong về phía ta. Kế đó, chúng sẽ nhanh chóng tràn vào chiếm trận địa và sử dụng lựu đạn, công cụ như báng súng, dao búa để tàn sát. Lính Pol thường giết người bằng biện pháp thời trung cổ rất tàn bạo, dã dạ man. Chúng biết đánh bất ngờ vào đội hình của đối phương, dễ dàng chiếm được chốt nhất. Theo phương án đề ra, quân ta đánh địch lấn điểm tựa vào ban đêm sẽ sử dụng cối, các khẩu đội hỏa lực để tiêu diệt, ngăn cản địch là chính. Lúc phát hiện rõ địch ở các đơn vị hỏa lực như DKZ 12 ly 7 mới nổ súng tiêu diệt, khi có thời cơ bộ binh mới bật khỏi công sự để tiến công địch cũng theo phương án theo hiệp đồng giữa các đơn vị địch vào hướng nào thì hướng đó chiến đấu đêm tối nên rất khó chi viện cho nhau kinh nghiệm này bài học xương máu này đã có ở một số đơn vị kỳ lệnh cho bộ đội xuất kích ban đêm cơ động trong đội hình đêm là việc làm phải được tính toán rất kỹ khi lên phương án tác chiến phải có sự hỗ trợ của các loại hỏa lực bắn đè đầu quân địch xuống hợp đồng giữa đơn vị này với đơn vị khác cũng phải rất chặt chẽ. Trên lý thuyết là thế, nhưng khi trận đánh diễn ra, cơ động đội hình lớn giữa địa hình chống ở trong đêm là rất nguy hiểm. Bài học đã có không phải một lần mà là hai lần rồi, thật là đau xót. Khi nhận được chỉ thị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ban chỉ huy đại đội chúng tôi đã họp. Chúng tôi lên phương án chiến đấu, nhận định là địch sẽ tập kích và hướng chính diện ở điểm tượng. Chúng tôi đôn đốc các đại đội canh gác thật chặt, bổ sung thêm đạn, mỗi người ba cơ số các khẩu đội cối dkz mười ly cũng đã được cấp đầy đủ đạn tiểu đoàn cũng đã thông báo cho chúng tôi biết địch có thể tập kích bất ngờ vào đêm nay hoặc rạng sáng ngày mai tám giờ tối hôm đó cũng vẫn như mọi ngày công tác chuẩn bị đã hoàn thành mấy anh em ban chỉ huy chúng tôi ngồi quây quần quanh ấm trà nói chuyện ở điểm tựa buổi tối họp hành giao ban xong chúng tôi thường cùng nhau uống trà trà là thứ nước giải khát không thể thiếu ở điểm tựa uống để tỉnh táo hơn thông thường ngồi nhâm nhi ly trà nóng chúng tôi bàn tán đủ thứ chuyện ở điểm tựa trò chuyện lan man cũng giảm bớt căng thẳng hôm nay khi đến ấm trà thứ hai chúng tôi bàn sang công việc phòng thủ chiến đấu bố trí lực lượng như thế là chặt không còn thấy những chỗ yếu để địch đánh bật được nhưng anh đạt thấy cần phải đến tận nơi kiểm tra nhắc nhở chiến sĩ canh gác nên gọi đồng chí liên lạc cùng đi tính anh đạt vốn rất cẩn thận việc gì thấy chưa ổn là anh đến tận nơi để kiểm tra có thể cùng làm với chiến sĩ xong mới yên tâm sau khi cùng đồng chí liên lạc đi kiểm tra một vòng qua các trung đội để nhắc nhở tăng cường cảnh giác. Mỗi trung đội cử 2 phần 3 quân số, bố phòng, sẵn sàng chiến đấu. Theo như chỉ thị của tiểu đoàn, anh Đạc trở về, chúng tôi lại châm thêm ấm trà mới. Ở mặt trận, mỗi tối có thời gian yên tĩnh để ngồi bên ấm trà cũng được xem là hạnh phúc. Vừa nhâm nhi ly trà nóng, anh Đạc vừa cho chúng tôi biết tình hình canh gác ở các trung đội. Nghe anh nói chúng tôi đều yên tâm và nói sang chuyện vui khác. Tuy đi bộ qua chặng đường khá dài, nhưng anh Đạc vẫn khỏe khoắn, tươi cười góp chuyện. Anh Đạc là người vui tính hay kể chuyện. Anh cũng biết nhiều chuyện và kể với giọng hài hước. Những câu chuyện của anh khiến mọi người vui hơn. Ở chiến trường, cần phải nói chuyện để xua đi nỗi trống vắng. Hơn thế, chúng tôi còn trẻ, nên người nào cũng vui tính, hồn nhiên. Qua gian khổ khốc liệt, có lúc đối mặt với cái chết là chúng tôi trò chuyện về đời thường, về những kỷ niệm. Một trong vô vàn kỷ niệm là tình yêu thời học sinh, sinh viên hay lúc ở quê nhà. Chuyện về tình yêu là chủ đề không bao giờ cạn. Trong lúc chúng tôi cười rôm rả, thấy mỗi mình anh Tiến ngồi bần thần, tôi quay sang hỏi đùa. Em Lý hồi này thế nào mà không thấy tư từ gì cả nhỉ? Lý là người yêu anh Tiến, hai người ở cùng một xã, học với nhau suốt cấp 3 nên cũng có cảm tình riêng, tuy chưa sâu đậm tình yêu học trò. Hết học cấp 3, Tiến nhập ngũ, còn Lý thì vào đại học tình yêu hai người này nợ khi anh mặc áo lính em mặc áo sinh viên thời bấy giờ có rất nhiều mối tình nên thơ như vậy tốt nghiệp đại học lý trở về công tác ở phòng kế hoạch huyện tình cảm hai người càng gắn bó hơn vì thế họ vẫn nối với nhau qua những cánh thư tôi hỏi nhỏ nhẹ về những lá thư có cô lý gửi cho anh câu hỏi của tôi như chúng và tâm trạng nên anh lấy tấm ảnh của lý trao cho tôi hỏi thật thà à nhớ ông nhận xét hộ xem lý là người thế nào Nói xong Tiến đưa cho tôi tấm ảnh đen trắng cỡ 3 x 4 hình một cô gái mặc áo trắng rồi lặng lẽ chờ tôi nhận xét. Tấm ảnh đen trắng cỡ nhỏ có lẽ là ảnh làm hồ sơ đi đại học nên bức hình lý mím môi hơi cứng tóc bệ hai ré một để ra trước ngực một vắt sau lưng kiểu tóc phổ thông của các cô gái miền Bắc thời bấy giờ. Đôi mắt lý mở to kiên nghị chán cao hơi nhô. Thực ra nhìn hình ảnh thì cũng đoán đây không phải là người con gái đẹp song có tính tình mạnh mẽ thông minh người lính mà có được người vợ như cô lý thì là điểm tựa vững chắc ở hậu phương hồi đó quan niệm của chúng tôi về người vợ không phải ở nhan sắc đẹp mà chính là ở tính tình là công việc là bản lĩnh đạo đức vì nhiệm vụ chúng tôi luôn ở xa nhà hay ở ngoài mặt trận nhìn ngắm qua bức hình qua ánh đèn nhỏ một lúc tôi phán cô bé này thông minh ham học nhưng bướng bỉnh chắc trong, trong lớp hay nghịch thậm chí là hay lý sự hai chiều ông lắm phải không? tiến hỏi dồn. sao ông biết hay vậy? tôi liền giải thích phụ nữ chán cao rộng thể hiện sự thông minh nhưng chán hơi nhô ra phía trước tưởng là bướng bệnh. nhưng lý là người sống vui vẻ tình cảm và thể hiện qua ánh mắt cửa sổ của tâm hồn mà. Thế anh tiến im lặng chăm chú nghe tôi nói thêm cô này với ông sẽ rất hợp vì ông là người sống có bản lĩnh có ý chí cũng rất thông minh hiểu biết và có tính nhường nhịn khi mình nhường nhịn một người vợ có tính bướng bệnh thì mọi xung đột sẽ không còn, gia đình sẽ êm ấm. Nói chung, đã là vợ chồng, sống liên tục từ ngày này tháng nọ, năm khác, thế nào cũng xảy ra mâu thuẫn, vậy thì cần phải nhường nhịn nhau. Nghe tôi nói vậy, Tiến cười vui, gương mặt như bừng sáng, non trẻ hẳn. Tình yêu bao giờ cũng làm cho người ta trẻ hơn. Tôi thầm cầu mong cho chiến tranh kết thúc, để anh Tiến và tất cả chúng tôi trở về hậu phương, để xây dựng gia đình đây chính là ao ước của người chiến sĩ ở mặt trận, được sống trong cảnh đất nước thanh bình, có một mái ấm, có vợ, có chồng, có con cái là khao khát chính đáng. Nhưng với người chiến sĩ, mong muốn ấy đâu phải đến dễ dàng. Từ ngày lên biên giới, biết bao đồng đội của tôi đã hy sinh, họ nằm xuống khi chưa hề biết thế nào là hạnh phúc đôi lứa. Người có gia đình thì để lại cảnh vợ dạ con thơ. Biết thế, nhưng là người thanh niên công dân của đất nước Chúng tôi tự nguyện đứng ở nơi là tên mũi đạn để đánh lũ xâm lược cướp nước. Giờ đây, ngắm niềm vui trên gương mặt anh Tiến, tôi cảm động khôn cùng. Trong chiến tranh, người chiến sĩ ở mặt trận phải đối mặt với gian khổ ác liệt, sống và chết cách nhau gàng tức, nên người lính rất khát cao tình cảm. Chính tình cảm, nhất là tình yêu của người phụ nữ, người vợ, người yêu ở hậu phương là điểm tựa tinh thần lớn cho người chiến sĩ và những người mẹ, người vợ ở hậu phương xa xôi trên toàn lãnh thổ Việt Nam luôn là điểm tựa cho bọn tôi. Không chỉ năm xưa mà cả hôm nay trên giải biên giới Tây Nam này. Chuyện trò tán gẫu được một lúc, rồi tôi đi nằm trước. Nằm một hồi vẫn trằn trọc không sao ngủ được, cứ miền màn nghĩ ngợi về những việc gần, việc xa. Tôi có tính hay nghĩ vẩn vơ như vậy. Thói quen này ảnh hưởng tới giấc ngủ. Biết vậy nhưng tôi không sửa nổi. Đất trời về đêm thật yên tĩnh. Có lẽ đêm nay bọn địch không đánh hay bắn pháo sang đất ta chăng? Nghĩ vậy, rồi tôi cũng tiếp đi lúc nào không biết. Âm, um, âm, um. hai tiếng súng nổ lớn, xé tan sự tĩnh lặng ở trong đêm. Tôi vùng dậy chộp lấy khẩu AK, nghe ngóng một chút, anh Đạc nói lớn. minh nổ hướng chúc đội một, có tiếng kêu la của bọn địch bị thương. Tôi nói, bốn pot nó mò vào rồi đấy. Cùng lúc, tiếng 12 đi 7, điểm xạ thung, thung, vừa dứt hai loạt điểm xạ thì tiếng nổ của B-40, B-41 ung oàng, dồn dập vào hướng trung đội 1. Anh Đạc lại nói to. Chúng nó tập kích rồi. Chết cha. Sao không thấy 12 ly 7 bắn nữa? Nhưng các loại súng AK của anh em trong trung đội 1 đã rộ lên. Cả tiếng súng của khẩu đại liên nổ liên hồi. Xen kẽ là những tiếng mìn. Lúc này không chỉ có hướng của trung đội 1 mà các hướng đều có tiếng mìn nổ cùng với tiếng AK của anh em mình. Anh Đạc nói. Ông Quang xuống ngay trung đội 1 Ông Phú xuống ngay chỗ cối đi Sao chưa thấy cối bắn Không gian vỡ òa trong tiếng nổ vang trời rung đất Chớp nổ của súng, của đạn, mìn Chớp lửa đỏ rực, nhăng nhăng Cùng những tiếng kêu la của Pol Pot Thì toảng mới có tiếng nổ của đạn B Của Pol Pot bắn vào chốt của mình Cùng với tiếng AK của chúng Nhưng rời rạc, lạc lõng, không gắt Nhưng đạn bay vun vút Có cả những trái pháo hú gió lao qua đầu chúng tôi Tiếng súng nổ gian lên khắp nơi Không gian rung lên trong tiếng nổ trận đánh đang vào cao điểm, tôi cùng với một đồng chí y tá chạy xuống vị trí cối, vừa chạy gần đến vừa nói to cho anh em biết: "Phú đây, phú đây!" thấy anh em đang thao tác, tôi hét to: "Bắn ngay, bắn cấp tập, mỗi vật chuẩn năm quả." Tông tông, anh em thả đạn liên tục, chớp nở đầu nòng sáng lòa không đợi đạn nổ, pháo thủ liên tiếp nhả đạn, bắn vào các mục tiêu đã định sẵn. rồi những tiếng nổ của đạn cối rền vang lẫn trong tiếng nổ là tiếng la hét hoảng loạn của bọn lính bon Pol ngày càng nhiều. Các loại súng của ta vẫn nổ dồn dập, có lúc mặt đất rung lên trong tiếng pháo, cối, tiếng súng bộ binh. Tôi cho hai khẩu cối bắn cấp tập về các hướng. Hướng trung đội 1, cách khoảng 250 mét, có ba ngôi mộ xây. Ở đây anh em đã gài mìn và cũng là vật chuẩn số 1 ở hướng tây của cối. Nếu chúng tập kích, chắc chắn ở vị trí này chúng sẽ tập trung nhiều, hoặc ban chỉ huy của bon Pol sẽ ở đó. Tôi nói anh em, Cần phải chuẩn bị bọn địch ở khu vực này thật kỹ. Chớp lửa điểm nổ sáng loà liên tục. Đã mấy chục phút chiến đấu, tiếng súng bộ binh đã ngớt. Chỉ còn hai khẩu đại liên vẫn điểm xạ khạc đạn đều. Đạn cối còn nhiều, nhưng tôi chắc anh em chuẩn bị bắn sang chế độ chậm, bắn giải rác, mặt sàng vào các vị trí. Lúc sau, anh đạt cùng một liên lạc xuống thông báo các hướng chiến đấu rất tốt, cối bắn rất có hiệu quả, chắc chắn chấn áp tinh thần và làm địch bị sát thương nhiều nhưng rồi địch phát hiện ra nơi đứng chân của khẩu đội 227, chúng đã nã đạn liên tiếp ba quả cối. ba chiến sĩ ở khẩu đội 227 đã trúng đạn, một đồng chí hy sinh. khẩu 227 bị hư hỏng, chúng ta mất đi một khẩu đội hỏa lực mạnh. các đồng chí bộ binh cũng ngay lập tức phát hiện ra cụm cối của địch và nã đạn hỏa lực vào đó. xác những tên lính vừa gây tội ác bị hất lên, hỏa lực cũng bị dập tắt. các khẩu đội hỏa lực của ta phát huy rất tốt bắn trúng mục tiêu. Các chiến sĩ bộ binh chiến đấu ngoan cường, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Những cụm hỏa lực của địch ở xa cũng bị cối chúng ta dập liên tục. Sắc lính chúng bị hất lên, phần lớn hỏa lực của địch bị tiêu diệt hoặc bọn lính đã bỏ súng mà ẩn nấp hay vọt chạy. Hỏa lực bị diệt, không có gì để hỗ trợ cho bộ binh. Đội hình địch náo loạn, dối tung. Mấy tên chỉ huy thúc lính quay trở lại chống cự, nhưng chính nó lại đánh tháo. Nhưng chúng đã lâm vào đường cùng, khó lòng chạy thoát vì trinh sát của ta đã chỉ mục tiêu cho pháo cối bắn chặn ngay trận đánh này diễn ra rất trúng phương án của chúng ta địch bị giáng trả một đòn đích đáng đội hình chúng rối loạn bọn lính không phản ứng được gì sau khi trận đánh chưa dứt hẳn trong làn khói đạn vẫn bay giữa trận địa đồng chí trung đoàn trưởng đã trực tiếp gọi điện khen ngợi tinh thần cảnh giác ý chí chiến đấu rất cao của đại đội một đồng chí không quên nhắc nhở chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục tiến công địch trong lúc đó, tiểu đoàn vẫn đang cho bắn cối 82 ly, hỗ trợ đại đội 1. Các loại pháo này không những tiêu diệt nốt những tên địch tháo chạy, mà còn đẩy địch ra xa hơn. Bây giờ nhiệm vụ của pháo là tiêu diệt nốt những tên địch tháo chạy và những ổ pháo cối của chúng ở xa. Chúng tôi nhận định, hiện tại ta chưa nắm hết lực lượng Pol Pot như thế nào. Chúng ta vẫn phải kiên cường chiến đấu giữ địa bàn, đề phòng chúng sẽ tấn công ồ ạt trở lại, gây cho ta bất ngờ. Trong chiến đấu, khi địch bỏ chạy, nhưng biết đâu lực lượng dự bị đối phương còn. Chúng lại tập hợp tàn quân, kết hợp với lực lượng dự bị, phản công sẽ gây cho ta khó khăn. Vậy thì phải bố phòng cho thật chắc chắn. Chúng tôi tống nhất là đợi đến sáng, có cơ hội sẽ truy kích bọn còn sót lại. Bọn này không đông, nhưng chắc chắn là còn. Nếu bây giờ truy kích, sẽ không có lợi cho ta. Tôi nói với đồng chí khẩu đội trưởng khẩu đội cối. Ngay bây giờ, ông cho cối 60 vẫn bắn, trần mắt sàng, từ sát chốt của mình ra ngoài khoảng 5 đến 600 mét. Bên ngoài xa nữa, cối 82 ly và 120 ly đảm nhiệm, bắn tiêu diệt, tiêu hao lực lượng của Pol Pot. Đồng chí khẩu đội trưởng nhận lệnh và thi hành. Các khẩu cối bắt đầu phóng đạn về phía địch. Hướng sư đoàn 7 và trận địa pháo 37 ly cũng đã nhận được lệnh hợp đồng. Đợi sáng rõ mục tiêu sẽ bắn hỗ trợ. Thông thường 37 ly hạ nòng bắn phải trông thấy mục tiêu. Tôi dặn thêm anh em là tiếp tục bắn cối như kế hoạch nếu thấy chúng có hiện tượng tiến công thì chuyển sang bắn chế độ cấp tập ngay để chi viện kịp thời cho các hướng anh em tiếp tục gióng cối vào mục tiêu ở phía trước với cách bắn cối này sẽ gây nhiều sát thương cho lính địch và tinh thần chúng cũng bạt vía một hồi sau tôi cùng đồng chí y tá và anh đạt đi vòng hết các vị trí chốt anh em rất vui khi chúng tôi xuống tận vị trí chiến đấu ai nấy đều tranh nhau kể chuyện về trận chiến vừa rồi chúng tôi cũng rất vui vì chỉ mới qua một trận chiến mà anh em lính mới như đã vững vàng trường thành hẳn lên. Tôi hỏi anh em đã quen tiếng nổ chưa? Vừa rồi. Như vậy là mình chủ động phát hiện và đánh địch trước nên không bị bất ngờ, không bị mất tinh thần. Rất có thể từ giờ tới sáng chúng sẽ tiến công chính thức. Ta chưa rõ lực lượng địch thế nào, càng phải tăng cường quan sát, phát hiện chúng là phải đánh nhanh. Trong lúc đó, hai khẩu cối vẫn tong tong phóng đạn về phía quân địch anh đạt nói với tôi tôi cho hai khẩu đại liên bắn găm xuống nước ở cự ly gần nhất rồi hất ngược ra ngoài cho chắc ăn mình phải cầm cự đến sáng mới biết tình hình địch để tìm cách đánh một cách cụ thể được nói xong hai anh em tôi vòng về ban chỉ huy hai đồng chí bị thương đã được sơ cứu và tiêm thuốc giảm đau đồng chí xạ thủ số một hy sinh cũng đã được băng bọc chú đáo Nhìn anh em bị thương và hy sinh gương mặt trai trẻ các anh vừa rời ghế trường phổ thông lòng tôi quặn đau mọi người đều có cảm xúc như tôi khuôn mặt người nào cũng buồn rượi chúng tôi đứng lặng một hồi lâu bên chiếc võng đồng chí hy sinh đang nằm đợi các chiến sĩ vận tải xuống chuyển anh em về phía sau anh quang cũng đã trở về quần áo mặt mày lấm lem bùn đất chúng tôi vào hầm bàn kế hoạch tác chiến tiếp theo anh em tôi trụm đầu hội ý nhận định tình hình cụ hội ý liên tục bị ngắt quãng bởi điện thoại của tiểu đoàn và trực tiếp của trung đoàn xuống anh đạc anh tiến phải báo cáo liên tục đúng là ở chốt tình hình đang căng đang rất nóng nhưng có vẻ ở tiểu đoàn trung đoàn các vị chỉ huy có lẽ còn nóng hơn vì cho đến hiện tại toàn tuyến chốt của tiểu đoàn 1 mới có đại đội tôi là phát hiện bọn pol mò vào đã đánh phủ đầu chúng cho đến giờ này cối vẫn bắn giải rác các khu vực dự đoán là có bọn pol pot nhưng cũng như trên chúng ta không biết kế hoạch tiến công của chúng thế nào với hôm nay cấp trên đã phát hiện chúng tập trung quân ở phía trước rất đông. Pháo binh của ta cũng đã bắn chế áp. Bộ còn điều động cả mấy lần máy bay A-37 ném bom xuống đội hình địch để tiêu diệt sinh lực của chúng, hỗ trợ cho bộ binh tiến công. Chúng ta đang tập trung lực lượng để phá âm mưu tập trung quân của lính Pol Pot. Nhưng rồi, khi những cuộc không kích pháo kích chấm dứt, một câu hỏi đặt ra là đêm nay âm mưu của chúng sẽ tập kích vào các chốt nào? Câu hỏi lớn này đang làm đau đầu các cấp chỉ huy, người cầm quân muốn giải mã trước khi trời sáng. Ban chỉ huy tiểu đoàn 1 đi đến nhận định, đại đội 1 là mục tiêu tập kích của Pol Pot, nhưng chúng đã bị lộ ý đồ mật tập. Chúng ta đã chủ động chiến đấu với các loại cối 60, cối 82 của tiểu đoàn cùng với mình đạn thẳng. Những tiếng kêu la của chúng ở các phía chắc chắn là chúng bị tiêu hao rất nhiều. Thông thường bọn này hay mật tập tiến công lúc khoảng 3 giờ sáng chứ không hay bắt đầu tiến công từ 5 giờ sáng như ta, vì bọn này thường lợi dụng lúc tối trời để tiến công. Nhận định thứ hai là, cũng có thể lần này chúng tổ chức tiến công theo quy mô lớn, thì vấn đề sẽ khác, cần phải đề phòng. Trước mắt, toàn đại đội nhận được lệnh phải bám điểm tượng, sẵn sàng đánh địch. Các khẩu đội hỏa lực đại liên và cuối 60 ly vẫn phải nắm chế áp, bắn cầm chân và tiêu hao sinh lực địch khi phát hiện ra lực lượng của chúng. Tôi nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng, đợi trời sáng hẳn, ban chỉ huy đại đội phân công nhau xuống các trung đội giao nhiệm vụ, động viên chiến sĩ đánh địch giữ điểm tựa. Trước hết là củng cố hầm hào, bổ sung trang vũ khí, tăng thêm cơ số đạn cho bộ binh và hỏa lực. Tôi bảo đồng chí trợ lý hậu cần nói với các tổ nuôi quân làm bữa sáng tốt cho bộ đội, chế độ ăn sáng của bộ đội ở điểm tựa phải đảm bảo để sức khỏe cho nửa ngày bám trụ đánh địch, nhiệm vụ vất vả không thể kể xiết nói thế là tôi muốn chiến sĩ được ăn bữa sáng với cơm nóng thức ăn tương đối khá những bữa sáng trước có lúc bộ đội phải ăn lương khô nước sôi để nguội tôi biết bữa sáng của con người là rất quan trọng vì bữa sáng sẽ cung cấp chất cho nửa ngày hoạt động bữa ăn sáng cũng như hai bữa chính của bộ đội thời gian này vẫn chưa khá lên được công tác hậu cần trừ trên xuống dưới rất chủ đáo nhưng do kinh phí hạn hẹp chủ yếu do trên cấp xuống kinh tế đất nước vẫn gặp khó khăn lương thực thiếu nên bữa sáng của bộ đội ở biên giới cũng chỉ là mỗi người một phong lưng khô, và lại đơn vị chúng tôi thiếu quân số, nên tiểu đội nuôi quân, quản lý cũng đã được điều ra các chốt để tăng cường sức chiến đấu, nên các trung đội phân công chiến sĩ lo cơm nước cho bộ đội. Về mặt tác chiến, chúng tôi xác định cần phải sẵn sàng chiến đấu cao, bẻ gãy từ tấn công lớn của bốt bốt ngay lúc này, rồi khi có lệnh, nhanh chóng chuyển sang truy kích địch, đánh địch ngoài công sự, khoảng được cây số rất trận đánh phải thu nhặt vũ khí chiến lợi phẩm nhưng chú ý để phòng mìn của ta gài chưa nổ hết và những tên địch chưa chết hẳn có thể nổ súng vào bộ đội ta vì vậy chúng ta phải luôn cảnh giác cao độ tiếng súng lại nổ gian lên khắp trận địa chúng tôi biết là bọn địch lại lấn sang rồi không kịp nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe anh em trong ban chỉ huy chúng tôi nhanh chóng tỏa đến các trung đội khẩu đội truyền đạt tinh thần như đã bàn thảo Chúng tôi đi giữa lúc khẩu đại liên vẫn thùng thùng khạc đạn. Hai khẩu cối vẫn tong tong đều. Những chớp lửa, quăng lửa của đạn nổ vẫn bùng lên ở các phía. Đồng chí tiểu đội trưởng đơn vị cối thấy tôi xuống, liền nói. Bắn nhiều ù hết tai rồi, thủ trưởng ạ. À. Tôi ghé tai anh hét to. Vẫn phải bắn tiếp, hết bao nhiêu đạn rồi. Anh cho biết đã sử dụng hết khoảng 50% cơ số đạn. Hệ cứ phát hiện địch ở đâu là giọng cối vào đó đã thấy những xác địch bị đạn cối đánh bung ra, nhiều tên lính chạy nhưng vẫn bị bắn chặn tiêu diệt. Chưa bao giờ cối tiêu diệt sinh lực địch hiệu quả như lần này. Tôi nhập tính, như vậy là mỗi khẩu đã bắn được 150 quả, hai khẩu bắn được 300 quả, trong khoảng thời gian ấy là quá nhiều, cộng với số cối 82 ly của tiểu đoàn nữa là rất nhiều. Khi chúng tập trung để hòng phản công lại ta, tức là đội hình chúng đã co cụm lại một chỗ, cối đã bắn tiêu diệt sức công phá tiêu diệt sinh lực địch co cụm trên địa hình chống trại rất có hiệu quả. Chỉ trong thời gian ngắn vừa rồi, ta đã làm tiêu hao rất lớn sinh lực địch. Có thể một số đơn vị địch không đủ quân số và tinh thần để phản công lại ta nữa. Nhưng có thể chúng đã huy động lực lượng khác đến, vậy nên ta phải cảnh giác, cảnh giác thật cao độ. Khi trận đánh tạm dừng, tôi bảo anh em tranh thủ lau thông nòng từng khẩu cối, lấy hết bột tàn thuốc phóng để phòng bị đầy lớp kim hỏa Tôi cũng chỉ bảo anh em chuyển sang trận địa hai gần đây cho đảm bảo bí mật. Hơn 4 giờ sáng, trời đã tảng sáng, đằng đông mặt trời sẽ mọc, nhiều đám mây đen nhìn như hình người, hình tú khổng lồ đang thay hình đổi dạng. Hướng đó đang sáng dần lên. Trời đã sắp sáng, chúng ta đang mong điều đó. Một trận chiến tận căng thẳng nữa sẽ diễn ra chăng? Trinh sát đã phát hiện từ xa những tên áo đen, ác quỷ hung hãn chuẩn bị lao vào điểm tựa của ta. Thật hồi hộp cho những người lính chiến đang phải phán đoán đang phải chờ đợi mong cho trời mau sáng nhưng dù thế nào âm mưu xảo quyệt của chúng tiến công ta đã không qua mắt được trinh sát chúng ta đã nắm bắt được hướng đi hướng di chuyển của các đơn vị địch bỏ linh pol pot gan lì nhưng thường thủ quan chúng còn mắc phải sai lầm là xem thường đối phương trinh sát báo cáo cho ban chỉ huy biết địch đang huy động quân dồn tới chúng tôi nhận định địch sẽ mở thêm đợt tấn công và điểm tựa của ta và cho dù chúng có huy động quân đông như thế nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Một Pol Pot khát máu nhất định phải đền tội. Bộ đội ta đã tập trung cao độ, tất cả đã vào vị trí chiến đấu, đạn đã lên nòng chờ khai hỏa, các loại hỏa lực pháo binh đã lên bảng bắn, DKZ Đại Liên cũng đã sẵn sàng nhả đạn. Trời sắp sáng, mặt trời đã sắp mọc, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với ánh bình minh. Khi trời bắt đầu sáng rõ, không có tiếng hô chô chô xung phong của Pol Pot và những bóng áo đen ác quỷ lao vào điểm tựa của ta. Nhưng ở những vị trí tiền tiêu và cả các trung đội ở tuyến trước, bộ đội ta phát hiện những thân hình đen trũi đang nằm hay bò quanh điểm tựa của ta. Gần nhất là hướng đối diện với khẩu 12 ly 7, cách khoảng 30 đến 40 mét, có rất nhiều bóng áo đen của bôn pốt nằm đen kín các mặt ruộng. Như vậy là bọn này đã mò được vào sát xung quanh chốt của đại đội 1, chắc chúng âm mưu áp sát rồi bất ngờ đánh úp vào đại đội 1 nếu như anh em ta không phát hiện được sớm mà để chúng áp sát vào với lực lượng đông như vậy rồi đồng loạt nổ súng xung phong thì không biết sẽ có nguy cơ nào xảy ra chắc chắn bộ binh mình sẽ bị bất ngờ đội hình khó giữ vững thương vong nhiều có khi còn rối loạn đội hình dẫn tới không hiệp đồng chiến đấu nổi khi biết bộ đội đã phát hiện địch chúng tôi thấy vậy là rất tốt lệnh cho các trung đội thực hiện theo kế hoạch bẻ gậy ý đồ tập kích và tiêu diệt những tên ác ôn của chế độ diệt chủng. Chắc chắn trong số này có những thằng đã từng ở trên bờ đập xối đạn điên cuồng vào đội hình của ta ở giữa cánh đồng trống ngày 18 tháng 7. Nhiều chiến sĩ ta nghĩ vậy và ghim chắc súng sẵn sàng nộ và xuất kích tiêu diệt địch. Mục tiêu đã hiện ra trong tầm súng của bộ binh, nhưng chỉ huy đơn vị vẫn đợi những tên lính phía sau dồn lên để tiêu diệt gọn. Đúng là cách khoảng chừng 500 mét vẫn còn nhiều tên lính pôn pốt đang nhanh chóng cơ động đi lên. Chắc chúng đang hí hửng, kỳ này sẽ đánh úp vào đội hình của ta, rồi đánh thốc ở phía sau, gây cho ta bất ngờ hoảng loạn. Nhưng chúng đã hoàn toàn sai lầm, chúng đã nằm trong tầm ngắm của các cỡ súng của quân ta. Bất ngờ, các cỡ súng bộ binh, các loại hỏa lực DKZ đại liên, nã đạn như xối, các loại cối liên tục dọng những trái thẳng đứng xuống đội hình của địch. Chúng ta đánh bất ngờ, tập trung hỏa lực, quật thẳng vào đội hình địch đang lăm le tiến vào đội hình chốt trận địa pháo 37 ly bên kia cũng đã phát hiện ra bốt bốt, hạ tầm bắn thẳng, tiếng đoạn xoáy gió nổ rung chuyển không gian, bọn địch sẽ bị tiêu diệt nhiều, lũ sống sót chắc cũng sẽ khiết đảm. Lúc này, hướng chốt của sư đoàn 7 đảm nhiệm cũng đã nổ súng hợp đồng, tiếng súng các cỡ gian lên, bọn địch ngoài việc vây đại đội 1 còn luồn sâu vào vùng lõm, khu vực trận địa pháo 37 ly và khe lõm với sư đoàn 7, chúng ta đã biết trước được ý đồ của địch nên chủ động dụ chúng vào địa hình phục kích đã răng sẵn để tiêu diệt bị đánh tứ phía địch không còn sức chống đỡ cả đội hình chúng như phơi ra trước hỏa lực của ta nhiều tên cuống cuồng tìm nước ẩn nấp một số tìm cách chạy về phía bên kia cũng không thể thoát đạn của ta đã trùm lên một khu vực dập tới tấp vào đội hình quân xâm lược địch muốn chạy cũng không thể thoát vì bị ta bao vây từ các phía khống chế bằng lưới đạn hỏa lực khắp nơi dậy lên tiếng xung phong của quân ta bắt sống những tên còn lại. Đây là trận đánh hiệp đồng rất đẹp, đáng nhớ giữa các đơn vị sư đoàn 341 với sư đoàn 7. Tiểu đoàn phó và tham mưu trưởng cùng một vài trinh sát, chiến sĩ vận tải, cứu thương cũng đã tới tham gia trực tiếp chỉ huy và phục vụ chiến đấu. Khi bản phương án tác chiến, chúng tôi đã xác định đây là trận đánh địch sử dụng cấp trung đoàn đánh tập kích vào đội hình tiểu đoàn. Riêng khu vực chốt đại đội 1, chúng dùng khoảng 1 đến 2 tiểu đoàn bao vây tiến công ta bị đánh vỗ mặt bọn địch không thể thoát tân về phía sau được một số tên lập cập bắn được vài viên rồi lãnh nguyên những chàng đại liên khiến đội hình chúng bị bật ra bọn lính hỏa lực ở xa hơn chưa kịp bắn yểm trợ cho đồng bọn cũng đã lãnh những trái đạn cối của ta trần đi trần lại phía trước phía sau đều nằm trọn trong tầm đạn của ta mấy tên chỉ huy tính nước tháo chạy nhưng chẳng thể thoát có thể nói đây là trận đánh tiêu diệt địch để báo thù cho cán bộ của chiến thị ta hy sinh trận thắng giọt dã đội hình quân địch bị xé ra từng mảnh, rất nhiều tên bị tiêu diệt tại chỗ số khác định chống cự nhưng ngay lập tức bị trừng trị bọn còn lại ở vòng ngoài tính chạy thoát thân nhưng không thể thoát được hỏa lực của ta dứt tiếng súng quanh chốt không còn bóng địch nào di chuyển nữa bọn mật phục đã bị chúng ta tiêu diệt hoàn toàn anh em đếm không hết được xác định nằm chết quanh ở chốt trinh sát phát hiện còn địch có thể bọn này mới dẫn xác tới chăng lập tức các trung đội được lệnh truy kích hai khẩu đội 60 đã được hiệu chỉnh tầm bắn bắn truy đuổi mục tiêu ở xa trên đường truy kích địch anh em chúng tôi chứng kiến quân pôn pốt chết rất nhiều dễ chừng chưa có trận nào chúng ta chừng trị được bè lũ khát máu nhiều như ở trận đánh này xác địch nổi phập phềnh trên ruộng nước không vớt lên chôn kịp chắc sẽ làm mồi cho lũ đỉa đói nhiều thằng nắm vắt ngang qua những bờ đất ở những tư thế khác nhau để chạy thoát thân. Riêng khu vực ba cái gò mộ xây, năm sáu cái xác bồn cốt, một thằng đeo máy thông tin bị một quả cối cắm xuyên từ đỉnh đầu xuống cằm. Những tên còn nguyên mặt thì lộ ra những bộ mặt to bè, tím bầm, bộ mặt của những kẻ từng gây ra nhiều tội ác với nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam. Qua hầm hào và cả trang bị của địch, chúng tôi nhận ra đây chính là khu vực chỉ huy cấp đại đội tiểu đoàn của bọn chúng bọn lính này hẳn đã có lần sang Việt Nam tàn sát xóm làng, giết hại người dân lương thiện. Chúng bị trừng trị như thế là vô cùng đích đáng. Nợ máu và trả bằng máu, đó là quy luật. Chúng ta luôn chủ trương sống trong hòa bình, hữu nghị với tất cả các nước. Nhưng một số nhà cầm quyền lại xua quân, hòng xâm lược, chiếm đóng nước ta, nên chúng đã chuốc lấy thất bại như thế đó. Chắc rồi chiến sĩ vận tải, thu dung cũng phải gom xác bọn này để chôn cất. Không thể để những cái thây làm ô nhiễm môi trường trốn cất xác địch cũng là một trong những đức tính nhân đạo của quân ta. Bộ đội chơi điểm tựa của đại đội vui mừng khôn xiết. Có thể nói chưa có trận đánh nào đẹp như thế này, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bộ đội ta thương vong ít. cấp trên đánh giá đại đội một chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trận đánh có tính chất then chốt này. Sau này các cấp chỉ huy trung đoàn, sư đoàn đều đánh giá rất cao đại đội một, một đơn vị từng bị mất mát phần lớn quân số trong tiến công ở cánh đồng nước trước bờ đập. Vậy mà chỉ thời gian ngắn khôi phục, củng cố, huấn luyện đã làm nên một chiến công lừng lẫy. Khi bộ đội ta đi tu nhặt, thu gom những vũ khí chiến lợi phẩm, pháo 37 ly vẫn bắn đuổi theo những tên đang tháo chạy. Tiếng đạn xoáy gió, nổ rung đất, uy hiếp tiêu diệt bọn địch. Những kẻ từng gây ra không biết cơ man nào là tội ác. Phía điểm tựa ở sư đoàn 7 cũng đã nghe thấy tiếng bộ đội ta xuất kích, truy đuổi bọn lính bồn bốt đang cố chạy thoát chết. Thỉnh thoảng cũng có một vài quả DKZ và pháo của chúng bắn đến, nhưng thật lạc lõng, không thể gây nên thiệt hại cho đối phương được. Những trái đạn ấy như là tiếng thở dài cho sự thất bại thảm hại của cái xâm lược. Đến 8 giờ sáng, đại đội một chúng tôi đã thu được hơn 1.000 khẩu súng, trong đó có cả những khẩu đại liên B40 và rất nhiều trang bị cá nhân của địch. Cứ như trong ba lô của địch thì bọn chúng cũng sống kham cổ chỉ có trang phục, quần áo là còn mới, nhưng thức ăn chỉ là vài bị gạo sấy, thức uống là nước lã. Nhưng đứa nào cũng được trang bị dao găm nhọn hoắt, sắc lẹ. Thứ hung khí này, chúng thường để giết nhân dân hai nước. Anh em kiểm đếm được gần 100 xác xung quanh chốt đại đội. Một trận đánh ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Kẻ đã giao rắc nhiều tội ác tày trời, đã phải đền tội. Tiến chiến thắng của đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 273 nhanh chóng được loan đi khắp các đơn vị trên toàn mặt trận, trên đài phát thanh và báo chí ở trong nước chúng tôi liên tục nhận điện khen ngợi biểu dương của các cấp trung đoàn đã tổ chức một đoàn cán bộ của ba cơ quan trao quà của trung đoàn cơ quan hậu cần bổ sung thêm đạn dược lương thực thực phẩm cơ quan tác chiến nhanh chóng xác định cụ thể tình hình trận chiến bộ đội vận tải chuyển đưa anh em thương binh và liệt sĩ về phía sau cùng với việc chuyển các đống súng đạn nhiều chủng loại mà đại đội thu được khi thấy trang phục của bọn lính này còn rất mới vũ khí nhất là súng bộ binh như vừa lấy ở trong kho ra những trái lựu đạn chúng chưa kịp sử dụng để gây tội ác cùng toàn là mới. Dầu mỡ bảo quản trên những khẩu súng chưa được lau sạch. Chúng đoàn xác định đây là lực lượng chủ lực của chúng là sư đoàn 280 mới được điều từ nơi khác đến. Trong đó có nhiều kẻ bị bắt vào quân đội chúng. Trận này cũng là trận đầu tiên của bọn chúng. Bọn địch mở đợt tiến công với ý định sẽ làm gọn đại đội 1 rồi chiếm luôn cả khu vực trận địa pháo 37 ly của ta. Ý đồ của chúng đã bị ta phát hiện sớm nên đã bị đại đội một đánh phủ đầu đánh tàn giã tiêu diệt từng nhóm từng mảng đội hình địch khiến ý đồ mật tập bị bẻ gãy hoàn toàn khi bọn địch đã vào đến gần sát công sự của đại đội một bị đánh tơi tả bọn phía sau đã liều lĩnh xông lên cũng bị đánh chặn tiêu diệt bọn chỉ huy ở phía sau không còn cách gì để cứu vãn tình thế giờ đây bộ đội ta đang tu lượm vũ khí trang bị của địch và đã thấy rõ tội ác của chúng bị ngăn chặn trừng trị với những cái xác quân xâm lược nằm tơi tả ở trên đất ta như thế. Mặt trời đã lên cao, ngày mới đã đến, nắng buổi sớm trải khắp các trận địa. Cái nắng mùa khô vừa đến đã gầy gắt. Trên đầu vòng trời xanh hơn, cao hơn. Anh em tôi tổ chức cho bộ đội củng cố lại hầm hào, bổ sung trang bị vũ khí, đạn dược, phải đủ cơ số để chiến đấu. Ban chỉ huy chúng tôi thay nhau nghỉ ngơi một lát. Trên nét mặt mọi người, tuy rất mệt, qua một đêm mất ngủ, chiến đấu căng thẳng, nhưng vẫn ngời lên niềm hâm hoan của những người chiến thắng. Nằm trên võng, nhưng tôi vẫn không sao chập mắt để bù cho mất ngủ đêm qua. Quân ta đã thắng lớn, trả thù cho đồng đội hy sinh trên cánh đồng nước ấy. Nghĩ thế, tôi cũng vơi đi nỗi buồn. Sự căm phẫn, chứa chất bấy lâu này. Ban chỉ huy đại đội chúng tôi họp với cán bộ trung đội để sơ kết trận đánh. Chúng tôi đi đến kết luận, trận đánh đã thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trên giao toàn đại đội có sự hiệp đồng chiến đấu rất cao bình tĩnh cho địch tới gần mới nổ súng và bắn rất có hiệu quả số quân địch bị tiêu diệt tuy vậy bắt sống tù binh chưa nhiều còn để một số tên chạy thoát vào rừng sau này nghĩ đến trận thắng lớn ấy chúng tôi lấy làm tiếc vì không có gì để khao bộ đội anh em đã chiến đấu dũng cảm lộc công to nhưng không một bữa gọi là liên hoan ăn tươi hay được thưởng trà túc lá là những thứ cần thiết cho bộ đội ở điểm thượng không dừng lại ở tiến thắng dễ sinh tư tưởng chủ quan ngay chiều ngày một tháng mười chúng tôi vẫn cho bộ đội làm công việc củng cố hầm hào kỹ hơn củng cố trang thiết bị tổ chức kéo các xác pol pot ở gần ra xa tổ chức lại trận địa mìn lau chùi bảo dưỡng vũ khí súng đạn tối vẫn ở chế độ trực chiến năm mươi năm mươi để phòng chúng tập kích báo thù nếu bộ đội ta quá say sưa chiến thắng lơ là cảnh gác thì bọn địch sẽ lợi dụng phản công hoặc bắn pháo sang bài học nhiều đơn vị đã vấp phải ban chỉ huy đại đội chúng tôi phân công nhau đến từng trung đội tiểu đội để nhắc nhở động viên chiến sĩ cần cảnh giác cao độ hơn nữa dẫu nếm trải thất bại lớn như vậy nhưng kẻ tù chưa từ bỏ dã tâm lấn chiếm chúng sẽ điều động quân từ nơi khác đến lợi dụng ta sơ hở để tấn công hòng chiếm địa bàn đẩy quân ta ra khỏi trận địa phòng ngự các đồng chí làm công tác hậu cần đã mang thức ăn tới từng căn hầm Tuy vẫn là nắm cơm vắt với ruốc bông, nhưng hôm nay ai cũng thấy ngon vì không khí chiến thắng đang lan tỏa khắp điểm tựa. Mấy ngày tiếp theo, tình hình ở điểm tựa của đơn vị đã trở lại yên tĩnh. Hình như địch đã co về cố thủ ở phía sâu. Hình như bọn địch đã gò lại trong lối. Đối phương yếu thì ta đánh. Đối phương mạnh tiến công thì ta rút. Đối phương dừng thì ta quấy rối. Cái gọi là chiến thuật su kích ấy mang nặng giáo điều. Phần nào đã lỗi thời trong hiện đại. Giờ đây, bộ đội ta còn phải chịu đựng khi trước điểm tượng là những xác lính Pol Pot bị trừng trị đã trương phành tối giữa. Không gian nặng đặc mùi tử khí, gió đưa về chốt cái mùi xú uế của thây người chết, không có mùi nào ghê bằng. Anh em chỉ xử lý được những cái xác hướng đường về tiểu đoàn, số còn lại chẳng sức đâu mà xử lý. Mà Pol Pot cũng không có hành động nào gọi là công tác tử sĩ thu dọn chiến trường. Đối với chúng, đứa nào chết thì thôi, xác cũng chẳng quan trọng. Vì có đem về chôn còn phải mất công thiểu đốt. Tuy nếm và thất bại nặng nề, nhưng bọn địch vẫn tỏ ra rất ngoan cố. Chúng không ngừng động binh bằng việc di chuyển những đơn vị còn sót, hòng thực hiện âm mưu mới. Bọn địch này đang hành động trong sự cay cú. Đây cũng là dịp ta có thêm thời cơ để trừng trị bọn chúng. Theo chính sát, chúng đang di chuyển đội hình hòng thực hiện âm mưu mới, nhưng chúng sẽ chưa hành động ngay. Thỉnh thoảng, chúng vẫn phóng DKZ M72 sang đất ta, nhưng bắn kiểu hú họa lạc lõng, vô định nên bộ đội ta vẫn bình tĩnh đợi chúng dẫn xác tới để tiêu diệt. Các cấp chỉ huy sư đoàn, trung đoàn đã cử cán bộ các ban, phòng đến đại đội 1, tiểu đoàn 1 nắm thêm tư liệu nhằm để các đơn vị khác rút kinh nghiệm học tập đánh địch trên địa phòng ngự. Ban chỉ huy đại đội 1 tổ chức cho các trung đội, tiểu đội họp tổng kết trận đánh, kết hợp phòng ngự với tiến công địch. Cấp trên biểu dương thành tích và hướng dẫn bầu chọn khen thưởng chiến đấu của các đơn vị. Chúng tôi chú ý khen thưởng anh em nhập ngũ năm 77 và 78, quê ở thành phố Cảng Hải Phòng, thủ đô Hà Nội. Những chàng trai xuất thân từ thành phố đều chiến đấu ngoan cường. Tôi đặc biệt ấn tượng với anh em quê ở thành phố Cảng Hải Phòng. Nhiều người từng là mặc áo thợ làm việc trong các nhà máy đóng tàu, trong các khu xí nghiệp chế biến hải sản. Họ có tư cách đạo đức tốt, trầm tĩnh, khiêm nhường, hòa đồng với mọi người. Tuy lớn tuổi hơn các chiến sĩ cung cấp, nhưng họ học hỏi cố gắng rèn luyện giao việc gì cũng hoàn thành xuất sắc trong lớp chiến sĩ đi từ thành phố cảng cũng có một số anh em hình như thuộc thành phần lao động tự do ở bến nổi tiếng bướng bỉnh hay lý sự khó bảo trong sinh hoạt thường hay lười biếng gác đêm nhưng trong chiến đấu lại cực kỳ bản lĩnh và dũng cảm thật đáng gợi khen có rất nhiều đồng chí được anh em đề nghị tặng thưởng huân chương chiến công chiến sĩ thi đua chiến sĩ quyết thắng bằng khen người nào cũng thấy rất xứng đáng. Đại đội liên tục được đón khách tới thăm. Các tù trưởng, các đồng chí trợ lý quân sự, chính trị, hậu cần mang quà tặng. Bà tuyển huấn mang sách báo xuống cho anh em. Cán bộ cấp trên dự họp cùng chiến sĩ cơ sở. Chúng tôi họp rút kinh nghiệm, cái được và cái chưa được của trận đánh, chứ không chỉ nói về chiến thắng. Đây là bài học tiến công trong phòng thủ chốt chặn. Cán bộ chiến sĩ đại đội lúc nào cũng thấy vui. Trên khuôn mặt, mọi người ánh lên niềm tự hào chiến thắng Riêng tôi và anh Đạc cùng nhau ra ngoài mép nước hướng về trận 18 tháng 7, lầm rầm cấn vái, tưởng nhớ từ anh Công, người cán bộ chính trị kiên trung, dũng cảm, cùng các anh em liệt sĩ, như thầm nói với hương hồn các anh em đã hy sinh. Chúng tôi, những người lính đại đội mang bốn con số 1 là đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 1, sư đoàn 341, còn gọi là sư đoàn 1, đã lập chiến công xuất sắc. Bắt quân thù trả nợ máu rửa hận cho đồng đội đã bị thương hy sinh cầu mong hương hồn anh em đã hy sinh được siêu thoát trở về điểm tựa chúng tôi thấy bộ đội đang củng cố công sự thành hào được đắp thêm những bao đất hầm được lát thêm gỗ đường hào được mở thêm nhiều nhánh để thêm đường cơ động khi tránh địch gương mặt người nào cũng khấp khởi chiến sĩ là thế họ rất nhanh trí xử lý tình huống và tinh thần tự giác rất cao chúng tôi động viên anh em cần phải cảnh sát cao độ không để bất ngờ Thông thường sau mỗi trận thắng, mọi người tích nghỉ để xả hơi, khiến lơ là canh giác. Ở điểm tựa, lơ là một chút là phải trả giá đắt. Chiến sĩ rất vui vì lập được công lớn. Họ thấy rằng đánh bẻ lũ Pol Pot tuy rất vất vả, gian khổ, hiểm nguy, nhưng biết cách đánh ta sẽ giành chiến thắng. Đất này là của ta, ta phải quét sạch kẻ thù nếu chúng xâm lấn. Nhận thức ấy của bộ đội khiến chúng tôi rất vui mừng. Có được phẩm chất ấy ngoài vốn học vấn ở nhà trường phổ thông, còn là sự giáo dục chính trị khi họ bước vào đời quân ngũ. Tôi thấy lớp chiến sĩ trẻ, những thanh niên trưởng thành sau khi đất nước thống nhất có bản lĩnh chính trị thật vững vàng và họ đã trưởng thành rất nhanh trên chiến trường. Mấy ngày sau khi Trung đoàn 266 và Trung đoàn 270 cùng bộ đội xe tăng thiết giáp nhận lệnh nhanh chóng cơ động về hướng đường 1, phối hợp với sư đoàn 9 đánh phản kích chiếm lại địa bàn rừng sở Chipu. Vậy là bám trụ ở đây, còn trung đoàn 273 chúng tôi, địa bàn phòng ngự của trung đoàn nới rộng ra. Mới hôm sau, phía bên ấy đã diễn ra một trận đánh địch lấn chiếm và thu được thắng lợi. Trận đánh ở rừng sở Chi Phu diễn ra sau trận đánh của đơn vị tôi không lâu. Trận tiến công dũng mãnh của hai trung đoàn thuộc sư đoàn 341 này, cùng là đơn vị của sư đoàn 9, đã giáng cho bọn Pol Pot đòn đích đáng. Ta đã tiêu diệt nhiều sinh lực của địch, bẻ gãy mũi tiến công chính của chúng buộc địch và từ bỏ ý định lấn chiếm, mà trên thực tế không thể chiếm nổi các huyện Bến Cầu, Gò dầu. Ban chỉ huy sư đoàn và anh em các chiến sĩ sư đoàn chín đã hết lòng khen ngợi tinh thần chiến đấu, dũng mãnh tiến công Pol Pot của hai trung đoàn 270 và 266 của sư đoàn 341 trên cục diện chiến trường hướng đường một, trận tiến công đập tan các mũi tấn công sang đất tà của bè lũ Pol Pot mang ý nghĩa rất lớn. Không những chúng ta tiêu diệt được sinh lực lớn của địch, mà còn gây cho binh lính chúng nội hoàng mang, dao động. Bọn chỉ huy cũng nào núng. Đây chính là đợt phản công mang tầm chiến lược của ta. Sau đợt đánh địch xâm lấn, tiêu hao một bộ phận lớn sinh lực của chúng, đơn vị chúng tôi lo củng cố tổ chức, tu bổ lại hầm hào, bổ sung thêm vũ khí súng đạn. Các đơn vị vẫn kiên cường phòng ngự ở các điểm tựa. Tuy địch không mở những đợt xâm lấn lớn, nhưng vẫn cho từng toán nhỏ xâm nhập vào lãnh thổ của ta nên không thể chủ quan mất cảnh giác là phải trả giá rất đắt bộ đội trên điểm tựa vẫn phải sống kham khổ đối mặt với nhiều thách thức nhưng người nào cũng có ý chí cao hình như trải qua quá nhiều gian nan mọi người đã chai lì ở đây mỗi năm có hai mùa rõ rệt cứ xoay vòng vậy thôi mùa khô ở biên giới tây nam khắc nghiệt vô cùng nắng phả hừng hực suốt từ sáng đến cuối ngày đùng ruộng kênh rạch khô cạn đến nứt nẻ giếng nước không có cây cối trơ cành bước chân đi là quấn theo đất bụi đầu đầu như thấy bụi mù lên thiếu nước thiếu cả rau xanh thiếu tốn đủ thứ vậy mà bộ đội ta vẫn bám từng đoàn công sự từng căn hầm trong cái nóng hừng ngực để canh phòng địch mò sang đánh lấn từ cán bộ chiến sĩ người nào cũng gầy dọc mặt hốc hác đói ăn thiếu ngủ sống giữa cái nóng hầm hập vậy nhưng lúc nào cũng phải tỉnh táo để đánh địch tới mùa mưa lại mưa trắng trời ngập nước tất cả đồng áng, kênh rạch, nhiều con đường chìm trong nước. Ở điểm tựa, bộ đội ta phải sống giữa thác mưa, trong những công sự ngập ngụa bùn nước. Cả ngày ngâm rầm nửa mình ở trong nước, da thịt như bở ra, rồi mũi, mỏng, sên vắt, bù bám, đốt chích, rồi bệnh sốt rét bùng phát. Mùa mưa là mùa sốt rét dữ nhất. Đã có câu, người lính biên giới Tây Nam mà chưa sốt rét thì chưa phải là lính biên giới Tây Nam sốt nhẹ thì điều trị tại chỗ, thuốc viên uống đến quen cả mùi hăng hắc. Tới khi sốt đến miên man, đến quăng quật trên phản, trên võng, thì phải đi viện. Ở viện điều trị dăm bữa nửa tháng, lại thấy nhớ đơn vị, nhớ đồng đội, thấy vắng mình, thì đồng đội phải gánh nhiều việc hơn, liền gượng dậy mà cố uống thuốc, cố ăn uống để sớm trở về điểm tượng. Đến giữa tháng mười năm 1978, một số đơn vị của sư đoàn hai, quân khu năm đến thay thế cho tuyến phòng ngự của trung đoàn 273. Trước đây họ đã đến thế chân ở khu vực phòng ngự cho trung đoàn 270 và trung đoàn 266. Tuy ở chiến trường xa là quân khu 5, nhưng người chiến sĩ ở miền Đông Nam Bộ cũng như cả nước đều biết về sư đoàn hai thép với sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn và nhiều cán bộ chiến sĩ khác đánh giặc giỏi là chiến sĩ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới. Lớp cán bộ chiến sĩ của sư đoàn trên biên giới Tây Nam đều trạc tuổi với chúng tôi. Lần trước, khi sư đoàn 2 đến thay thế cho hai trung đoàn 270 và trung đoàn 266. Tôi chỉ nghe nói, bây giờ được gặp các anh, những chiến sĩ đến từ đất Quảng, mảnh đất đi đầu diệt Mỹ. Đặc biệt, các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 2 là tác phong nhanh nhẹn, nhiều người dùng gùi thay cho ba lô. Trong chiếc gùi, sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi miền Trung ấy, họ đựng quân tư trang và có khi cả đạn dược nữa. Sử dụng gùi cũng có ưu điểm là đựng được nhiều thứ, lấy ra dễ, nhưng phải có sức khỏe tốt, đôi vai và tấm lưng chắc mới mang được. Ở đây tôi được gặp Trung đoàn trưởng Trương Hồng Anh, một người cán bộ cấp trung đoàn, tuổi còn rất trẻ, mới ngoài 30, chỉ huy nhưng nổi tiếng với những trận đánh do anh chỉ huy mang thắng lợi lớn. Trung đoàn trưởng Trương Hồng Anh đi đôi giày đen, kiểu giày của Liên Xô sản xuất cổ cao. Thấy anh đi ngang nhiên, đi dọc chiến hào, chỉ huy bộ đội làm công sự nhiều người lo lính Pol Pot từ bên kia bắn tỉa, nhưng anh vẫn bước đi rất bình tĩnh. Trong chiến đấu, sự bình tĩnh gan dạ của người chỉ huy làm cho chiến sĩ tự tin hơn, gan dạ hơn. Được biết, mấy năm sau, anh Trương Hồng Anh giữ chức sư đoàn phó, kiêm tham mưu trưởng sư đoàn 2, rồi đi dự lớp đào tạo học viện quân sự cao cấp, tốt nghiệp loại xuất sắc. Anh trở lại đơn vị, lúc này đang làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Anh được giao nhiệm vụ làm sư đoàn trưởng sư đoàn 2. Sư đoàn 2 chiến đấu rất ngoan cường, truy quét tàn quân diệt trụng đưa nhân dân bạn về phun sóc sinh sống. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, sư đoàn trưởng Trương Hồng Anh đã ảnh dũng hy sinh. Sư đoàn trưởng Trương Hồng Anh, vị trí huy tài năng, một người sống đức độ, tương yêu chiến sĩ, hy sinh là tổn thất lớn không chỉ với sư đoàn 2 mà của toàn quân. Trở lại bên giới Tây Nam, khi chúng tôi bàn giao địa bàn cho sư đoàn 2, cũng như tất cả các đơn vị khác trong toàn quân, tuy là thuộc quân khu 5 nhưng bộ đội của sư đoàn 2 là người của khắp các vùng quê trên đất nước ta. Ở đây tôi gặp nhiều đồng hương Thái Bình. Cán bộ chỉ huy của sư đoàn 2 từng trải, từng chịu đựng nhiều gian khổ ở chiến trường quân khu 5. Người nào cũng giản dị và có ý chí sắt đá. Nhiều đồng chí cán bộ của sư đoàn vào Nam chiến đấu từ ngày đánh Mỹ. Sau giải phóng, vẫn chưa có dịp đi phép thăm gia đình quê hương. Họ cho biết, giải phóng xong, đơn vị lại được bước vào nhiệm vụ truy quét tàn quân phản động giúp nhân dân tháo gỡ bom mìn trên đồng ruộng làng xã để ổn định xây dựng cuộc sống mới có những đơn vị khi địa bàn quân khu năm giải phóng đã nhận nhiệm vụ bổ sung vào các cấp chính quyền địa phương qua một thời gian cùng nhân dân xây dựng làng xóm tưởng đâu sẽ là cán bộ dân chính mãi mãi nhưng đơn vị bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam lại được gọi trở về có những đồng chí vừa cưới vợ vợ là người địa phương chưa quen hết tính nết nhau chồng đã tạm biệt để ra trận có đồng chí quê ở miền Bắc, được nghỉ phép, đã hay đang tìm hiểu người con gái nào đó, chưa kịp làm lễ thành hôn, đã nhận lệnh trở về vị trí để lên đường đi đánh giặc. Hoàn cảnh và tâm trạng của cán bộ, chiến sĩ từ quân khu 5 vào rất giống với chúng tôi, những người lính miền Đông Nam Bộ. Vì thế, nghe tự kể về một người, mọi người đều thấy mình ở trong đó. Việc bàn giao điểm tựa diễn ra nhanh chóng. Một số đồng chí của cán bộ sư đoàn thành thực cho chúng tôi biết đơn vị quen tác chiến ở địa bàn quân khu 5, rừng núi và đồng bằng hẹp khi đến chiến trường rất lạ lẫm với địa hình nên rất khó khăn. Toàn sư đoàn ra sức nắm địch, tìm hiểu địa bàn, phối hợp với đơn vị bạn. Các đồng chí ấy cũng hỏi chúng tôi về kinh nghiệm đánh địch bám chốt. Thái độ thành thật, cầu thị khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Là cán bộ chỉ huy sư đoàn anh hùng, nhiều trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội cũng từng nhận danh hiệu anh hùng nhưng họ khiêm nhường đến thế đó chúng tôi trao đổi kinh nghiệm các anh ấy nghe chăm chú ghi chép vào sổ tay gặp điều nào chưa biết sẽ hỏi hỏi thêm nhiều đồng chí gốc người khu năm vóc dáng nhanh nhẹn giọng nói chắc nhưng đức tính lại vô cùng khiêm tốn các anh để lại trong chúng tôi hình ảnh đẹp sau này qua sách báo tìm hiểu bạn bè chiến đấu ở quân khu năm tôi được biết đức tính ấy họ học tập từ cán bộ cấp cao từng lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ như Đại tướng Chu Huy Mân, Đoàn Khuê, Hoàng Minh Thảo, Đặng Vũ Điệp, Nguyễn Trơn và những đồng chí chỉ huy sư đoàn, trung đoàn. Câu truyền miệng, cán bộ nào chiến trị ấy luôn đúng. Trong quân đội tác phong, nhân cách người chỉ huy ảnh hưởng rất lớn đến cấp dưới và cả những chiến sĩ. Tôi rất tiếc giá như hồi đó ghi lại tên tuổi, địa chỉ của đồng chí ở sư đoàn 2 để sau này đến thăm các anh. Không biết sau đó khi chiến đấu trên biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế trên đất chùa Tháp, đồng chí nào còn, đồng chí nào đã hy sinh. Trận chiến không cần sức, sau lần lấy gạo không thành công. Đồng thời lúc này, bộ phận tham mưu tác chiến, các phân đội thông tin của tiểu đoàn cũng tập trung về đây. Do đó, trung đoàn cho đội vận tải gùi hẳn một số lượng gạo lớn và nhu yếu phẩm giao cho phân đội tự quản lý lấy. Sau khi bí mật làm kho cất giấu đơn vị cử tôi cùng anh bồng lĩnh thông tin trông coi bảo vệ phân đội ngày càng tiến sâu vào trong lòng địch mỗi lần hết gạo mới quay về lấy anh từ ra còn hai chúng tôi chờ vơ giữa rừng sâu núi thẳm trong khi đó tụi thám báo biệt kích ra sức lùng sục nhưng nhờ ngụy trang tốt mà chúng tôi vẫn an toàn cho đến một hôm tôi và anh bồng đang ngụy trang kho thì có bốn người bộ đội quần áo tươm tất khoác ak có cả máy bộ đàm PLC-25 đi qua. Hai bên bất ngờ chạm chán nhau. Tôi vơ vội khẩu AK bắn gấp, cảnh giác hỏi. Các đồng chí ở đơn vị nào? Một người lớn tuổi hơn tôi nói tiếng Bắc rất rành rọt vội trả lời. Chúng tôi là đoàn Duy Xuyên, mật hiệu sư 320, đi trinh sát về. Mật khẩu 3, đáp 4. quy ước hỏi đáp cộng lại 7. Vậy là đúng quân mình hai bên hỏi thăm quê quán rồi họ vội vã lên đường một lúc sau một toán vệ binh mặt trận vác cả trung liên rbd chạy đến hỏi các đồng chí có thấy bốn thằng vừa qua đây không có họ vừa đi qua nó là biệt kích đấy sao các đồng chí không giữ lại tôi vội trả lời tôi cũng thấy nghi nghi nhưng khi hỏi phiên hiệu đơn vị và mật khẩu nó trả lời đúng tóc thế nên thôi nghe tôi nói vậy tổ vệ binh không nói gì thêm vội vã đuổi theo một lúc sau nghe tiếng súng nổi lên dữ dội, tiếng AK loạn xạ, tiếng trung liên gióng từng tràng đanh chắc, xen lẫn tiếng liều đạn ung hoàng không ngớt. Hai đứa tôi hú hồn, hú vía. Nếu chúng không mà chạy, chắc hai thằng tiêu rồi. Tiếng súng nghe mỗi lúc một tưa dần, rồi im hẳn. Chừng hơn nửa giờ sau, thấy tổ vệ binh quay về, dìu theo một người quấn băng trắng ở đầu. Các anh cho biết đã diệt hết tụi biệt kích, nhưng dặn chúng tôi phải cảnh giác vì có thể chúng đã báo cáo tình hình về sở chỉ huy qua điện đàm. Tôi thắc mắc, sao chúng lại biết được mật khẩu và phiên hiệu sư 320? Bộ anh nói, chúng đã bắt một trinh sát sư 320 để khai thác. Đêm hôm đó, bầu trời nơi tôi yên ắng một cách lạ thường, không còn tiếng máy bay gầm rú ném bom tọa độ. Tiếng pháo bắn cầm canh cũng thừa thớt. Chẳng mấy khi được một đêm yên ả. Nên hai đứa chúng tôi đánh một giấc thẳng cánh. Sang ra vừa thức dậy đã nghe tiếng trực thăng bay phành phách trên đầu. Tôi giật mình ra cửa hầm, ngó lên, đã thấy hai chiếc trực thăng UTT ra sát các ngọn cây. Sức gió từ cánh quạt của chúng làm các ngọn cây rừng to lớn là vậy, mà cứ giặt ra để lộ hết những gì dưới mặt đất. Trong khi đó, vào ngoài, hai chiếc trực thăng vũ trang HU-1A cứ xả đạn đại liên không thương tiếc xuống xung quanh. Tôi thầm nghĩ vậy là lộ thật rồi, và chúng định đổ quân xuống hốt mình đây. Hai chúng tôi vơ vội khẩu súng và nương theo hàng cây rậm rạp vọt đến hầm chiến đấu, cách đó chừng 200 mét. Tôi nói với anh Bồng, nơi này rậm rạp kín đáo, nhìn ra thì dễ mà nhìn vào thì khó, ta lại có công sự vững chắc, nên cứ bình tĩnh, đợi khi nào nó ngừng bắn, đổ quân xuống là nhào lên chiến đấu luôn. Anh Bồng cũng nhất trí như vậy, vì theo kinh nghiệm được phổ biến, khi nào trực thăng dọn bãi xong thì ngừng bắn để đổ quân xuống, nhưng rồi cứ thấy tiếng đại liên rền vang mãi không ngớt. Anh bồng sốt ruột thò lên, thì đã thấy bọn biệt kích quần áo rằn si, đầu đội mũ sắt, tay lăm lăm tiểu liên ar mười lăm tiến vào. Anh tụt xuống nói lắp bắp: "Nó, nó đổ quân xuống rồi, đang đang tiến vào đây. Tôi không tin vì rõ ràng tiếng súng đại liên vẫn nổ điếc tai. Lẽ nào nó lại bắn lên đầu quân nó? Sau này tàn cuộc tôi mới thấy mặt đất đầy rẫy vỏ đạn giấy. Lúc đó mới ngộ ra rằng chúng đã tương kế tự kế, vừa đổ quân vừa bắn đạn giấy." để đánh lừa chúng tôi, nên đã đổ quên chót lọt. Tôi gạt anh bồng vào trong, rồi nhoài người lên quan sát, thấy ngay một thằng đang lom khom ôm súng, mặt giáo riếc tiến vào. Phía sau, lố nhố áng chừng một trung đội. Păng, păng! Tôi lia một loạt AK về phía chúng, tên biệt kích rú lên, rồi bỏ chạy, kèm theo tiếng la thất thanh. À, đéo mẹ, nó đang ở hầm này. Lập tức, các loài hòa lực địch tập trung bắn xối xả vào chúng tôi xen lẫn trong tiếng đạn cay xè tiếng anh bồng bực bội bắn như đéo ấy nó ngay mũi mà không trúng thằng nào tôi im lặng căng thẳng chờ đợi vị trí đã bị lộ sự bất ngờ không còn nữa địch lại rất đông có trực tăng yểm trợ và hoàn toàn làm chủ mặt đất chúng tôi bị bao vây như cua nằm trong giò vậy nhờ có hầm chiến đấu kiên cố nên chúng tôi không hề hấn gì cứ bình tĩnh dương súng lên miệng hầm thấy bóng dáng khả nghi lan điểm xạ vào bên ak vừa giữ hầm vừa tiết kiệm đạn. Tụi biệt kích cũng khá nhát chết, nên không thằng nào dám liều mạng nhào vào. Chỉ đứng từ xa vãi đạn. Bỗng nhiên, không thấy đạn găm vào miệng hầm nữa. Trong khi đó tiếng súng vẫn dệt vang. Tôi đang định thò lên quan sát tình hình. Thì bịch, một quả US rơi đúng vào chân, bật chốt, nghe đạch một cái. Tôi vơ vội lấy nó và ném ngược trở lên. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, kèm theo tiếng thây người đổ vật xuống khẩu AR-15 vỡ báng rơi xuống miệng hầm. Xin lưu ý chỗ này, do khoảng cách ném lựu đạn quá gần, chừng 2 mét, và người ném rút chốt xong là ném liền, nên khi lựu đạn chạm đích, mỏ vịt mới bật lên điểm hỏa, và sau 5 giây mới phát nổ. Thời gian 5 giây đủ để nhặt và ném trở lại. Tôi biết tên biệt kích định chờ lựu đạn nổ là nhau xuống, dùng súng tiểu liên, diệt nốt những người còn sống hoặc bị thương, nhưng đã dính quả ném lại này sau khi bị phản đòn, bọn địch có phần nào núng. Chúng tôi cứ bắn cầm canh, nên chúng không dám tiến vào. Chừng 15 phút sau, thì tôi vơ khẩu AR-15 nằm ở miệng hầm vứt lên cho đỡ vướng. Và ngay lúc này, lợi dụng chúng tôi im tiếng súng. Một tên địch đã lẹt đến từ lúc nào, vung tay tung quả US sạt qua đầu tôi. Vào đúng vị trí anh bồng, tôi hoảng hồn nhảy lùi vào sâu trong góc hầm, co hết người lại, miệng dục anh bồng dối rít. Kìa, kìa, nhặt lấy ném lên đi anh bồng tay phải cầm súng tay trái của cuộc tìm trái lựu đạn nhưng muộn mất khi anh vừa cầm được thì một tiếng nổ đinh tai lọc óc vang lên làm tôi tối tăm hết mặt mũi một thuốc đạn khét lẹt sộc vào muốn nghẹt thở nhưng tôi vẫn cố gắng nhào ra miệng hầm để giữ không cho chúng nhào xuống may tay bọn biệt kích vốn nhắc như thỏ đế lại ham sống sợ chết nên sau khi lựu đạn nổ chúng cho so rằng chúng tôi không thể sống sót nên vội lôi tên chết gần miệng hầm rồi chuồn lên trực thăng cho nhanh. Lúc này anh Bồng vẫn ngồi gục đầu vào vách hầm thở khò khè. Tôi vội đỡ anh nằm xuống, sờ nắn khắp người anh để tìm vết tương băng bó. Nhưng cả bàn tay và chân trái anh nát bấy, gò má và tái dương bị vỡ, khắp hông lỗ chỗ vết thủng. Tất cả những chỗ đó máu đông lại từng cục. Tôi vừa đặt anh nằm xuống, thì anh đã duỗi thẳng người, thở dài một tiếng, rồi ngoẹo đầu sang bên, tắt thở. Tôi cuống quýt lay gọi, Bồng ơi, tình lại đi, đừng bỏ ta lại một mình. Nhưng anh đã vĩnh viễn ra đi. Tôi vút mắt cho anh, bàn tay dính đầy máu, lòng nặng chịu đau thương. Tôi sợ lên người mình kiểm tra xem có bị thương ở đâu không. Nhưng lạ thay, tôi không hề hấn gì. Có lẽ trong khi cúi xuống nhặt trái liều đạn, anh bồng đã che chắn nhất cho tôi. Lòng nặng chịu cô đơn và lo lắng. Làm sao mà thoát được vòng vây đây? Vì trên đầu, hai chiếc HU-1A vẫn quần đảo bắn đại liên không ngớt. Tôi định nằm liều ở đây, khi nào nó rút, hoặc may có quân đến ứng cứu thì thoát ra. Nhưng lại sợ nó gọi AD-6 đến ném bom, thì rồi đời. Nên quyết định bung hầm, rời ra vùng nguy hiểm này. Tôi ghé sát anh Bồng thầm thì. Bồng ơi, nằm đây nhá. Tôi phải sống để trở về đơn vị, và quay lại, mai táng anh tử tế. Tôi khoác súng anh Bồng vào người, tay cầm AK của mình, thận trọng, thò đầu lên quan sát. Lợi dụng chiếc HU-1A vòng ra xa, sách súng vọt lên định lợi dụng khe núi để lật vào trong đó. Nhưng vừa ra khỏi hầm chừng 20 mét, thằng trực thăng bất ngờ vòng lại, phát hiện ngay ra tôi. Nó lập tức xà xuống, đứng im trên ngọn cây, xả đạn dữ dội. Tôi vội nằm xuống, nhìn thấy rất rõ đạn cắm phầm phập, cách vai trái chừng một găng tay. Rất loạt đạn, tôi lật ngửa người lên dương AK nhằm thẳng chiếc thực tăng bóp cò. Một tiếng nổ vang lên rồi tắt ngấm. Tôi điếng người thầm nghĩ. Chết mẹ, hết đạn rồi. Thằng trực thăng dướn lên phạch phạch, lợi dụng cơ hội hiếm hoi đó, tôi lẩn vào khe núi, mất dạng. Hai chiếc trực thăng quần đảo bắn hú họa, rồi biến mất. Tôi lê lết trở về kho gạo xem còn gì không, và tìm tăng võng để bó gói mai táng anh bồng. Trước mắt tôi là cảnh hoang tàn, đổ nát, kho bị chúng đốt phá sạch, ba lô vật dụng của tôi, chúng thù hết. Tôi quay trở lại hầm chiến đấu, lôi anh bồng lên, định vác đến đoạn hào cách đó, chừng 150 mét, để mai táng. Nhưng người tôi mệt lạ, sau nửa ngày quật nhau với địch, không một miếng cơm hớp nước, cộng với người chết còn khí âm, nên nó hút xuống càng nặng. Vì vậy mà tôi không thể nào đưa anh lên vai được. Tôi ngồi tất thần, ủ rũ, đang loay hoay không biết làm cách nào, thì chợt có một cậu bộ binh còn rất trẻ chạy qua. Tôi vội gọi nhờ khiêng giúp, nhưng người bộ binh ngần ngừ định bỏ đi, vì lý do phải đi tìm đơn vị, nếu không sẽ bị lạc. Tôi điền tiết chỉ ăn nòng súng AK vào người cậu ta và nói tôi có quyền bắn bỏ nếu không được giúp đỡ, vì đây là chính sách thương binh từ sĩ. Người lính sợ quá, vội cùng tôi khi anh bồng đến nơi an táng. Sau khi trốn cất xong, cậu lính bộ binh bỏ đi như chạy. Tôi dừng lại ít phút, úi đầu mặc niệm, vĩnh biệt anh, rồi lê lết tìm về đơn vị. Nhờ định vị tọa độ, cộng với trí nhớ tốt, mà hơn một năm sau, cuối năm 1973, từ Gia Lai, tôi đã đưa đội quy tập của Trung đoàn quay trở lại Con Tum, tìm được mộ anh cất bốc đưa về nghĩa trang đơn vị dưới chân núi Trư Mông Ray và đầu năm 1976 quy tập về nghĩa trang huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum. Anh Bồng cưới vợ trước khi vào Nam chiến đấu nên chưa có con. Năm 2012, tôi đã tìm về quê gặp gỡ gia đình rồi kể lại câu chuyện và báo tin phần mộ. Nhưng gia đình anh bố mẹ đã mất, vợ anh đi bước nữa nhưng cũng mất do bệnh tật. Anh em nghèo cả nên chỉ vào nghĩa trang huyện Sa Thầy viếng mộ chứ không có điều kiện đưa về quê hương. 49 năm, 1972-2021, đã trôi qua những kỷ niệm đau thương bi hốm vẫn thường hiện hữu trong trái tim khô héo của những người lính già. Này viết ra đây, cho vợ lòng chắc ẩn, mong được bạn đồng cảm, sẻ chia. Trận chiến buôn mê thuật Đầu năm 1975, trên mặt trận B3 Tây Nguyên, đã diễn ra một chiến dịch âm thầm lặng lẽ nhưng vô cùng khó khăn, nguy hiểm, là trinh sát các cứ điểm, các mục tiêu quan trọng trên địa bàn thành phố Buôn Mê Thuật để chuẩn bị cho trận đánh mở màn chiến dịch mùa xuân năm 1975. Tổ trinh sát hỗn hợp trung đoàn 675 pháo binh chúng tôi được lệnh bí mật luồn sâu đo đạc căn cứ pháo binh Trương Nga nằm trách về phía tây bắc thành phố Buôn Mê Thuật khoảng 10 km. Sau khi điều nghiên trên bản đồ, tổ trinh sát do anh Nạo đại đội phó chỉ huy cắt rừng âm thầm tìm đến mục tiêu. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối, chỉ có anh Nạo và anh Sơn trung đội trưởng biết được mục tiêu, nhiệm vụ. Còn lại, hai trinh sát viên và hải y tá chỉ đi theo đo đạc và bảo vệ. Bí mật như thế để đề phòng lỡ có ai bị địch bắt thì cũng không biết gì mà khai báo. Chúng tôi trang bị gọn nhẹ, mỗi người một súng AK bán gấp, hai cơ số đạn, hai quả liều đạn mini, dao găm, tăng võng và lương khô, gạo rang. Phương châm đi không giấu, nấu không khói, nói không to, ho không ra tiếng. Chân chỉ đi tất, không được mang giày dép. Người nọ cách người kia 4 mét. Tất cả tai mắt, các giác quan phải căng ra mà quan sát, nghe ngóng. Khi người đi đầu giơ tay lên ngang tay, là phía sau phải dừng ngay lại. Phải tay xuống là phải nằm xuống cho nhanh. Phải tay sang bên nào là phải giặt sang ngay bên đó. Và hết sức tránh địch, tránh dân, cấm kỵ không được nổ súng trước càng vào gần mục tiêu càng khó khăn địch đi tuần dân đi nương nên cứ phải tránh né hoặc nằm im chờ cho đi qua nhưng rồi với kinh nghiệm ba năm chinh chiến trinh sát trên chiến trường nên sau ba ngày điều nghiên chúng tôi cũng đã tìm được nơi đặt tài quan sát lý tưởng và đo đạc toàn bộ mục tiêu sau đó chúng tôi trở về nơi tập kết an toàn và báo cáo toàn bộ quá trình quan sát đo đạc mục tiêu cũng như tọa độ đặt tài quan sát đánh dấu cẩn thận trên bản đồ. Cấp trên khen chúng tôi hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao và được nghỉ một ngày để hôm sau luồn sâu đo đạc khu Mai Hắc Đế nằm sâu trong trung tâm thành phố Bù Mê Thuật. Nhưng vừa sáng ra, đã thấy anh nạo nét mặt đăm chiêu, lo lắng, triệu tập chúng tôi lại nói Đài kỹ thuật của ta bắt được tin chúng nó đang san ủi ở Trương Nga để đưa thêm pháo lớn vào. Vậy tổ đài phải vào lần nữa để tìm hiểu tình hình và đo đạc tiếp. Thế là chúng tôi lại khăn gói lên đường. Lần này chúng tôi đi nhanh hơn vì đỡ phải mở đường. Đi đến nơi, quả nhiên địch đã đưa thêm về đây năm khẩu 155 ly, bố trí ở phía sau trận địa pháo 105 cũ. Đo đạc xong, chúng tôi hối hả quay về. Anh Sơn đề nghị mở đường khác về cho an toàn. Nhưng anh nạo gạt đi và nói Thời gian rất khẩn trương, ta phải về nhanh để còn vào ma hắc đế. Và lại, đường ta đi vẫn giữ được bí mật, quân địch chưa phát hiện ra. Chúng tôi nghỉ đêm đúng nơi đã nghỉ lần trước, và sự chủ quan này đã phải trả giá. Bọn biệt kích ngụy đã phát hiện ra dấu vết của chúng tôi. Chúng âm thầm đặt mình Claymore và chờ đợi. Sáng ra ăn lương khô xong, chúng tôi lên đường. Vừa đi được mấy bước, thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vàng lên. Anh tưởng trinh sát viên và anh hải y tá lảo đảo gục xuống. Biết đã bị lộ, và bị phục kích nên anh nạo ra lệnh cho anh sơn lên chặn địch và vẫy tôi lại trao cho cái túi trong đó có được bản đồ và toàn bộ tài liệu ghi chép kết quả trinh sát nói gấp gáp và nghiêm nghị tôi ra nhiệm vụ cho đồng chí bằng mọi giá đưa túi tài liệu này về ban trinh sát trung đoàn nếu có chuyện gì thì dùng lựu đạn để hủy đi tôi miếu máu còn các anh thì sao chúng tớ không thể bỏ thương binh tử sĩ lại được cậu đi đi rồi anh để vào vai tôi rất mạnh và rất khoát. Tôi lau nước mắt rồi lao vụt đi. Vừa lúc đó, tiếng súng nổi lên dữ dội, tiếng AK điểm xạ nghe đanh chắc, tiếng lựu đạn ung hoàng xen lẫn AR15 lẹt đẹt, tiếng thằng M79 cóc oanh. Nhờ có hai anh chặn địch mà tôi thoát được vòng vây. Chạy như chưa bao giờ được chạy. Chiều muộn, tôi về tới đơn vị, thở không ra hơi. Trở tay dã rời, khát không thể chịu được. Trao túi tài liệu cho anh chuyện chủ nhiệm trinh sát trung đoàn và báo cáo toàn bộ tình hình, rồi là đi không biết gì nữa. Suốt đêm hôm đó, toàn đơn vị như ngồi trên đống lửa, phần lo cho số phận tổ trinh sát, phần lo cho kế hoạch bị bại lộ, thì tất cả công sức của toàn đơn vị, toàn mặt trận đổ xuống sông xuống biển hết. Ngày đêm đó, đồng chí Phan Hàm, tham mưu phó chiến dịch, xuống đơn vị nắm tình hình và ra nhiệm vụ cho ban chỉ huy trung đoàn bằng mọi giá phải làm rõ số phận của tổ trinh sát. Sáng mai, dù còn mệt lạ, tôi vẫn phải gượng dậy dẫn tổ trinh sát khác đi tìm các anh. Tầm chiều thì đến nơi. Khu vực đó giờ trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn lại mùi thuốc đạn khét lẹt xen lẫn mùi máu tanh nồng. Tổ trinh sát bí mật triển khai bao vây quan sát, dò mìn quanh khu vực. Sau khi biết chắc chắn an toàn, bọn địch đã bỏ đi, chúng tôi tiến lại gần, thì một cảnh tượng kinh hoàng bi tráng hiện ra trước mắt: thi thể anh Nạo, anh Sơn và anh Thượng chúng dồn đống lại với nhau. Dương đầu anh nạo bị chúng nó chặt rời khỏi thi thể. Còn cậu hải y tá thì không thấy xác đâu. Sau khi quan sát phân tích tình huống, chúng tôi nhận định có thể hải đã bị địch bắt về khai thác, rồi báo cáo về trung đoàn. Chúng tôi được lệnh quay về ngay. Còn thi thể các liệt sĩ sẽ có bộ phận các lo. Mấy ngày sau đó, tình hình buôn mê thuật trở nên căng thẳng. Địch điều trung đoàn 45 từ Pleiku xuống tăng cường lùng sụp các đơn vị bộ đội ta buộc phải lùi ra và tăng cường công tác bảo mật. Nhưng hình như địch không khai thác được gì. Có lẽ chúng nghĩ chúng tôi chỉ là đơn vị nhỏ lẻ hoặc bộ phận nghi binh, nên sau hai ngày lùng sụp không thấy gì, chúng lại rút quân về Pleiku. Thật may mắn, quân ta đã hoàn toàn lừa được địch. Kế hoạch nghi binh đã thành công. Và đêm mùng 9, dạng ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975, quân ta nổ súng tiến công buôn mê thuật mở màn chiến dịch mùa xuân đại thắng lịch sử. Giàn pháo phản lực DKB và H-12 của ta khai hỏa, đạn trùm lên các mục tiêu. Bọn địch lập tức phản pháo, nhưng chúng tôi cũng kịp thời lên tiếng. Nhờ đã đo đạc tính toán phần tử bắn cẩn thận, nên pháo của chúng tôi, tiểu đoàn 74-122 ly, đã rót trúng trận địa pháo địch, khóa mõm chúng lại, cho xe tăng và bộ binh xông lên, tiến vào Bùa mê thuật. Lúc này, toàn thành phố chìm trong lửa đạn. Khu kho mà hắc đế bị khói bao phủ che khuất, nên từ đài quan sát cũ không nhìn thấy gì. Trung đoàn lập tức tổ chức đài luồn sâu, mang máy móc tìm địa thế tích hợp để chỉnh pháo bắn chính xác. Năm người chúng tôi vội vã lên được. Lúc bấy giờ bên ngoài thành phố không có cái nhà cao tầng nào, chúng tôi buộc phải vác máy lên ngọn cây để quan sát và chỉnh pháo. Bên dưới các đơn vị bộ binh, hành quân cơ giới rầm rập chạy qua. Chợt một tiếng thét thất thanh. Ơ kìa, có thằng ngụy nó đang trên ngọn cây. Liền theo là một loạt AK chát chúa, đạn bay sát giặt qua người. Tổ cảnh giới hú hồn, vội lao ra, xua tay rối rít, báo hiệu là quân mình. Chiều ngày 12 tháng 3, ta đã làm chủ trung tâm thành phố. Tổ trinh sát tiến vào tìm vị trí đặt đài để đánh địch phản kích và yểm trợ cho bộ binh. Đặc công đánh chiếm sân bay Hòa Bình, bất ngờ ở bên đường có hai người phụ nữ thượng ba 30 tuổi, váy áo rất đẹp, vẫy xe chúng tôi dừng lại. Một người trẻ hơn, nói tiếng kinh rất sõi, chỉ vào người chị đang mang thai, bị ngay miệng pháo găm vào bụng. Nhờ chúng tôi chờ vào viện cấp cứu. Khi vào viện, thấy bộ đội giải phóng, tất cả y bác sĩ túa ra, họ khẩn trương đưa người phụ nữ vào cấp cứu. Chúng tôi quay ra hành lang, thì bất ngờ trong đám đông, nằm ngồi ngổn ngang, một người ngồi trên xe lăn, hai chân cụt ngụt, cuốn băng kín mít, kêu lên. Ôi, anh Bảo ơi, cứu em với. Tôi giật mình quay lại, và nhận ra ngay, Hải, hai đứa ôm nhau, nước mắt giản ruộng. Hải đấy ư, mày còn sống à? Sao lại ra cơ sự này? Vâng, em đây. Hôm đó, sau khi mình nổ, em bị thương vào chân. Anh thường hy sinh ngay lúc đó. Khi anh nạo anh Sơn đánh lên cứu em, thì cũng hy sinh nốt. Chúng đưa em về dụ dỗ tra tấn rất dã man, bắt em khai báo. Nhưng em có biết gì đâu nó tưởng em ngoan cố nên cắt cụt từng chân. Giờ em thành người tàn phế rồi, anh ơi. Chúng tôi túm vào an ủi nó. Thôi, mày hiểu vẫn còn may. Giờ thì sống chắc rồi. Về quê có chế độ đãi ngộ lo gì. Còn chúng tao vẫn phải đi đánh nhau nữa đây. Không biết sống chết thế nào. Mày cứ yên tâm ở đây. Chúng tao về báo trung đoàn. Sẽ có bộ phận chính sách đến đón mày về nhá Thế rồi, chúng tôi gọi giám đốc bệnh viện đến nói đây là người của chúng tôi các ông phải chăm sóc thật chu đáo không được để xảy ra bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của anh ấy cả bệnh viện vâng dạ rối rít lập tức đưa hải vào phòng chăm sóc đặc biệt chúng tôi chia tay hải vui buồn lẫn lộn mông lung sau này hải về quê ở xã quất động thường tín hà nội nhưng do bị tra tấn tàn bạo nên được mấy năm thì mất biết đến đây xin dâng lên anh nén hương thành kính phân yêu sau khi giao hải lại cho bệnh viện, ngày 12 tháng 3 năm 1975, chúng tôi lên xe tiếp tục tiến về khu vực ngã ba Phước An, nông trại để tìm vị trí đặt đài quan sát, trình pháo bắn quân đổ bộ đường không. Lúc này, tướng Phú, tư lệnh quân đoàn 2 ngụy đang giáo giết điều động hai trung đoàn 44 và 45 trực thăng vận từ Pleiku tới để hòng tái chiếm Buôn Mê Thuật. Thành phố đang rất hỗn loạn, có lửa mù trời, tiếng đạn bom vẫn rền vang không ngớt. Bỗng một quần lửa bùng lên ngay trước đầu xe, kèm theo là tiếng nổ đinh tai lộng óc. Mảnh đạn bay rào rào. Thằng Hùng lái xe phanh gấp, làm tất cả chúng tôi chúi về phía trước. Rồi nhanh như chớp, ba chân bốn cẳng, sách súng và khí tài, nhảy vọt xuống xe. Giạt vào hai bên vệ đường, tìm nơi ẩn náu và chống trả. Nhưng rồi không thấy địch bắn thêm phát nào nữa. Chiếc xe xẹp hai lúc trước, nằm chết dí ở giữa đường. Anh Hiền đại đội trưởng ra lệnh bỏ xe lại để Hùng trông coi. Có tất cả 6 người. Anh Hiền, anh Mão trong đội phó, Huỳnh Cúp, Hường Đen, Nhượng Y Tá và tôi. Bỏ đường cái đi sâu vào cái nương rẫy, cắt phương vị đến đồi 326 để đặt đài. Trong nương rẫy lúc này cũng loạn xả ngầu. Dân chúng chạy loạn từng đoàn. Lẫn trong đó có cả toàn quân ngụy tất trận cởi đồ bỏ lính đi cùng. Chúng tôi biết cả, nhưng thôi kệ, vì đang phải cẩn trương đến chỗ đặt đài. Đồi 326 đây rồi. Đây là một đồn điền cà phê của người Pháp. Bên trong vắng ngắt, nhưng xung quanh được bao bọc lớp hàng rào ung nhùng. Có một cái cổng gỗ to tướng để vào. Trên đỉnh đồi có một cái tròi. Đúng là nơi đặt đài lý tưởng. Chúng tôi dừng ngoài hàng rào hội ý. Anh Hiền phật công cho anh Mão và Hưởng Đen vào trước để thám tính tình hình. Hai người thận trọng bước vào. Đi được mấy chục bước, thấy tình hình yên tĩnh. Anh Mão quay đầu lại, định vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi tiến vào. Thì bất thần từ ụ mối to khuất trong lùm cà phê. Một loạt AR-15 chát chú vang lên. Anh Mão ôm ngực lảo đảo khịu sướng. Hưởng đen nhanh như cắt, quạt một loạt AK về hướng đó, rồi vọt trở ra. Nhảy qua hàng rào bùng nhùng, nhưng bị mắc luôn vào đó, dãy ruộng như con ếch vướng siếc vậy. May là lò đạn bắn trả của nó khá chính xác, làm tung đất ụ mối lên nên mấy thằng địch phải chúi đầu tránh đạn. Ngoài này, chúng tôi cũng lia từng loạt AK điểm xạ và tung liệu đạn găm vào chúng. Hai thằng chết tại chỗ, ba thằng bung ụ mối tháo chạy. Anh Hiền và Nhưỡng vội chạy đến chỗ anh Mão. Tôi đuổi theo ba thằng ngụy bắn xối xả, nhưng chẳng chú thằng nào. Chúng chỉ nhảy qua hàng rào, chạy vào rừng mất dạng. Tôi quay lại chỗ hai thằng chết, bắn bồi mấy loạt cho chắc ăn. Còn Hùng Quýp thì đến gỡ dây thép cho hưởng anh Mão bị hai viên AR-15 xuyên qua ngực phải. Chỗ một lỗ ra phía sau, bọt khí và máu cứ theo đó trào ra mỗi khi anh thở. Thằng Nhưỡng vội cắt một miếng áo mưa bịt vào lỗ thủng rồi quấn bông băng qua người anh. Nhưng chẳng ăn thua, miếng áo mưa cứ phủng lên xẹp xuống theo nhịp thở. Người anh cứ lạ dần đi, môi mấp máy như muốn chăn chối điều gì. Anh Hiền ghé sát xuống nghe. Chúng tôi ngồi quanh, thấy anh tiểu thảo yếu ớt tôi tôi rất ân hận chưa chưa được đứng anh hiền hiểu ngay vấn đề liền ngồi ngay ngắn nói giọng rất rõ ràng tôi thay mặt bộ chỉ huy chi ủy đại đội hai mươi tuyên bố kể từ giờ phút này đồng chí là đảng viên đảng lao động việt nam chúng tôi thấy đôi mắt anh mão chợt sáng lên và nở nụ cười mãn nguyện rồi anh ngoẹo đầu sang một bên ngừng thở chúng tôi túm vào lay gọi rối rít nhưng anh đã ra đi hưởng đen vừa vuốt mắt cho anh, vừa khóc. Chúng tôi đứng quanh, không ai nói được câu gì. Tất cả cùng lặng lẽ, cúi đầu vĩnh biệt anh. Anh Mão quê ở Nam Định, lớn tuổi và dập ngũ trước chúng tôi. Anh hiền lành hóm hỉnh, nói năng thủ tỉ nhưng rất có duyên. Chiến đấu dũng cảm và đo đặc phần tử tính toán tọa độ rất xuya. Được cấp trên tin tưởng và đồng đội yêu mến. Chỉ ngặt nỗi, gia đình anh có người bác ruột, đi Nam năm 1954 nên rất nhiều lần đơn vị xét duyệt kết nạp đảng cho anh nhưng đều không được. Anh Hiền là người hiểu rõ điều này nên hôm nay trước lúc hy sinh, anh đã tuyên bố như trên và anh Mão đã ra đi trong mãn nguyện. Sau khi mai táng cho anh Mão xong, chúng tôi hối hả tìm vị trí đặt đài và phân công cảnh giới vì tắn binh địch còn lật quất rất nhiều. Chính năm thằng tấn công chúng tôi cũng thuộc dạng này. Chắc chúng tưởng chúng tôi truy lùng nên mới bắn như vậy. Lúc này, trên bầu trời bốn mươi tuần, các loại máy bay cường kích từ sân bay Thành Sơn Phan Rang bay tới, gầm rú ném bom dữ dội xuống trục quanh Phước An và nông trạm dọn đường cho trực thăng đổ quân xuống đây. Sáng ngày 13 tháng 3, chúng tôi được lệnh quan sát trình pháo bắn vào cao điểm 581, yểm trợ cho sư 10 tấn công trung đoàn 45 của Ngụy vừa đổ quân xuống với lợi thế đặt đài lý tưởng quan sát rõ cả một vùng đông nam thành phố Buôn Mê Thuật. Nên chúng tôi chỉnh pháo bắn rất chính xác, ghim đầu quân địch xuống, cho bộ binh xông lên tiêu diệt. Các 14 tháng 3 tiếp tục chi viện cho bộ binh áp sát nông trại, đánh tan trung đoàn 44. Đến ngày 16 tháng 3, hai trung đoàn phản kích đã bị đánh tan rã hoàn toàn. Còn mỗi sở chỉ huy trung đoàn 45 được lệnh rút chạy. Từ máy truyền tin, tôi nghe rõ tiếng trung đoàn phó trần sai vang lên bằng mọi giá các cậu phải quan sát và chỉnh pháo bắn chính xác kịp thời trong khu vực phước an không cho bất cứ một chiếc trực tăng nào lên hoặc xuống nhớ đấy chúng tôi nhận lệnh và thay nhau quan sát bằng cả máy đo xa và ống nhòm chợt một chiếc hu một a đang phành phạch bay tới anh hiền vội gọi pháo bắn nhưng chậm mất nó đã được đáp xuống đất nhưng phát nổ của quả gần làm tổ lái hoàng hồn bỏ luôn chiếc trực thăng cánh quạt đang còn quay tít chạy vào hầm trú ẩn vừa lúc đó một quả pháo hiệu xanh bay lên báo hiệu bộ binh đã vào tới bắt sống trung tá quang cùng toàn bộ ban tham mưu mời các bạn đón nghe hồi ký mười ngày quyết tử trên điểm cao ba tám giữ chân sư đoàn mãnh hổ nam triều tiên của cựu chiến binh dương văn minh bác quê ở xã minh đức huyện việt yên tỉnh bắc giang hướng lính xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe tất cả các đồng chí quàng khăn quyết tử lên đầu ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đánh ác liệt nhất trong trận quyết chiến một mất một còn này anh em ta có thể sẽ hy sinh hết nhưng chính lúc này là lúc đảng nhân dân và tổ quốc yêu cầu chúng ta nhiều nhất các em có làm được điều anh nói đó là cuộc hội ý khi trung đội chốt chỉ còn lại bốn tay súng và trong trận đánh quyết tử này chuẩn ý nguyện tiến liễu một con người ưu tú của quê hương xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đã anh dũng hy sinh. Xin được trích ghi lại 10 ngày quyết tử trên điểm cao 384, địa bàn xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 9 tháng 4 năm 1972 đến ngày 18 tháng 4 năm 1972. Qua nhật ký của cựu chiến binh Dương Văn Minh, người duy nhất còn lại sau trận đánh này. Người viết cuốn nhật ký cao điểm 384 là cựu chiến binh Dương Văn Minh, Quê ở xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, người đã cùng với 11 đồng đội với vũ khí bộ binh thực chiến, quyết tử 10 ngày đối mặt với một tiểu đoàn lính đánh thuê Nam Triều Tiên được trang bị vũ khí hiện đại của Mỹ và sự yểm trợ của máy bay ném bom, pháo kích của địch. Quyết giữ cao điểm 384, địa bàn xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Kim chân sư đoàn mãnh hổ Nam Triều Tiên không cho chúng ứng cứu chiến trường Bắc Bình Định và Tây Nguyên. Ngày chín tháng 4 năm 1972, sau hai ngày cắt rừng lội suối, hôm nay tới đây, suối Đồng Tre, trung đội trưởng Liễu bà anh em chúng tôi cố gắng ngủ nốt buổi chiều còn lại, kéo lên chốt rồi muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. trạm vạng tối, trung đội lại hành quân chiếm lĩnh trận địa. Đường lên cao điểm 384 treo leo vô cùng hiểm trở, dốc đá dựng đứng, lối mòn luôn giữa dây dợ chẳng chịt. Tám anh em lầm lũi bám nhau mà leo lên cao điểm. Trên lưng người ít nhất cõng 45kg vũ khí đạn dược, lương khô, nước uống. Riêng nông văn thu to khỏe, mang tới 60 cân mà vẫn đi trước đội hình. Lên tới địch 384, điểm lại trung đội đủ các 8 anh em, Liễu, Thu, Khương, Bình, Du, Hiển, Tực, Ninh. Anh Liễu quán triệt, tuyệt đối giữ bí mật. Anh chỉ tay về phía mỏm đuối ở phía đông nam trận địa và nói Các cậu đã nhìn thấy tăng sô đô rồi chứ. Kẻ thù chính của anh em mình đấy. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là không còn kịp để rút kinh nghiệm đâu. Cấm nói to, cấm va động mạnh, cấm phát ra ánh sáng. Phải tuyệt đối giữ bí mật đến giờ G, ngày N. Mệnh lệnh tiếp theo của trung đội trưởng Liễu là đào công sự, chuẩn bị chiến đấu. Ngày mùng 10 tháng 4, buổi sáng, tầm trung ngụy trang thật khéo để che mắt thằng sô đô nằm ngay trước mặt, chỉ cách chốt non nghìn mét. Đến buổi chiều, địch bắn pháo vào khu vực chiến trường. Dọc hai bên đường 19, có vài ba quả pháo rơi trên sườn trước 384. Sầm tối, anh soạn đại đội trưởng và chính chiến sĩ liên lạc lên chốt. Quân số trung đội tăng lên 10 người. Tôi được lệnh sẵn sàng chiến đấu, cảnh giới cho toàn chốt. Bây giờ mới có dịp quan sát kỹ chiến trường. Con đường 19 chạy từ đông sang tây, dọc hai bên đường. Các chốt điểm của địch nằm cách nhau đều nặng. Trái tim mâm sôi hòn ngang, hòn kiện. Đối diện với 384 ở phía đông nam là thằng Sô Đô với một tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên, chỉ so sánh về lực lượng thôi. Chắc chúng tôi một phải chọi với 15 đến 20 tên địch. Đêm xuống, đại đội trưởng soạn phổ biến tình hình và xác định quyết tâm chiến đấu. Cuối buổi họp, anh Liễu bí mật. Đêm nay, chính thức là đêm nờ, giờ gờ là 0 giờ ngày 11 tháng 4. Tin tuyệt mật, chỉ lính chốt mới được biết ngày 11 tháng 4, lại một đêm thức trắng làm công sự cật lực nữa. Đến sáng nay, chúng tôi đã thiết kế xong hệ thống phòng ngự, hầm hào tránh pháo, công sự chiến đấu của các tổ. Tất cả liên kết với nhau bằng thông hào, hình vành khăn khép kín trên đỉnh 384. Đêm qua, tiếng súng mở màn đã nổ, các trận địa pháo bắn như điên, như dại vào mọi phía. Đường 19 chính thức đã bị cắt huyết mạch. Giao thông quan trọng của địch nối Tây Nguyên với Đồng Bằng và ngược lại đã bị quân ta bóp chặt. Gần trưa, pháo địch nã vào 384, ngồi trong hầm tránh pháo, ngón tay trỏ bịt chặt nòng súng, sợ cát rơi làm súng bị hóc. Mắt vẫn phải căng ra theo dõi ra ngoài, nếu giấy rơi loạn xạ là địch bắn pháo giấy cho bộ binh tấn công. Phải lập tức đứng dậy mà đánh trả, hoặc pháo chuyển làn, phải trở lại vị trí chiến đấu. Tiếng pháo của địch gầm rú xé màng nhĩ mảnh đạn bay kêu vo vo như mũi. Nhớ ra rồi, việc nó, nó bắn. Bắn nhiều chưa chắc đã trúng, trúng nhiều chưa chắc đã bị, mà bị nhiều chưa chắc đã bị nặng. Bị nặng thì chưa chắc đã chết. Yên trí, đâu các có đó. Ngày 12 và ngày 13 tháng 4 vẫn là những giờ chờ đợi căng thẳng. Chiếc trực thăng HVIA chở đầy bọn lính Nam Triều Tiên bí mật luôn qua vách núi bất ngờ xuất hiện trước mắt chúng tôi hạ dần độ cao, một vài tên lính xuất hiện nơi cửa. Tôi xách AK nhảy ra ngoài công sự, nhà đạn xối xả vào khoang cửa máy bay. Ba bốn tên lính bị ăn đạn, ngã nhào xuống đất. Ngày 14 tháng 4, trung đội được tăng cường thêm hai tay súng là Kiều Minh Toán và một người khác nữa. Nhưng người này đã thoái tác nhiệm vụ dọc đường. Hạ sĩ Kiều Minh Toán mới 21 tuổi, đảng viên quê ở Ba Vì, Hà Tây. Nhìn dáng dấp của Toán, tôi cảm phục anh và sớm nghĩ rằng anh có thể làm lên chuyện ở cao điểm này. Có tiếng đề ba đầu nòng và tiếng rít giận người. Pháo. Sau một ngày rưỡi đi vắng trở về, vẫn món thường ngày. Kẻ thù đang chút bão lửa lên trung đội chốt 384 và những tên lính Nam Hàn lố nhố xuất hiện trên bãi bom. Một số tên nấp trong bụi rậm ở phía xa đủ tư thế. Đứng, ngồi, khom thấp, khom cao trước họng súng của tôi bắn tiếng đại đội trưởng đồng xuân soạn vang lên và trận địa rền vang tiếng súng khói lửa tiếng gào thét ầm ầm náo động những âm thanh đặc biệt của chiến trận chỉ có người thực chiến mới hiểu mà thôi tiếng trung liên của du gầm lên đĩnh đạc thêm một phát b bốn của toán một tốp địch bị quét ngã nhào sườn ba tám nhan nhản xác dọc không gian trên đỉnh ba tám bị bầm nát ngày mười lăm tháng 4 sau một ngày quần nhau với lũ nam hàn và thêm một đêm mất ngủ để củng cố trận địa mệt thèm ngủ khát nước và không thèm ăn lương khô khét mùi thuốc đạn trung đội trưởng liễu bảo hãy cố mà ăn đi các em phải ăn mới có sức mà trụ giữ chốt nếu các em không ăn thì làm sao giữ chốt được tôi ngồi cảnh giới giữa tan hoang sơ sắc của trận địa ngụy trang lên người bằng cách cách đào vào đất bột rồi xoa lên đầu lên người cho hợp với màu đất của trận địa. Địch lại tiếp tục oanh tạc. Nghe tiếng đạn bay, đạn nổ, có gì đó khang khác lúc đục, lúc trầm. Anh Liễu nói khẽ, chỉ còn thiếu bom nguyên tử là chúng chưa bắn nữa thôi. Sang đến chiều, lũ Nam Hàn lại tấn công lên chốt. Chúng chia thành nhiều tốp tiếp sức cho nhau. Cuốn chiếu ao lên chiếm chốt. Tất cả các đợt tấn công của địch đều bị bẻ gãy. Tổn thất đã đến với trung đội. Trung sĩ Nông Văn Thu chàng trai người Tây ở bản nọ Phú Lương, Bắc Thái, hy sinh, và tiếp đến là trung sĩ Nguyễn Văn Du, xạ thủ Trung Liên. Hà Văn Bình và y tá Đào Duy Hiện cũng nằm lại chiến hào 384. Chúng tôi lặng lẽ cúi đầu vĩnh biệt bốn đồng đội thân yêu. Ngày 16 tháng 4, trung đội 12 người, 5 người hy sinh, một bị tương, đại đội trưởng soạn đi họp vắng chốt, còn lại 5 người. Bởi giờ sáng, địch lại tấn công chúng dùng liều đạn cay ném gần công sự và chiếm được một đoạn hào dồn chúng tôi về một phía kiều minh toán chớp thời cơ vòng sau tung liệu đạn vào đoạn hào có địch rồi dùng ak quất thẳng nhiều tên giặc rú lên số còn lại bỏ chạy toàn chốt lấy lại thế cân bằng buổi trưa sau trận nã pháo của địch và trận địa bọn nam hàn lại tràn lên toán giữ cánh phải anh liễu hướng chính diện tôi và thực giữ ở cánh trái Khương với khẩu B41 cơ động. Lợi dụng bờ đất, toán bỏ nhanh như sóc, một phát B41, khẩu trung liên của địch cầm họng. Anh Liễu nói, khi B41 phát hỏa, địch sẽ táo chạy. Chờ chúng đứng dậy, ta nhất loạt nổ súng. Và như dự đoán của trung đội trưởng, những cái bia sống đang dãy ruộng ngột ngang, chỉ cách chúng tôi chưa đầy trăm mét. Lại thêm Khương bị thương. Trung đội còn lại bốn tay súng. Đêm xuống, anh Liễu xuống núi nhận chỉ thị Toán và Thực cũng xuống núi cõng thêm đạn cho trận chiến tiếp theo. Mình tôi ở lại giữ chốt bên thi thể các đồng đội hy sinh. Chưa mai táng được. Thôi khất, sau trận sẽ khâm liệm các đồng đội tử tế. Ngày 17 tháng 4, thế là 9 ngày quần nhau liên tục với bọn Nam Hàn. Và đêm thứ 10, thức trắng, lo củng cố công sự. Cả bốn anh em mệt mỏi, đầu tóc phờ phạc, quần áo rách nát bật tiểu. Tôi nhận phần gác cho ba người tranh thủ ngủ trước. Nhìn chung đội trưởng Liễu, tôi thấy quý yêu anh vô cùng. Anh Liễu tuổi 42, với tập thể chốt, anh là anh cả. Trước khi đi đánh giặc, anh là thầy giáo. Anh Liễu đĩnh đạc và gan dạ chỉ huy chiến đấu bình tĩnh. Anh là chỗ dựa tinh thần, là ngọn cây cao để chúng tôi nói theo. Với quân thủ, anh là con hùm xám, từng gieo nỗi kinh hoàng trên đầu giặc. Có mặt ở vị trí nào là phía đó lũ giặc bị anh trừng trị. Với tôi, anh Liễu là người thầy, người anh, người chỉ huy, người đồng đội có một không hai trong tờ chiến binh. Ngày 18 tháng 4, từ 3 giờ sáng, Trung đội trưởng Liễu xuống núi nhận chỉ thị, vừa lên chốt là họp. Phiên họp đặc biệt chỉ có bốn người. Anh Liễu bảo chúng tôi không còn có lực lượng chi viện nữa. Tất cả quang khăn, quyết tử lên đầu. Ngày hôm sau sẽ diễn ra những trận hành ác liệt nhất trong trận quyết chiến một mất một còn này anh em ta có thể hy sinh hết. Nhưng chính lúc này, đảng, nhân dân và tổ quốc yêu cầu chúng ta nhiều nhất. Các em có làm được lời anh nói không? Tất cả chúng tôi chít khăn lên chán và nắm chặt tay người chỉ huy tân yêu. Buổi sáng lại thêm thực bị mạnh pháo văng vào đầu. Chốt chỉ còn ba người. Địch tấn công. Lần này chúng tàn rộng, hò nhau sông lên. Bất chấp các loại đạn bắn về phía mình trung đội trưởng liễu gác chân khẩu trung liên lên bờ hào, đĩnh đạc nổ súng. bọn giặc vẫn liều chết xông lên hướng chính diện. khẩu trung liên bị hóc, anh liễu đứng thẳng lên bờ hào, ak ở trong tay quất chính diện vào quân thù, điểm tĩnh hiên ngang và dũng mãnh. khi những viên đạn cuối cùng từ khẩu ak của anh liễu nã vào kẻ thù, thì một loạt đạn đại liên của địch đã bắn trúng đầu anh. một nửa phần đầu bay đi mất. anh liễu từ từ quỵ xuống trong tư thế hiên ngang. Lúc đó là 15 giờ chiều ngày 18 tháng 4 năm 1972. Toán nói với tôi, tao cảnh giới cho mày đặt anh Liễu nằm tạm ở chiến hào để anh yên nghỉ. Ngày 18 tháng 4, tôi mất thêm hai đồng đội nữa là đại đội trưởng Đồng Văn Soạn. Sau khi xuống núi trở về, chỉ huy chốt và Kiều Minh Toán, người đồng đội chiến đấu gan dạ và dũng cảm. Cả chốt còn lại một mình Tôi tận dụng hết nguồn sinh lực còn lại Cho dù trận này là trận cuối Nếu mình hy sinh Thì địch phải chết nhiều hơn Một tiếng nổ rung công sự Tôi không hề hay biết gì nữa Và khi tỉnh dậy Thấy mình đang nằm giữa bãi đất bột Hé ra Một khoảng trời nho nhỏ ở trên đầu Còn lại bao chút bình sinh Tôi trườn người ra khỏi hố bom Rút xuống tổ thông tin K63 Để có hôm nay Viết những dòng hồi ký Cao điểm 384 này kể với trung đội trưởng Nguyễn Tiến Liễu và những người đồng đội của tôi đã một trọi ba mươi với quân thủ. Mười ngày giữ chốt ba tám họ đã mãi mãi nằm lại chiến trường vì tổ quốc, vì nhân dân. Tiểu đoàn 2 và Phum La Vier được một tuần thì được bổ sung quân lính mới của tiểu đoàn là cán bộ chiến sĩ của quận đội Tân Bình và quận 11 bổ sung đa số nhập ngũ năm 1977-1976. Trong số đó có một chiến sĩ mới tên là Võ Dân Vũ, nhập ngũ năm 1978. Vũ nhận lệnh nhập ngũ cùng lúc với tin trúng tuyển vào Đại học Y Dược Thành phố. Vũ sang ca đúng một tuần sau ca mổ ruột thừa. Và một hôm, trung đội 7 của đại đội 8 nhận lệnh của đại đội tổ chức lực lượng lùng sục và truy quét một nhóm tàn binh của Pol Pot về bắt liên lạc với bọn ở trong phum để nhận tiếp tế. Theo tin mật báo của trên, đây là phum không có dân sinh sống. Vì vậy, nếu phát hiện có lực lượng bên trong người chỉ huy của hành quân được phép nổ súng tiêu diệt tất cả những ai có trong phun mà không cần chờ lệnh sau khi triển khai kế hoạch tác chiến khi tổ chức phân công và giao nhiệm vụ cho các tiểu đội trưởng vũ rụt rè giơ tay xin có ý kiến tôi hỏi đồng chí có ý kiến gì vũ nói nhỏ đi đánh nhau tú thật em cũng rất sợ nhưng anh có thể cho em theo được không nhìn thấy vẻ tự tin hiện lên trong mắt chú bé tôi khẽ gật đầu đồng ý sáng hôm sau Trung đội bí mật hành quân từ lúc mờ sáng. Theo tọa độ đã xác định, chúng tôi cắt rừng để đi. Đến nơi thì mặt trời đã lên trên ngọn cây tốt nốt. Triển khai đội hình xong, tôi cùng với hai chiến sĩ, trong đó có Vũ tiến vào trong phum. Vào đến rìa phum, tôi nghe rõ tiếng người gọi nhau ở trong, tiếng chặt cây. Tôi ra hiệu cho tất cả chuẩn bị. Men theo các hàng cây, tôi tiếp cận căn nhà gỗ đầu tiên ở bìa phum. Kín đáo quan sát, tôi thấy có một nam, một nữ ở trong căn nhà này nhưng không rõ chúng có vũ khí hay không. Rời khỏi vị trí quan sát, tôi lao nhanh đến và hô lớn. Lớt đấy lân. Cả hai tên lập tức vùng chạy, khẽ nâng nòng súng lên cao. Tôi bắn một chàng để cảnh báo. Nhìn trang phục của chúng, tôi đoán chắc chúng là lính chưa rõ thuộc phái nào. Cả hai trông trắng trẻo, chứ không có màu da đen sạm của người Khmer thuần trụng. Tước chiếc rìu bén ngót ở trên tay đàn ông, tôi ra lệnh cho chiến sĩ đi cùng, trói tên đàn ông bằng chính chiếc khăn cà ma của nó còn đứa con gái tôi quyết định thả đồng thời lệnh cho vũ ở lại canh giữ tên tù binh chờ cho chúng tôi thực hiện việc lùng sục các khu vực còn lại ở trong phum còn đang tìm kiếm dấu vết của những tên còn lại thì vũ hối hả chạy đến báo cáo thấy chỉ có mình vũ tôi ngạc nhiên hỏi đồng chí đến đây còn tù binh đâu thấy tôi giận dữ vũ run giọng báo cáo dạ dạ nó, nó chạy mất rồi anh ạ tôi gằn giọng đã giao cho đồng chí canh giữ sao lại để nó chạy lúc nó chạy sao không bắn vũ giải thích dạ tại lúc ở đơn vị khi triển khai công tác em nghe các anh dặn nếu chưa có lệnh của chỉ huy thì không ai được tự ý nổ súng tôi biết vũ đã nhầm khi nhận lệnh vì để bảo toàn yếu tố bí mật bất ngờ nên tuyệt đối không ai được nổ súng trong lúc tiếp cận mục tiêu tôi lại hỏi tiếp vì sao cậu để nó chạy mà không truy đuổi vũ kể lúc anh vừa đi em thấy con nhỏ tù binh cứ khóc rồi nắm tay nói với em đủ thứ. Nhưng em chẳng hiểu gì. Vũ mô tả cảnh cô ta đưa hai tay lên ngang bụng, rồi đưa qua đưa lại. Sau một lúc giải thích không được, cô gái kéo Vũ ra một góc nhà, cởi cúc áo, đưa tay chỉ vào ngực của mình, rồi chỉ vào anh chàng đang bị trói ở góc nhà và khóc. Lợi dụng lúc cục cậu lính mới đang phân vân, anh chàng tù binh thoát nhanh ra cửa, rồi nhanh chân chạy khuất, sau những hàng cây rậm rạp. Chiếu mấy, trong cuộc hội ý của trung đội, sau khi sâu chuỗi lại những gì Vũ mô tả, tôi đã hiểu ra và giải thích với các chiến sĩ mới bổ sung về hiện tượng khoe của của cô gái ban sáng. Khi nghe tôi nói, cô gái đã làm những động tác kỳ quạc đó là để xin bộ đội không giết chồng cô ta. Đó là những động tác bồng con, đưa con ngủ và cho con nhậu. Khi chỉ tay vào ngực mình, ý của cô ta là ngực đang có sữa, tức là con của cô ta còn rất nhỏ. Các bạn nghe tôi kể có thấy đúng là chăm nghe không bằng một tấy không? Vậy mà thấy rồi, cũng không chịu hiểu. Qua câu chuyện có thật này, tôi nói đùa với chiến sĩ ở trung đội 7. Qua cái vụ này, tôi đề nghị phải phạt nặng đồng chí Vũ vì cố ý không chịu hiểu người ta, cho mình nhìn. Có đơn vị mất thằng tù binh, coi như lỗ. Vào cuối tháng 5 năm 1978, lúc tiểu đoàn 2 đang đảm trách một khu vực phòng ngự ở phía Bắc đổi không tên, trên đường 13 thuộc khu vực Svechek, tình Thời gian này, tiểu đoàn 2 phải thường xuyên đặt trong thế báo động thường trực. Cán bộ chiến sĩ ai cũng căng thẳng và mệt mỏi do liên tục chịu áp lực từ các trận địa tập kích của địch bằng cối 100 pháo không giật như KZ-75 được bắn đi từ điểm cao của các ngọn đồi quanh khu vực phòng ngự của tiểu đoàn. Khu vực tổ chức trận địa phòng ngự của tiểu đoàn nằm giữa một khu rừng dầu đang độ phát triển, cây cối dày đặc và xanh tốt đến như thế. Vậy mà, chỉ mới hơn một tuần kể từ lúc đơn vị vào chốt giữ cảnh vật ở đây đã trở nên hoang tàn cây cối gãy đổ đất đá bị cây sới nham nhở do liên tục hứng chịu sự công phá của các loại đạn cối pháo công giật dkz 75 súng chống tăng b 41 và súng phóng liệu m bảy chín càng về sau tần suất của các vụ tập kích do địch thực hiện vào đội hình phòng ngự của tiểu đoàn càng tăng lên có hôm địch tổ chức tập kích từ 3 đến 4 lượt trận bằng pháo cối và cả súng bộ binh như thông lệ của những ngày trước đó một hôm vào buổi sáng sớm của một ngày mới trên trận địa phòng ngự của tiểu đoàn hai lúc sương mai còn chưa kịp tan trên những ngọn cây thì địch đã dồn dập nã đạn cối và b bốn mươi vào đội hình của c tám sau hai mươi phút thực hiện chương trình chào ngày mới với tiểu đoàn hai không gian của núi rừng được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó chờ cho mọi việc trở lại trạng thái bình thường bọn lính trẻ chúng tôi lục tục kéo nhau ra khỏi hầm chiến đấu để được hít thở cho đầy buồng phổi cái không khí trong lành của buổi sáng mai bù cho quãng thời gian dài của đêm tối phải hít thở cái không khí ẩm mốc của lá rừng trong những đoạn hào những chiếc hầm chiến đấu chật trội và ngột ngạt trôi lên mặt đất từ dưới các chiến hào bọn lính chúng tôi mỗi đứa một hướng tản nhanh vào rừng làm vệ sinh cá nhân và để chuẩn bị nhận suất ăn sáng là những nắm cơm vắt và món cá khô do các anh nuôi từ trong phum chuyển ra chốt đã quá quen với quy luật hoạt động của bọn lính AK trước đó nên chúng tôi đã chủ quan và thật sự bị động khi ôm ấy bọn lính áo đen bất ngờ tổ chức đột kích vào đội hình tại đội 8 khi mà các trung đội không đặt mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất không có sự mở đầu bằng những loạt đề pa quen thuộc của súng cối và súng phóng liệu M79 mà thay vào đó là những tràng đạn trung liên và tiểu liên AK được bắn ra ở một khoảng cách rất gần trong lúc chúng tôi còn đang ở trên mặt đất để sinh hoạt cá nhân. Một cuộc đột kích diễn ra thật bất ngờ, nên việc tổ chức phản kích diễn ra khá chậm. Lúc chúng tôi vào được các vị trí chiến đấu, thì địch đã rút ra xa. Rất may, cuộc đột kích bất ngờ của địch chỉ làm bị thương ba đồng chí, không có ai bị hy sinh. Ngay sau cuộc đột kích, đại đội tổ chức ngay một phân đội phát triển về hướng xâm nhập của địch để làm nhiệm vụ điều nghiên phương thức tổ chức những cuộc đột kích mang tính chất bất ngờ mà bọn lính Pol Pot vừa thực hiện giờ vị trí phòng ngự theo hướng địch vừa xâm nhập chúng tôi thận trọng dò dẫm từng bước để tránh đụng phải hệ thống mìn do bộ đội ta cài phía trước trận địa phòng ngự phát triển về phía đập nước khoảng 70 mươi mét chúng tôi phát hiện và nhặt được rất nhiều vỏ đạn k 56 đã được bắn ra từ các khẩu trung liên rbd và tiểu liên ak của nhóm lính pol pot vừa đột kích chúng tôi tiếp tục lần tìm theo hướng di chuyển của địch chúng tôi tiếp tục phát hiện một số hầm chiến đấu cá nhân vừa được đào đắp. Màu đất vẫn còn mới. Tại vị trí này, chúng tôi phát hiện rất nhiều dấu chân di chuyển ngược hướng với nhau trên một trục đường. Với những gì thu thập được, chúng tôi nhận định địch đã dùng kế hồi mã thương để tạo yếu tố bất ngờ khi tổ chức phục kích vào đội hình đại đội 8. Có thể nói, bọn lính Pol Pot đã rất thành công vì đã đột kích đúng vào thời điểm chúng tôi bắt đầu chủ quan vì đã quen với quy luật tập kích mà địch đã áp dụng hơn một tuần trước đó. Đã tạo đúng bất ngờ đối với bộ đội của ta, chúng tôi nhận định địch có thể sẽ tiếp tục áp dụng phương thức này đối với các hướng phòng ngự khác của tiểu đoàn 2. Thực tế cho thấy nhận định ấy của chúng đã đúng. Ngày hôm sau vẫn là kịch bản cũ, nhưng không có một cuộc đột kích nào diễn ra. Sang đến ngày thứ tư thì sự kiên trì của chúng tôi đã có kết quả. Ngay sau giờ tập kích bằng súng cối và giữa trưa, theo phương án đã định các phân đội của đại đội tám bỏ giờ bữa ăn trưa bí mật ra trận địa phòng ngự được phát triển ra phía trước đội hình phòng ngự khoảng 100 trăm mét chọn vị trí thuận lợi mai phục để đón địch và chúng tôi đã không phải mất thời gian chờ đợi quá lâu sau loạt đạn cối cuối cùng 30 phút sau một nhóm lính pol pot gồm 5 tên trang bị hai trung liên một b 40 và hai tiểu liên ak răng hàng ngang thận trọng tiến vào phía trận địa của ta do đã có những phương án đánh địch từ trước và chủ động trong việc chọn vị trí tác chiến nên chúng tôi bình tĩnh chờ chúng đến đúng tầm để đồng loạt khai hỏa bị phản kích bất ngờ trong một cự ly gần lại không ở tư tế sẵn sàng chiến đấu nên toàn bộ nhóm đột kích của địch đã bị tiêu diệt gọn chỉ duy nhất có một tên thoát chết nhưng cũng đã bị thương vì chúng tôi đã tìm thấy những vệt máu ở trên đường tháo chạy của nó vậy là bài học được rút ra từ những hy sinh của đồng đội về cuộc đột kích mà bọn chỉ huy của sư đoàn 260 dạy cho tiểu đoàn 2 đã được tiểu đoàn 2 thanh toán xong phẳng và có lại. Bài học thứ hai mà tiểu đoàn 2 đã học được từ thực tiễn chiến đấu trong giai đoạn 1979-1980, một giai đoạn mà bộ đội của trung đoàn 55 thật sự là mối hiểm họa đối với các nhóm tàn binh Pol còn ẩn náu và hoạt động sâu trong nội địa thuộc hai tỉnh Công Pong Tràm và Công Pong Tom. Đầu năm 1979, thời điểm tiểu đoàn 2 đứng chân ở khu vực cầu cháy, chúng tôi đã có thêm được một bài học về kế sách điệu hồ ly sơn của địch. Sau những đợt càn quét trên một phạm vi rộng lớn nơi tiếp giáp giữa lộ 7 và lộ 6 của tỉnh Công Pông Tràm và Công Pông Tom, các lực lượng của địch buộc phải phân tán thành các phân đội nhỏ, lui vào rừng sâu để bảo toàn lực lượng. Một số khác cả trang sống xen lẫn ở trong dân để giấu mình chờ khi lính ta mất cảnh giác để thực hiện việc đánh lén. Với thế trận như thế nên một số đơn vị đã trở nên chủ quan xem thường các hoạt động của địch. Một buổi chiều nọ, lúc mặt trời vừa khuất sau những hàng cây ở quanh phum, từ hướng của đại đội 8, khoảng cách bỗng vang lên những tràng tiểu liên bắn thẳng vào phum. Tiếp ngay sau đó là những phát đạn được bắn tắc cú ở nhiều vị trí khác nhau trên con đường be dẫn vào trong phum. Quan sát từ trong phum, trung đội 8 phát hiện bên những hàng cây ven phum thấp thoáng những bóng áo đen đang di chuyển rích rắc qua lại trên con đường, dẫn ra chàng tranh nơi tiếp giáp giữa phun với biển rừng. Chỉ huy của trung đội 8 lập tức ra lệnh cho bộ đội xuất kích, truy đuổi bọn Pốt đang xâm nhập vào phun. Trên đường rút chạy ra, bọn lính áo đen vẫn tỉnh thoảng đáp trả lại lực lượng truy kích bằng những loạt súng khiêu khích. Đúng vào lúc lực lượng của trung đội 8 tiếp cận với chàng tranh. Ngay lập tức bị lực lượng bọn Pốt mai phục sẵn ở bên ngoài phun tấn công bằng hỏa lực B40. Theo phản xạ, chiến sĩ ta lao nhanh vào các cỏ đất và những thân cây nằm ở gần đó để tránh loạt tấn công bất ngờ của địch. Lập tức, những tiếng nổ đinh tai vang lên. Đó là tiếng nổ lựu đạn và những quả mìn bẫy của bọn lính bốt gai cạnh dưới các gò đất và gốc cây. Theo hướng từ phum nhìn ra đã phát nổ khi bộ đội ta vừa lao vào để tránh hỏa lực của địch tấn công bất ngờ từ ngoài. Chủ quan và bất ngờ trước phương thức đánh của địch. Trận này ta không diệt được địch nhưng có đến hai chiến sĩ hy sinh và một bị thương nặng do chúng phải mảnh lựu đạn của địch bẫy. Trong lịch sử chiến tranh, kế điệu Hồ ly sơn không phải chiến thuật gì mới mẻ. Nhưng trong trường hợp này, bọn bốt đã biết khai thác đúng vào lúc cán bộ chiến sĩ của ta đang quá lạc quan về sức mạnh quân sự của mình. Khi mà trên các mặt trận do tiểu đoàn hai đặc trách, lực lượng của ta luôn tạo được thế chủ động trong các cuộc hành quân truy quét. Bài học này, chỉ huy của tiểu đoàn hai cũng đã kịp tổng kết để nhắc các đồng chí chiến sĩ, sĩ quan, chỉ huy trẻ khi được bổ sung về các đơn vị chiến đấu rằng đối với những bài học chưa có trong sách giáo khoa của nhà trường mà chỉ mới được tổng kết từ trong cuộc chiến bao giờ cũng được đánh đội bằng máu và sinh mạng của đồng đội chúng ta. Trận đánh bất thành của tiểu đoàn 2 trung đoàn 5 năm vào phum cao trăm ba năm nào do tiểu đoàn trưởng Tạ Quang Dôi chỉ huy. Theo tôi, cũng là một trong những bài học đã trở thành kinh nghiệm xương máu của quân tỉnh nguyện Việt Nam trong một cuộc chiến mà ở đó đòi hỏi người chỉ huy không chỉ giỏi về công tác điều binh mà còn phải mưu lược và thông minh trong mọi tình huống có những nhận định đúng về địch và khả năng giành chiến thắng của ta sau khi cùng với các cánh quân của sư đoàn năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chiếm thị xã cà Đà tía ngay trong đêm ngày ba mươi tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám tiểu đoàn một trung đoàn năm năm được lệnh của trung đoàn bí mật đưa quân sang cồn lớn ém quân chờ đến sáng để tấn công tiêu diệt bọn tàn binh của sư đoàn hai trăm sáu mươi và 603 của quân Khmer Đỏ. Sau khi bị ta đánh tan rã, buộc phải rút khỏi thị trấn Karate, một thành phố cổ kính xinh đẹp và sung túc bên dòng Mê Công. Trận tập kích bất ngờ vào sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 1979 đã diễn ra không được trọn vẹn như kế hoạch dự kiến. Nguyên nhân là do công tác hiệp đồng tác chiến giữa tiểu đoàn 1 với các đơn vị phối thuộc có trục trặc vì lực lượng vận tải của quân khu 7 triển khai hơi chậm. Về điều kiện khách quan tuy đã vào thời điểm đầu mùa khô, nhưng do năm 1978, lũ về sông Mê Công rất cao. Và vì vậy, nên tuy tháng 12 là thời điểm cuối mùa mưa, nhưng với một khối lượng nước lớn liên tục đổ về từ thượng nguồn, khiến dòng chảy của sông Mê Công vẫn còn rất mạnh. Điều ấy đã khiến cho những chiếc phà quân sự làm nhiệm vụ chuyển quân đưa tiểu đoàn 1 sang cột lớn trong đêm ngày 30 tháng 12 năm 1978 đi lạc hướng, dẫn đến câu chuyện quân ta đánh quân mình. Mà cụ thể, là khẩu đội 12 ly 7 do khẩu đội trưởng Nguyễn Văn Tám tự tám rồ chỉ huy đã bắn nhầm vào tàu chuyển quân của tiểu đoàn 1. Ngay sau trận này, ngày 2 tháng 1 năm 1979, trung đoàn 55 trên đường truy kích tàn binh của sư 260 và sư 603 được sư đoàn lệnh quay ngay về bờ đông sông Mê Công để làm nhiệm vụ giải cứu khẩn cấp trung đoàn 316 của sư đoàn 303 đang bị một lực lượng lớn của Pol Pot vây đánh và đã gây thiệt hại nặng cho tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 36. Theo tin báo, tình hình của trung đoàn sáu lúc bấy giờ thật sự nguy cấp. Sau nhiều giờ bị vây đánh, lương thực và vũ khí của các đơn vị đã hoàn toàn cạn kiệt. Nhiều thương binh nặng không được cấp cứu kịp thời vì đã phải trụ lại giữa vòng vây của địch. Nên việc giải cứu đúng lúc của trung đoàn 5 năm sẽ góp phần hạn chế những tổn thất về sinh lực của trung đoàn 36. Trận giải cứu thành công cho trung đoàn 36 một lần nữa cho thấy bản lĩnh và trình độ chiến đấu bằng chiến thuật vận động tấn công đầy uy lực của các chiến binh Trung đoàn 5 năm anh hùng. Chỉ trong một buổi sáng của ngày mùng 2 tháng 1 năm 1979, trên các hướng tấn công do trung đoàn 5 năm đảm trách, các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 5 năm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bộ chỉ huy sư đoàn 303 giao cho là phải đánh bật các cánh quân của Khmer Đỏ đang uy hiếp trung đoàn 36 ra khỏi trận địa phía bờ đông sông Công. không chỉ giải vây thành công cho trung đoàn 36 mà trong trận phá vây này, trung đoàn năm năm đã trực tiếp tiêu diệt một phần sinh lực đáng kể của quân khmer đỏ và tiêu hủy một khối lượng lớn vũ khí khí tài của địch. khi các khẩu đội dkz cối tám hai và súng máy mười hai ly bảy của các đại đội k mười sáu k mười bảy và k mười tám phối thuộc cùng các tiểu đoàn bộ binh một và hai của trung đoàn năm năm đã phá hủy hầu hết các kho đạn ở phía bờ tây và đánh chìm một số tàu chiến của địch trên sông Mê Công đoạn chảy qua thị xã Canatia. Trong trận đánh này, tôi đã bắn bị thương và bắt làm tù binh một tên lính Pompos. Ngày 4 tháng 1 năm 1979, theo kế hoạch của Trung đoàn 5 năm, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 tiếp tục hành quân phát triển về hướng trơ Long với nhiệm vụ đánh chiếm Phum Breg Lắc. Trận này, tiểu đoàn 2 được Trung đoàn giao nhiệm vụ đảm trách ở mũi tấn công chủ yếu. Trận đánh bắt đầu từ 8 giờ sáng, với khí thế của một đội quân thiện chiến đang liên tiếp giành hàng loạt chiến thắng trên mặt trận phía đông sông Mekong. Các đội đội bộ binh của tiểu đoàn 2 ngay từ đầu trận đánh đã liên tục sử dụng số đông, tổ chức nhiều đợt xung phong dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của các khẩu đội DKZ và súng máy 12 Về phía địch, tuy tinh thần đã xuống thấp sau những thất bại trước đó, nhưng dựa vào quân số đông và trang bị tốt, lực lượng địch ở trong phum đã chủ động xây dựng khá vững chắc hệ thống phòng thủ trong phum và dọc theo bờ sông từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 4 tháng 1 năm 1979, hết đại đội 6, rồi đại đội 8 của tiểu đoàn 2, tiếp tục thay nhau công kích vào các vị trí phòng ngự của địch, nhưng không thành. Do địa hình chống trải, nên không thể mạo hiểm được quân áp sát phun, khi mà các khẩu đại liên của địch bắn ra từ bìa phun vẫn có tác dụng chống quân ta xung phong vào trong phun. Đến 10 giờ 30 phút, dưới hỏa lực của bộ binh, phun Brick Chăm Lắc bốc cháy dữ dội. Dưới sức nóng của ngọn lửa, quân khơ mai đỏ từ tủ trong phum buộc phải lùi sâu vào giữa phum đây chính là điều kiện để tiểu đoàn hai nống đội hình lên sát vào bìa phum nhưng vẫn không thể tiến sâu hơn được trước sự kháng cự quyết liệt của bọn địch sau nhiều giờ rằng co giữa quân ta và địch mà vẫn không thể tiến vào phum được ban chỉ huy trung đoàn năm năm đã có quyết định điều chỉnh về mặt chiến thuật 12 hai giờ trưa tiểu đoàn một được lệnh vào thay tiểu đoàn hai trên hướng tấn công chủ yếu không có bữa ăn trưa như thông lệ các chiến binh của tiểu đoàn 2 được lệnh bí mật rời khỏi trận địa, nhanh chóng hành quân sang hướng đông của Phung, rồi len lỏi giữa các lùm cây rậm rạp trong những nhánh rừng trồi đang ngập chìm trong biển nước của lũ sông Mê Công. Dù lúc này không phải là mùa mưa, cả tiểu đoàn bị bõm hành quân trong điều kiện nước dâng cao ngang ngực bộ đội. Sau hơn 3 tiếng khổ nhọc hành quân ở giữa rừng cây rậm rạp và dòng nước lũ, 16 giờ 30 phút, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 2 chuyển hướng hành quân về hướng tây bắc của Fulbright chạm lắc. Toàn bộ đội hình tiểu đoàn 2 của chúng tôi, sau khi rời khỏi bìa rừng, thận trọng tiếp cận hàng cây tốt nốt từ phía cuối phun. Ngay sau khi tiếp cận phun, các đại đội của tiểu đoàn 2 nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu trong một không gian tĩnh lặng đến lạ lùng. Thận trọng, trước khi đưa bộ đội tiến vào phun, Trung úy Sơn đại đội trưởng, đại đội 8 giao nhiệm vụ cho tôi cùng hai chiến sĩ bí mật vào phun chính sát. Men theo các hàng cây ở ven bờ sông. Chúng tôi di chuyển thận trọng từng bước vào trong phum. Khi tổ trinh sát có cách căn nhà sàn đầu tiên ở cuối phum khoảng 25 mét, tôi dừng lại quan sát xung quanh. Tất cả đều yên tĩnh, nhưng toang thoảng trong làn gió. Từ bờ sông vào, chúng tôi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của mùi cơm nấu. Bị đói meo cả ngày nên không khó lắm để chúng tôi nhận ra vị trí nơi bốc lên mùi thơm đó. Tiến thêm khoảng 30 mét, từ hướng đông nhìn vào sông Mê Công chúng tôi phát hiện vô số những tên lính áo đen đang cắm cúi thực hiện việc phân chia khẩu phần ăn. Số còn lại bình thản nghỉ ngơi trên những chiếc võng dù. Vậy là nhận định của chỉ huy trung đoàn là đúng. Trong lúc tổ chức các lực lượng kiên quyết ngăn chặn hướng tiến công chủ yếu của quân ta từ hướng bắc của Phung địch đang chuẩn bị mọi thứ để chờ đêm xuống đưa quân sang bờ tây sông Mê Công. Nhưng điều chúng không ngờ là quân ta đã bí mật đưa được một tiểu đoàn vượt qua rừng trồi đang ngập sâu trong nước lũ để chuẩn bị thọc vào mạng sườn của chúng một đòn chí mạng. Cảnh giác quan sát xung quanh, bất ngờ khi nhìn lên một ngọn cây cao nhất ở trong phung cách nơi ẩn nấp của tôi khoảng 50 mét, là một tên lính áo đen được phân công làm nhiệm vụ cảnh giới nhằm kịp thời phát hiện có quân ta đột nhập vào từ hướng đông nam của phung Nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi sau một ngày chiến đấu căng thẳng, nên tên này đã ngủ gật. Lúc tiểu đoàn 2 đưa quân áp sát phung mặt khác, bộ đội của ta cũng rất tuyệt vời khi đảm bảo tốt yếu tố bí mật bất ngờ trong hành quân. Chẳng còn có thời gian để quay lại báo cáo cho ban chỉ huy đại đội 8. Tôi hội ý nhanh với hai chiến sĩ cùng đi. Sau khi chỉ cho thu, xạ thủ B40 cùng đi, nhìn rõ mục tiêu, cần phải nổ súng áp chế ngay sau phát súng lệnh. Phát súng đầu tiên được quy ước là phát súng lệnh. Tôi dành cho mình cái quyền bắn hạ tên lính Pompot đang gác trên tán cây cao. Thống nhất hành động với chiến sĩ cùng tổ xong tôi thận trọng di chuyển đến một vị trí thuận lợi cẩn thận lấy đường ngắm của khẩu ak vào đúng giữa ngực tên địch rồi tôi bóp cò sau tiếng nổ từ đầu nòng tôi nhìn thấy tên lính ngã lộn xuống đất đúng lúc ấy tiếng bung binh của khẩu b 40 vang lên phá tan cái không khí tĩnh lặng của buổi hoàng hôn tôi thét đến khàn giọng hai tiếng xung phong và bật dậy lao nhanh về phía trước nơi bọn lính bom đang rào lao mình từ trên chiếc võng xuống mặt đất và chạy thục mạng về phía bờ sông. Tôi rời khỏi nơi ẩn nấp, lao lên với nòng súng AK đỏ rực ở trên tay. Tiếng rít của đạn súng cối ở trên đầu, tiếng đại liên của các khẩu đội Mali 7 bay sát bên tai, tiếng tiểu liên AK của các phân đội bộ binh của tiểu đoàn 2 như vây lấy tôi. mải mê truy đuổi để tiêu diệt những tên lính áo đen đang cố tìm đường chạy trốn về phía bờ sông từ một cự ly rất gần ở trước mặt. Tôi không kịp nghĩ ra rằng tôi đang vô tình trở thành mục tiêu của quân ta từ bên sườn phải và phía sau lưng đang nổ súng tiến công tôi lâm vào tình cảnh ấy vì khi tôi xung phong thì lệnh nổ súng từ chỉ huy tiểu đoàn 2 vẫn chưa được ban hành nói cách khác tôi đã tự mình hành động mà không chờ mệnh lệnh của cấp trên khi mà tôi vẫn còn chưa kịp báo cáo tình hình của địch với ban chỉ huy tiểu đoàn như đã được giao nhiệm vụ lúc bám vào phung nhưng trong hoàn cảnh ấy tôi không còn quyết định nào khác vì một lẽ tôi không thể kiên nhẫn chờ lệnh khi mà cơ hội đã mở ra trước mắt. Rất may là tôi đã không bị trúng đạn của đồng chí đồng đội của mình. Trận đánh diễn ra rất nhanh và kết thúc cũng thật nhanh. Trước sức công kích mãnh liệt và những áp lực do tiểu đoàn 1 liên tục tạo ra từ hướng bắc của Phung đòn đánh bất ngờ của tiểu đoàn 2 và sườn phải phía sau đội hình đã buộc toàn bộ lực lượng phòng thủ của bọn tốt khoảng hơn một trung đoàn chấn giữ Phung Brick chăm lắc và chọn lối thoát duy nhất là liều chết bơi qua sông để tìm được sống. Trận đánh kết thúc lúc mặt trời đã khuất phía bên kia hàng cây của bờ sông Mây Công. Trên bờ đông, quần ta hò reo vang dội. Các loại hỏa lực của các đại đội bộ binh và các hậu đội khối phối thuộc thi nhau nhả đạn, tạo thành một lưới lửa khổng lồ trút xuống đầu của những tên đồ tể đang cố hết sức bơi qua bờ tây sông Mê Công trong sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Với những luồng đạn 12 ly 7 được chỉnh tầm bắn sát mặt nước và những phát AK bắn tỉa bởi hàng trăm tay súng ở trên bờ. Tôi nghĩ rất khó có cơ hội sống sót cho số binh lính cơ may đỏ vượt sông chạy trốn trong trận đánh này. Quên cả mệt nhọc và cái đói cồn cào sau một ngày dài chiến đấu, các chiến sĩ của tiểu đoàn 1 và 2 đã có một đêm không ngủ vì phải tiếp tục lặn ngụp ở bờ phía đông sông Mê Công để tìm thu vũ khí của bọn địch bỏ lại sau khi táo chạy. Với những trang bị thu được lên đến hàng trăm khẩu súng các loại, chúng tôi có thể tự hào mà nói rằng đây là một trận đại thắng của Trung đoàn 5 năm trên mặt trận phía đông sông Mê Công vào những ngày đầu năm 1979. Trong trận đánh này, tôi đã góp công cùng tiểu đoàn 2 khi trực tiếp bắn hạ tại chỗ ba tên lính Pol Pot ở trong phum. Riêng đối với những tên địch bị tiêu diệt trên sông, tôi cũng như các đồng đội của mình không ai có thể đoán được mình đã tiêu diệt được bao nhiêu tên địch khi mà tất cả các loại hỏa lực đã hợp thành một trận bão lửa tút lên đầu bọn tàn binh Pol Pot một kỷ niệm không quên đối với tôi là sau khi kết thúc trận đánh quàng trên vai bốn khẩu súng vừa thu được từ những tên địch bị tôi bắn hạ trên bờ sông tôi vui mừng chạy vội về hướng ban chỉ huy đại đội 8 để báo công trên đường đi người tôi gặp đầu tiên là đồng chí hoàng văn lựa chính trị viên đại đội 8. tôi vui mừng chào anh và báo cáo với anh rằng tôi vẫn an toàn anh bước nhanh tới cạnh tôi rồi bất ngờ tát tôi một cái thật đau tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã nghe anh nói tôi làm thế vì đồng chí là một người lính vô kỷ luật nhưng cũng rất may là đồng chí đã lập công nói xong anh vỗ thật mạnh vào vai tôi rồi cả hai cùng nhanh chân tiến về phía bờ sông với những đóng góp của cá nhân trong trận đánh tôi vinh dự được ban chỉ huy trung đoàn năm năm và sư đoàn ba trăm linh ba đề nghị chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng ba vì đã có thành tích đánh một trận tiêu diệt ba tên thủ ba súng sau đó không lâu, trong đại hội mừng công của quân khu 7 năm 1979, tôi vinh dự được cử tham gia đoàn anh hùng chiến sĩ thi đua của mặt trận Tây Nam về thăm và báo công với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1979. Suốt 30 năm qua, dù đã trải qua nhiều biến đổi trong cuộc sống và môi trường công tác, nhưng một trong những di vật mà tôi vẫn luôn trân trọng lưu giữ chính là những bài viết đã được đăng trên tờ tuần báo tuổi trẻ phát hành ngày 15 tháng 6 năm 1980. Những bài viết nói về cuộc sống, chiến đấu và lẽ sống của người lính trên tuyến đầu biên giới Tây Nam, những chiến sĩ tình nguyện quân trên chiến trường ca, một chiến trường mang trong nó đầy đủ tính chất khốc liệt và tàn bạo của một cuộc chiến tranh phi nhân tính do tập đoàn Pol Pot Insari lãnh đạo. Chào tận tay và Văn Chí, một người đồng đội cũ của Trung đoàn 5 năm quân khu 7, một tờ báo đã vàng ố và nhầu nát theo thời gian. Tôi cẩn thận khăn dặn hãy giúp tôi giữ gìn nó cẩn thận và cũng đừng vì bất cứ lý do gì mà để nó tất lạc nhé chí một tờ báo cũ phát hành cách nay vừa đúng ba mươi năm với mọi người nó chẳng có chút gì giá trị nhưng với tôi đó là kỳ vật gắn liền với một câu chuyện bi thương đã theo tôi suốt hơn ba mươi năm và chắc rằng nó sẽ còn tiếp tục theo tôi chưa biết đến bao giờ cùng với các phóng viên của đài truyền hình Đại tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh và anh trần thế tuyệt phóng viên báo quân đội nhân dân Nguyễn Phan, tác giả của bài viết Anh Trung đội trưởng rất tình cảm, đã gặp chúng tôi vào ngày cuối cùng tại Đại hội Chiến sĩ thi đua quân khu 7 năm 1979, trong lúc tiếp chuyện cùng chúng tôi. Nguyễn Phan đặc biệt chia sẻ cùng tôi về chuyện đổ vỡ, hạnh phúc của gia đình tôi, về tình cảnh nheo nhóc của hai đứa trẻ đang chờ cha của chúng trở về từ mặt trận. Các thiên phóng sự của các bài viết của các phóng viên báo chí về đoàn anh hùng chiến sĩ thi đua của mặt trận Tây Nam chưa kịp phát hành thì những người lính của Trung đoàn Lâm Năm đã âm thầm giã biệt thành phố thân thương để trở về với mặt trận trong buổi chiều ngày làm việc cuối cùng của Đại hội Mừng Công Toàn Quân Khu năm 1980. Một tháng sau, tôi nhận được thư nhà. Mẹ tôi cho biết gần đây bà nhận được khá nhiều lời thăm hỏi của các bạn đoàn viên trẻ đến từ các trường đại học trong thành phố, trong đó bà đặc biệt nhắc nhiều đến tên một cô gái. Tôi muốn nhắc đến câu chuyện này đó là Trần Ánh Lâm, sinh viên năm thứ tư của trường đại học Nông Lâm 4 theo những gì phan minh vũ cậu em trai út tôi mô tả thì trường hợp ánh lâm đến với gia đình tôi rất đặc biệt khác với những người bạn trẻ khác khi đến chỉ là để thăm hỏi và động viên mẹ tôi từ biệt để trở về giảng đường trường đại học của mình riêng với ánh lâm kể từ buổi chiều đầu tiên ấy cho đến tận những ngày tháng còn lại của tôi trong quần ngũ không có một buổi chiều thứ bảy nào gia đình tôi vắng bóng cô sinh viên trường đại học nông lâm với mẹ tôi ánh lâm đã trở nên gần gũi và thân thiết như một cô con gái đảm đang ở trong gia đình. Còn với hai đứa trẻ con tôi, anh Lâm chính là điểm tựa tình cảm, là chỗ dựa tinh thần từ khi chúng không còn có mẹ bên cạnh. Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều thứ bảy, lúc cả nhà đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều, thì gia đình bất ngờ đón một người khách lạ. Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo, mang trên vai một chiếc bòng bành bằng vải dù. Theo lời giới thiệu của đồng chí cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội của Ủy ban phường 3 Cô rụt rè, gỡ chiếc nón tay bèo trên đầu xuống, rồi nhỏ nhẹ hỏi mẹ tôi. Thưa bác, đây có phải là nhà của anh Phan Minh Châu không bác? Mọi người trong nhà như linh cảm đã có điều gì không may xảy ra với tôi. Mẹ tôi run rẩy hỏi. Chú và cô đến để báo tin về con tôi phải không? Nói đến đây, bà không còn giữ được bình tĩnh. Quay sang ôm lấy đứa cháu nội gái đang đứng ngơ ngác bên cạnh, rồi bật khóc. Người cán bộ đi cùng với cô gái vội lên tiếng chấn an cả nhà. Dì ba hiểu lầm rồi, Cô đây là sinh viên. Được biết gia đình anh Châu đang gặp khó khăn. Do anh còn phải làm nghĩa vụ ở chiến trường, nên tìm đến thăm và tặng quà cho hai đứa nhỏ, con của anh thôi. Vì không tìm được nhà, nên cô đã nhờ phường, nhờ cháu chỉ đường tìm đến, chứ không có tin gì đâu. Dì bà ạ. Gạt vội nước mắt, mừng vui trên đôi gỏ má nhăn nhau. Mẹ tôi yên lòng, đón khách vào nhà. Sau bữa cơm tương rau cùng với gia đình tôi, đêm đó ánh Lâm ngọ ý, xin phép mẹ tôi được nghỉ lại qua đêm ở nhà tôi vì cô muốn biết nhiều hơn nữa tình cảnh của mẹ tôi và những đứa trẻ con tôi khi không có tôi người lao động chủ yếu của cả nhà bên cạnh tôi đến lúc các em và hai đứa con của tôi đã vào giường ngủ bên ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu anh lâm lục tìm trong túi sách cũ mang theo bên mình một tờ báo rồi nói với mẹ tôi bác có biết vì sao đêm nay con ở lại đây với bác không con đến vì câu chuyện cảm động có thật mà con vừa đọc trên trang báo này trong buổi sinh hoạt đầu tuần của đoàn trường, nơi con đang theo học năm cuối. Rồi cô đọc cho mẹ tôi nội dung của bài viết ấy. Sáng hôm sau, cô dã biệt mẹ tôi để về trường cho kịp giờ lên giảng đường. Trước lúc ra xe, cô chào cho mẹ tôi tờ báo và dặn. Bác lại tay con giữ nó và trao lại cho anh Châu. Khi nào anh có dịp về thăm nhà, vì nhờ có nó mà con mới biết được gia đình mình. Thời gian cứ trôi đi, không biết từ bao giờ mẹ và hai đứa con của tôi đã có thói quen chờ đợi một người không họ hàng không ruột thịt nhưng từ lâu đã trở thành một người không thể thiếu khi cả nhà nhớ đến tôi tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi tôi nhận được bức thư đầu tiên của ánh lâm với lời mở đầu khá hóm hình. thương chào chú bộ đội phan minh châu qua thư tôi được biết hai chị em cô là con một cán bộ quân giới đã hy sinh năm một nghìn chín trăm sáu bảy trong mật khu ở cà mau sau đó không lâu mẹ cô cũng hy sinh trên đường công tác vào nội thành chị gái duy nhất của cô được gửi ra bắc vào trường học học sinh miền nam và thời điểm cô viết thư cho tôi là cuối năm 1980 chị cô lúc ấy đã là một cán bộ lãnh đạo của ban tổ chức thành ủy thành phố hồ chí minh những tháng cuối cùng của năm 1981 lúc tiểu đoàn 30 của sư đoàn không còn đang đứng chân ở thị xã công công tràm tôi bất ngờ nhận được lời đề nghị của cô xin được cùng tôi chia sẻ những khó khăn của gia đình và xin được thay tôi chăm sóc hai đứa trẻ để bù đắp phần nào sự thiếu vắng tình thương của cha và mẹ ruột chúng lúc ấy tôi thật sự không thể hiểu sao vì sao tôi lại kiên quyết khước từ tấm lòng cao quý ấy của một người con gái với tương lai sáng đang chờ đón ở phía trước khi cô đã chối bỏ mọi điều kiện của gia đình và tổ chức dành cho chỉ vì một lẽ duy nhất cô muốn chờ tôi trở về chờ đợi một người lính trận mà cô chưa một lần biết mặt sau lần ấy tôi không còn được nhận thư của anh Lâm nữa. Giữa lúc đang giảng xé với những mâu thuẫn nội tại của bản thân, tôi bất ngờ nhận được một bức thư của một người mình không quen gửi đến. Nhìn địa chỉ đi từ một phường của quận 1. Tôi không đoán được ai đã gửi bức thư ấy cho tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao người gửi lại có được địa chỉ của hòm thư tôi. Bức thư tôi đã nhận được gửi đi từ cô cháu gái của anh Lâm. Năm đó cô bé đang học sinh lớp 10 của trường Nguyễn Thị Minh Khai. Toàn bộ nội dung bức thư cô bé viết cho tôi chỉ toàn là những lời oán trách. Trong một đoạn thư cô bé đã viết: "Trước lúc viết thư này cho chú, cháu thật sự không biết chú là ai, làm gì và ở đâu. Cháu chỉ muốn biết điều gì đã làm cho dì Út của cháu, một người gì vui tính và hồn nhiên, bỗng dưng trở nên buồn khổ mà không ai trong nhà biết rõ nguồn cơn. Nhiều đêm, khi ngoài đường vắng bóng người qua lại, cháu trộm nhìn vào phòng dì, cháu thấy dì ngồi đó một mình bên bàn viết" chăm chú đọc những gì tao không rõ. Hết đọc, rồi gì lại viết. Viết rồi lại khóc. Một mình trong đau khổ. Và gì của cháu đã thức trắng nhiều đêm như vậy. Một hôm, lựa lúc gì ra khỏi nhà có việc. Cháu lén vào phòng để tìm những thứ gì đã đọc. Rồi cuối cùng, thì cháu cũng tìm thấy những bức tư của một người lính được gửi từ hòm thư HT7A2575. Những bức thư đã nhỏ nát do đã được gì đọc nhiều lần. Xem trộm những dòng gì viết cho một người lính xa lạ ở bên kia biên giới. Cháu đã hiểu được điều bí mật mà dì đang cố giấu, để âm thầm buồn khổ một mình. Chú, chú có biết chú đáng ghét lắm hay không? Sao chú lại có thể làm cho dì út, người mà cháu hết mực thương yêu, buồn đến như thế hả à, chú? Tháng 5 năm 1982, tiểu đoàn 30 rời khỏi đội hình sư đoàn 310 để trở về nước, nơi đơn vị dừng chân trên đất nước của mình là căn cứ cũ của trại TK-60 nằm tại ngã cư Đồng Ban, cách biên giới Cà Tum khoảng 6 cây số. Về đây được một tuần thì tôi viết thư báo tin cho mẹ và các em của tôi. Lúc này Ánh Lâm đã ra trường, Tại vì nhận nhiệm sở theo nguyện vọng ưu tiên của con liệt sĩ, cô lại chọn nông trường Bà Bèo, thuộc huyện Cai Lợi Tiền Giang để công tác. Ai không biết cũng đều bảo cô gàn. Chỉ riêng tôi thì tôi hiểu vì sao cô lại tìm đến một nơi xa xôi như vậy. Như thông lệ, ngày cuối tuần, anh Lâm lại mang gạo và nhu yếu phẩm về thăm mẹ và các con tôi. Nhận được tin đơn vị tôi đã về nước, cô mừng đến nỗi đánh rơi cả chiếc bóng đựng gạo trên tay. Ngày chiều hôm ấy, cô vội vã đón xe đò ngược về Tây Ninh, rồi theo một trong những chiếc xe chở than có giang về Đồng Ban. Mỏ mẫm dò hỏi nhiều lần. Cuối cùng, thì cô cũng tìm đến được căn cứ TK60, nơi chúng tôi chọn làm nơi tạm trú quân. 6 giờ chiều, khi những tia nắng cuối cùng đã khuất sau bìa rừng hướng về đất ca anh lâm bước chân vào doanh trại không một bóng người vẫn tưởng mình đang đi nhầm vào một nơi nào đó nhưng không cô đã tìm đến đúng nơi cần tìm nhưng rất tiếc chúng tôi đã rời khỏi căn cứ này từ sáng sớm của ngày hôm ấy biết được tin cô thất vọng cùng cực tưởng chừng không thể lê nổi đôi chân đã rời đi vì lội bộ hàng tiếng đồng hồ trên con đường ngập đầy bụi đỏ của vùng biên giới không thể trở về thị xã Tây Ninh trong đêm, vì chuyến xe khách cuối cùng đã rời bến lúc 5 giờ chiều. Vậy là cô đành ngủ trọ qua đêm trên một vùng đất xa lạ, trong một căn nhà tranh vách đất của một gia đình làm nghề phá rừng đốt than ở Đồng Ban. Sáng hôm sau, cô quay về cai lợi để tiếp tục chờ tin tức của tôi. Rời Cà Tum, đơn vị chúng tôi về lại căn cứ núi đất của huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi chúng tôi đã hành quân ra biên giới vào ngày 23 tháng 8 năm 78 do doanh trại không đủ để bố trí nơi ở cho các đơn vị mới đến trung đội của tôi đành vào tạm trong một lô cao su cách căn cứ núi đất khoảng hai cây số lần thứ hai sau khi nhận được tin báo của gia đình anh lâm vội xin phép lãnh đạo nông trường về ngay bà viện ngay sau khi nhận được điện thoại của vũ em trai tôi cô đến căn cứ núi đất lúc trời đã xế chiều lo cho cô phải một mình vào rừng cao su lúc trời đã sắp tối nên vệ binh của đơn vị đề nghị bố trí cho cô nghỉ tạm qua đêm, chờ sáng mai cử người đưa vào nơi chúng tôi tạm trú. Nhưng vì nôn nóng, muốn được gặp ngay người thân. Cô cường quyết sẽ đi một mình vào rừng cao su. Trước quyết tâm của cô gái trẻ, các đồng chí vệ binh đành phải lấy xe đưa Lâm đi tìm tôi. Và đến lúc cao su, nơi trung đội đang trú quân. Cô đang hồi hộp, chờ tôi ra đón. Thì một lần nữa, được nhân, một đồng đội của tôi báo rằng, sáng nay, Châu có tên trong danh sách các đồng chí đi khai thác gỗ ở nông trường bà Tô để có cột dựng nhà tạm cho đơn vị. Khoảng hai tuần nữa Châu sẽ về. Lần này có lẽ đã quen với những điều không may nên ánh Lâm đã không quá xúc động và thất vọng. Hai tuần sau, từ bà Tô tôi trở về và được nghe nhân kể lại mọi chuyện. Thương cho Lâm, tôi thầm trách. Sao em cứ phải một mình chịu khổ như vậy hả em? Về được hai hôm, đơn vị quyết định liên hệ mượn nhà của dân để trung đội tôi ở tạm, chờ ngày ra quân vì vào mùa này mưa rất nhiều. Vậy là lại lục tục kéo nhau về nơi ở mới. Dù sao, được sống bên cạnh những người nông dân mộc mạc, trơn chất của một làng quê ven sông Thị Vải cũng làm cho chúng tôi thấy ấm lòng sau hơn 4 năm chiến đấu ra quê. Cứ đinh ninh rằng đơn vị trú quân ở nơi đây mà anh Lâm đã có một đêm ngủ ngay trên chiếc sạc tre của tôi dùng để ngủ tạm. Được hít thở, cái hơi hướng của một người lính trận mà Lâm vẫn mỏi mắt mong chờ bấy nhiêu cũng đủ để cô có được chút hạnh phúc hiếm hoi như lời cô đã viết trong mảnh giấy mà cô đã nén chặt dưới chỗ nằm của tôi trong cái đêm cô phải ngủ giữa rừng cao su hoang vắng với bốn bề là những người lính xa lạ một tuần sau đó lần thứ hai cô tìm về bà rịa do đã có sự tính toán trước về thời gian nên khi cô đến được bìa rừng lô cao su thì trời mới chỉ xế chiều theo lối mòn cũ cô hăm hở đi vào rừng nhưng điều cô chưa hề nghĩ tới đã xảy ra cách đây hơn hai tuần cô đã từng ngủ lại giờ không còn tìm thấy bóng dáng của bất kỳ anh bộ đội nào ở đây họ đã đi đâu cô đã tự hỏi mình như vậy trả lời cô chỉ có tiếng reo của lá cây trong gió rất may một người phụ nữ đi lượm củi về muộn đã chỉ đường cho cô về ngôi trường nhỏ của xã long phước huyện long điền nơi trung đội của chúng tôi đang ở trọ gần nhà dân đã hơn sáu giờ chiều hôm ấy do chúng tôi vào dãy giúp bác tư chủ nhà đưa gỗ về sân nhà nên chỉ có năm anh em ăn tối bên hiên nhà bếp của bác tư đang cởi trần ngồi ăn dở bữa cơm tối tôi nghe tiếng của chị hai con bác tư gọi chú châu ơi ra xem ai tìm chú này coi có phải là người nhà lên tam không chưa kịp lùa xong miếng cơm cuối cùng ở trong chén tôi đã thấy một cô gái nhỏ nhắn bước ra cửa đứng dưới hiên nhà đưa mắt nhìn vào nơi mấy anh em tụi tôi đang ăn bữa tối tôi rời chỗ ngồi đứng lên với tay lấy chiếc áo mắc trên vách nhà mắt vẫn không rời cô gái tiếng chị hai dục cô gái người đang bước ra là chú trâu đó cô coi đó có phải là người quen của cô cần tìm không lâm đứng đó bất động rồi bật khóc tôi còn chưa biết phải làm gì cô đã bước vội đến ôm chặt lấy tôi mặc cho những người trong gia đình bác tư và đồng đội của tôi đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc cô nói với tôi bằng giọng hờn trách anh có biết lâm đã đi tìm anh còn khó nhọc hơn là đi tìm chim không Tôi rất giận anh, nhưng tôi không thể không nghĩ về anh được, anh có hiểu không? Đêm ấy, người đồng đội chung giường với tôi đã nhường lại cái không gian đầy ắp những cảm xúc ấy cho chúng tôi. Không biết đêm ấy, chúng tôi đã nói với nhau những gì, nhưng tôi nhớ, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều về những ngày nghèo khó của tuổi thơ, những tình cảm đong đầy khi phải sống trong sự chờ đợi, sự chờ đợi của những người chưa một lần được biết mặt nhau. Nói với nhau về những tháng ngày sắp tới đây, vì tôi không còn là một người lính xa nhà. Và còn nhiều nữa, những câu chuyện không có sự khởi đầu và cũng không có hồi kết. Sáng hôm sau, tôi tiễn Lâm ra bến xe để về lại nông trường với lời hẹn sẽ gặp lại nhau ở Sài Gòn sau khi tôi chính thức nhận quyết định phục viên để trở về với mẹ, với các em và hai đứa con bé bỏng Tôi về được một tuần ở nhà thì anh Lâm đến thăm gia đình. Bước vào nhà, nhìn thấy chiếc áo bộ đội bạc màu mắc trên móc áo Lâm biết tôi đang ở một mình trên phòng. Hỏi thăm mẹ tôi đôi câu, rồi gọi hai đứa nhỏ đến hỏi thăm việc học hành. Nhân lúc hai đứa trẻ ra ngoài, Lâm xin phép mẹ tôi được gặp tôi để nói với tôi về những điều cô chưa nói được. Buổi gặp hôm ấy, Lâm không nói gì. Chỉ căn dặn tôi, hãy cố tìm những việc làm phù hợp để giúp mẹ. Đừng vì cuộc sống khó khăn mà làm gì tổn thương đến hình ảnh của một người lính đã từng sống và cống hiến tuổi trẻ của mình cho lý tưởng trước lúc chuẩn bị về lại nông trường lâm trao cho tôi chiếc đồng hồ kiểu nữ cô vẫn thường hay đeo ở trên tay rồi nói với anh tôi có thể dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất của tôi cho anh nhưng điều đó đã không thể vậy anh hãy vì tôi mà nhận lấy chiếc đồng hồ này và chiếc xe đạp dưới nhà để có phương tiện mà đi làm việc tôi mong anh hãy giữ gìn những kỷ vật này vì nó sẽ thay tôi ở bên cạnh anh những lúc anh cảm thấy nhớ đến tôi tôi thật lòng muốn được nhìn thấy anh có được hạnh phúc vì một lẽ những đứa trẻ đang cần có tình thương của một người mẹ dịu hiền đưa hai đứa trẻ ra chợ để chúng chọn mua mỗi đứa một bộ quần áo xong cô quay lại chào mẹ rồi lặng lẽ ra đi và không bao giờ còn trở lại đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau giờ đây mỗi khi lục tìm lại những kỳ vật xưa cũ trong đó có bài báo cũ của năm nào bài báo đã đưa cô đến với tôi và nó đã trở thành một kỳ vật thiêng liêng của riêng tôi suốt 30 năm, tôi vẫn giữ mãi và dằn vặt ở trong lòng. Mỗi khi nhớ lại những lời oán trách của cô bé học sinh lớp 10 năm nào đã gửi tư cho tôi một người lính không quen. Đầu đây, tôi như vẫn còn nghe rõ giọng hờn trách của cô gái nhỏ. Chú ơi, chú có biết chú đáng ghét lắm hay không? Dù đã rời quân ngũ từ cuối năm 1982, nhưng những ký ức về những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước chùa tháp trong đội hình trung đoàn năm năm anh hùng vẫn còn nguyên vẹn trong tôi lần họp mặt truyền thống thứ 12 của trung đoàn được tổ chức trong những ngày tháng tư lịch sử của đất nước là dịp lễ chúng tôi những thế hệ cán bộ chiến sĩ của trung đoàn từ các địa phương tìm về với nhau để cùng ôn lại kỷ niệm buồn vui mang đậm dấu ấn của thời gian về những chặng đường chiến đấu và những chiến công của đơn vị trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tổ quốc cũng như đồng đội của mình tôi thật sự hạnh phúc và tự hào là người lính của trung đoàn 5 năm, anh hùng. Cuộc họp mặt tuy chưa được quy tụ hết những cựu binh của trung đoàn qua các thời kỳ, nhưng chỉ với ngần ấy, những người đã có mặt trong buổi họp đã cho thấy hiếm có một đơn vị nào của quân khu 7 như trung đoàn 5 năm, một đơn vị đã cung cấp cho quân đội nhiều tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp. Điều ấy đã được khẳng định với hai lần được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi thật sự hạnh phúc và tự hào là một người lính đã từng công tác và chiến đấu trong đội hình của Trung đoàn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy niềm vui chưa trọn vẹn vì trang sử của Trung đoàn vẫn còn dang dở. Chúng tôi, thế hệ thanh niên đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, sau này miền Nam được giải phóng, được tham gia xây dựng đơn vị từ những năm 1976 đến 1978, đã từng chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trong đội hình của Trung đoàn chúng tôi luôn mong muốn được ghi nhận như là một phần của quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc một cuộc chiến không kém phần cốc liệt với nhiều hy sinh mất mát phát huy truyền thống anh hùng của trung đoàn trong chiến tranh chống mỹ những thế hệ kế tiếp của trung đoàn đã làm đẹp thêm cho trang sử của trung đoàn trong hơn 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế để có được danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ hai vào năm 1986 không thể không nhắc đến sự cống hiến và hy sinh của lớp cán bộ chiến sĩ trưởng thành sau năm 75 là con em của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông. Thế ấy đã và đang góp phần tô thắm thêm cho trang sử hào hùng của đơn vị. Để niềm tự hào của những thế hệ cán bộ chiến sĩ trung đoàn 5 năm mãi mãi không phai nhạt. Chúng tôi mong các thủ trưởng và những người đồng đội của chúng tôi hãy sống lại với những hồi ức của những năm tháng cầm súng bảo vệ Tổ quốc để cùng nhau viết tiếp phần còn lại của trang sử về một thời chiến đấu và một thời để nhớ. Khoảng 12 giờ trưa ngày 5 tháng 3 năm 1985, xe của tiểu đoàn 1 trung đoàn 55 đưa quân dừng chân ở tiền phương sư đoàn 302. Anh em hoàn toàn không có thông tin gì. Ấn tượng ban đầu về chiến dịch với mình là nhìn thấy bên đường có khoảng gần 100 cái huyệt đào sẵn và có mấy cái huyệt đã lấp rồi. Anh em xì sầm bàn tán đoán già đoán non. Chừng 15 phút sau, từ phía trên ba chiếc xe Jin 130 chạy ngược về. Trên xe là các anh em thương binh, nhìn đầu cổ băng bó tùm lung. Chắc anh em từ trên trận địa về. Lính trên xe và các anh em kêu nhau ới ới. Đơn vị nào? Có thành phố không? Hỏi để mà hỏi, trả lời để trả lời. Chẳng nghe ai được cả. Xe lao vút qua, trên xe có tiếng vọng xuống. Mau lên, anh em ơi! Trên đường vào chân núi, lâu lâu nhìn thấy pháo cao xạ đầy đó, anh em thì thầm kỳ này chắc đánh lớn đây khi đến chân núi thì đã thấy có hai hàng chào đó là mười chiếc xe hồng thập tự trực sẵn ở dưới chân núi lúc này là năm giờ chiều rồi anh em xuống xe tập hợp nghỉ chân đi kiếm cơm để ăn vì đã thấy đói ăn xong rồi lại không có nước để uống tám giờ tối có lệnh hành quân tiếp đi khoảng một tiếng nữa thì dừng chân vì ở trên đó có một cái giếng nước đội hình tắm rửa nghỉ ngơi tại đây đến ba giờ sáng ngày mùng sáu tháng ba tiếp tục hành quân trên đường đi rất vất vả, vì đường dốc, đi có chỗ phải đu dây, như trong phim vậy. Đến 10 giờ sáng, đi lên đến một khu vực khá trống trại. Bất ngờ, ngay lúc này, có một chiếc trực thăng đảo qua, bắn rocket xuống. Ta phản xạ, cả đội hình nằm dạp xuống hết. Lúc máy bay bay đi rồi, thì đồng chí Thu, tiểu đoàn phó chính trị, nói máy bay đánh, phải nấp vào gốc cây chứ. Trời đất, trước giờ đâu cứ biết cái vụ này. Hành quân tiếp, đến 12 giờ trưa, thì anh em dừng chân nghỉ trưa ăn cơm và có nghe tiếng pháo địch bắn ầm ầm từ xa. Đến 4 giờ chiều thì đến điểm tập kết, ngồi chờ mãi, đến 8 giờ tối mới có lệnh vào tiếp. Trên đường đi phải ngang qua một con lộ. Lúc này ở trên triển khai xuống truyền miệng qua từng người một vì hôm đó trời sáng trăng. Vào tới trận địa thì anh em xuống hầm liền, hầm đã có sẵn. Từ lúc này nghe tiếng AK địch nó bắn vu vơ cho tới sáng. Đêm đó dù mệt nhưng ai nấy cũng tràn chọc, giấc ngủ chập trần. Đến khoảng 10 giờ ngày 7 tháng 3, anh em đang củng cố giao thông hào, thì bất ngờ pháo địch bắn qua. Pháo này đang bay trên trời, thì nghe nó nổ. Anh Thu, tiểu đoàn phó chính trị, nói nó bắn pháo chụp đấy. Đội hình bây giờ, đại đội 2 bên trái, cánh của tiểu đoàn, đại đội 3, cánh phải của tiểu đoàn, còn đại đội 1 ở sau lưng. Sau lưng đại đội 1, còn có 12 ly 7 của sư đoàn 302 Đến chiều cùng ngày, có một chiếc đầm già nó lượn trên bầu trời. Lúc chiếc đầm già bay lượn, tôi cứ thắc mắc tại sao 12 ly lại không bắn. Tôi cũng không hiểu tại sao, chắc do lệnh ở trên thôi. Đánh ở đây kiểu lạ quá, nhất nhất mọi thứ đều phải có lệnh mới làm. Thế là gà cổ không cất tiếng gáy. Bỗng dưng ở bên hướng đại đội 2 chung là 5 năm, gà tre lại cất tiếng gáy, đó là AK. Không biết do vậy hay ngẫu nhiên, vừa mới gáy một chút chiếc máy bay nó bắn một viên pháo điểm màu đỏ lập tức chưa đầy ba nốt nhạc pháo thái dập qua liền quân ta vẫn bình yên vô sự qua ngày mùng tám tháng ba và khoảng chín mười giờ sáng thì có một tốp phóng viên chiến trường của mình đi ngang qua chỗ chốt của tôi đóng vào lúc mười một giờ bên cánh đại đội hai và ba lại có súng nổ hai đại đội này đội hình nằm sát cứ của địch chừng hai mươi mét chỉ cách mỗi một hàng rào bằng cây rừng do địch nó làm Lúc này, cối tám mút của địch nằm kèo ở trên, ta nằm kèo ở dưới. Địch bắn pháo cấp tập, còn ta chỉ bắn tắc cú thôi. Sau này, ta xin thêm vài khẩu cối tám hai. Lúc này, ta và địch ngang ngửa. Trở lại lúc đó, nghe tiếng cối và tiếng pháo rất dữ dội. Trước giờ, đi càn ở dưới này, đụng vào trận, chưa bao giờ tụi tôi nghe dữ như lần này. Đạn pháo nó dữ dã lắm, bắn dồn dập liên tù tì, dai dẳng không chịu được. Sau này, nghiệm lại, anh em ngán nhất là cái chơi dai của bọn nó vì đã quen ở đồng bằng. Đụng nhau nổ cỡ nào cũng chừng một phút là biết thắng thua rồi giải tán liền. Nó dễ chịu hơn rất nhiều. Hình như là đồng chí Diệu hy sinh vào lúc này. Đồng chí Tô ni Ngự, tiểu đoàn phó quân sự và đồng chí Trần Xuân Thu, tiểu đoàn phó chính trị. Các bác là lính những năm 1970 có rất nhiều kinh nghiệm và ứng biến rất nhanh và linh hoạt. Trước chiến trường lạ, kiểu đánh mới anh em rất bỡ ngỡ chính nhờ sự chỉ huy sâu sát của các bác đã góp phần giúp anh em chúng tôi bình tĩnh tự tin yên tâm khi chiến đấu những gì địch làm các đồng chí đều triển khai hướng dẫn ngay cho anh em cách ứng phó chẳng hạn như máy bay địch bắn rocket thấy pháo chụp thì phải làm gì và mình còn nhớ đồng chí thu hướng dẫn cách phòng ngừa địch bắn pháo hóa học nếu địch bắn pháo hóa học và pháo ngặt ta phải lấy khăn mặt nhúng vào nước xà bông rồi đắp lên mặt để chống đại loại là vậy. Lúc này là 7 giờ sáng, khẩu đội 12 ly của sư đoàn 302 rút đi, thì B1 của đại đội 1 xuống thế chỗ. Đến 9 giờ thì pháo từ Thái Lan nó bắn qua. Anh em được lệnh phải chui xuống hầm. Tình hình lúc này khá căng thẳng, pháo địch cứ dập dai dẳng, đến trưa thì ngừng pháo, lính mình mới lo ăn cơm trưa. Chuyện nấu cơm ở ban tà tum, nấu cơm ở đây bằng cái cả mên của địch bỏ lại. Anh em tận dụng gác cây chẳng ba ở dưới để đốt lửa. Đang nấu thì chiếc ép nó bay lên. Lúc đó phải lấy cát lấp bếp ngay để khỏi cho thấy khói. Địch thấy khói nó sẽ dập ngay. Lúc nó bay về ta lại bò lên nấu cơm tiếp. Hình như địch nó cũng khôn lắm. Nó thường lên và giờ ta nấu cơm để phát hiện ra khói. Đến khoảng 2 giờ trưa cùng ngày, đang nghỉ trưa, thì hai chiếc ép nó lại bay qua. Tiếng rít của nó nghe mà teo cả bu di. Lúc này từ dưới hầm Do tò mò, tôi lấy một đánh cây to che lên mặt, lúa đầu ra khỏi ra thông hào để xem nó làm gì. Thật khủng khiếp, y như trên phim. Nó chúi xuống rồi ngóc đầu lên là bom nổ ngay. Lúc này, nó nổ cách hầm mình cũng rất gần. Gần hơn nữa là hầm của Phúc Lủi lính 82, bê phó. Mình nghe anh Phúc la to. Sập hầm hùng xe núc rồi. Thằng hùng chết rồi. Nhớ lại cảnh này, mới thấy tình đồng chí đồng đội ngoài chiến trường thương nhau như thế nào. Anh em chạy qua xem, đang loay hoay thì thấy Hùng lù lù vai vác khẩu đội BD chạy về. Té ra, Hùng lên xe chơi đánh bài với mấy anh em xe bộ. Bó tay cha này luôn. Chứ nếu mà Hùng lúc đó mà ở hầm thì đã xong rồi. Sau này anh em suy ra hầm của anh Hùng bành trành là do trên miệng hầm có phơi một cái áo thun của para giặt xong phơi ở trên miệng hầm. Nếu đúng vậy thì công nhận nó rất siêu. Ngày 11 tháng 3 Đúng, ngày 11 tháng 3 lúc khoảng 12 giờ đêm anh em có hội ý ba giờ sáng nhận nhiệm vụ tất cả đều thức dậy chờ nhiệm vụ lúc này anh em hướng mắt về hướng thái lan chờ mãi đến tám chín giờ sáng thì có tin chiếm được cứ rồi lúc này anh em đợi lệnh thì những tin tức anh em bên cánh tiểu đoàn hai ở đây đều cho biết thông tin tiểu đoàn một cho 2. qua ngày mười hai tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm anh em của tiểu đoàn một chuyển nhiệm vụ sang tận chốt mới lúc nhận chốt thì có đi ngang qua hậu cần của tổng hành dinh của địch các anh em sư đoàn 302 bảo vệ cái kho đó. Cho nên anh em của đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 năm không được gì cả. Chỉ có các anh em đại đội 2 và 3 ở phía trên kiếm được chút đỉnh. Đúng ra thì còn một chiếc xe Isuzu 10 tấn nằm ở sau lưng tổng hành dinh thôi, nhưng không hốt về vì lúc đó chưa ai biết lái. Tù binh. Tù binh thì không thấy ở đâu cả, chỉ có xác chết của địch, xác chết giải rác cũng nhiều. Thối chịu không nổi, dưới hầm có, giao tung hào cũng có. Phải lấy đất lấp nó lại cho khỏi tối. Anh em ở lại chốt cho đến 2 giờ chiều, ngày 14 tháng 3 thì rút về. Đi ngang qua sân tổng hành dinh. Súng ống lúc này thì kính thưa các loại súng của địch, đủ các loại. Lúc hành quân xuống núi, nhìn mấy cây to cỡ cổ chân nằm ngột ngang, vắt từ cành này sang cành kia. Dưới gốc cây, lựu đạn thì khoảng mấy chục quả. Lính mình chẳng thèm lượm cái thứ này. Đến khoảng 6 giờ chiều, đơn vị xuống dưới chân núi. Vì ở đây có một con suối, mùi xác chết ở đây nồng nặc cực kỳ, khổ sở chịu không nổi. Tối ngủ phải lấy khăn mặt đắp lên mặt để ngủ. Lúc anh em tài liệt sĩ có dừng chân ở con suối này, cho nên mới có mùi hôi thối này. Mời các bạn tiếp tục đón nghe hồi ký của một cựu chiến binh ở đại đội 3, tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5 năm. Sài Gòn những ngày tháng bị lãng quên. Giữa gia đình, lúc tụi mình còn rất trẻ, khoác lên người một bộ màu xanh của lính. Ba tháng quân trường, mồ hôi đổ như tắm. Thế rồi, vào một đêm, tháng 6, mưa tầm tã. Chúng tôi bỏ lại sau lưng, cha mẹ già, anh em bạn bè và thành phố thân thương. Lên đường làm nghĩa vụ quốc tế như cha anh ta đã làm. Chúng tôi sang Campuchia, về tới Mi Mốt, được khoảng một tháng, thì đơn vị được chuyển quân lên xiêm diệp. Tôi không nhớ tiểu đoàn bộ nằm ở đâu nhưng đại đội 3 nằm ở phun bờ đao trung gần bờ đê cách phun bản đạ khoảng 5 cây số về hướng bắc phun này ta hy sinh 5 đồng chí rất thảm vì bị vây đánh ngoài chẳng trống trong đó có đồng chí hồng bên trưởng của b2 đại đội 3 nhà ở Phú Nhuận lính 581 nhị A trưởng nhà quận 3 khâm hòa lực ở nhà bè cao ở nhà bè còn một người nữa tôi không nhớ tên nhưng lên xem diệp người hy sinh đầu tiên là đồng chí Nguyễn Minh Hoàng cùng đợt với tụi tôi. Ở phường 4 quận 11, rồi tới các đồng chí kia. Những ngày tháng ở Siêng Riệp, vị trí chúng lùng sục và càn quét từ hướng Bắc, hướng Đông và Tây Nam. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 1985, trong lúc ra lộ 68 để chờ xe, anh em tranh thủ dùng bữa và nghỉ ngơi chút ít để chuẩn bị lên đường. Xe mãi tới 11 giờ 30 mới thấy, tất cả anh em tiểu đoàn 1 điểm danh và lên xe tiếp tục cuộc hành trình về hướng Bắc, Tây Bắc. Xe đến huyện Sầm Rông, Tì dừng lại ở đó. Đây là lãnh địa của E Bò Chốt. Đêm đó, toàn bộ tiểu đoàn 1 cắm trại tại huyện Sầm Rông Dạng sáng ngày 4 tháng 3, chúng tôi ăn sáng sớm và tiếp tục hành quân. Xe đi được khoảng 5 km tới ngã ba Sầm Rông thì quẹo phải vào khu rừng. Trực chỉ hướng Bắc đi được vài cây số thì thấy các đơn vị bạn chốt đường cho các đơn vị hành quân an toàn. Khoảng 12 giờ, tiểu đoàn 1 tới được Bộ Tư lệnh Mặt trận Thiền Phương để tiếp lương thực và đạn dược. Trong khi dừng quân thấy rất nhiều áo quan, mình có lân la bắt chuyện với mấy anh em vận tải, thì được biết những áo quan kia là dành cho anh em mình đó. Nghe ớn lạnh, anh em được phát mỗi người hai tấm vải trắng, hai quân trang mới và một cái hộp nhựa. Theo nhận định của tôi, thì ngày 4 tháng 5 năm 1985, đơn vị mới tới mặt trận tiền phương để nhận thực phẩm và đạn dược. Lúc đó vào khoảng 11 giờ 30 phút, trước mặt bệnh viện tiền phương thấy một đống áo quan mà như tôi đã kể ở lúc trước hỏi thăm thì được anh em vận tải sư đoàn ba linh hai nói nhỏ là để dành cho các đơn vị tôi dùng mình trở về thì nhận được hai thước vải trắng và quân trang một bịch ni lông loại lớn và tờ giấy trắng để ghi tên tuổi địa chỉ đơn vị rồi nhét vào đó với lời giải thích lỡ rùi xui rủi có anh em nào có ngã xuống thay đồ bỏ vào đó luôn lúc đó tôi rất buồn chồn lo lắng, tâm lý mà, nhưng vẫn phải theo tiểu đoàn hành quân. Đi được một đoạn, cả tiểu đoàn 1 đều thấy hai khẩu 155 ly, nhìn lên vài cây số nữa, lại thấy hai khẩu H12, đó là tên lửa 12 nòng. Theo các bác nói, lúc đó, trên cứ điểm, một trái tên lửa sẽ tiêu diệt không khí gần 100 mét vuông, không biết có đúng như vậy không? Đi thêm khoảng 15 phút nữa, thì thấy mấy khẩu 105 ly hoặc 130 ly gì đó rồi chừng 17 giờ kém, xe đến chân núi Hồng. Cả tiểu đoàn xuống xe, nơi đó là lãnh địa của Trung đoàn 429. Bắc Thu, tiểu đoàn phó chính trị. Sau này năm 1987, Bắc Thu bị địch phục kích, hy sinh ở Sực Cun, Cốc Bông Tràm. Đúng là có số, đi núi không sao, về đồng bằng thì lại dính. Quán triệt tình hình, sau đó cả tiểu đoàn dùng vội lương khô lót dạ. Đến khoảng 6 ba 30 cả tiểu đoàn tiếp tục hành quân đường lên núi lúc bằng lúc dốc cả tiểu đoàn hành quân mỏi cả cặp giò nhưng không thể dừng chân vì ở lại sẽ mất dấu đội hình nên phải cố gắng bám theo gần tới đỉnh núi trinh sát báo về đã có nước cả tiểu đoàn mừng quá muốn ôm nhau khóc có tín hiệu dừng chân các anh em tranh thủ lấy nước và tắm vội cho đỡ ngứa ngáy xong lại tiếp tục hành quân đường đi rất gian nan lên đỉnh rồi lại xuống dốc đứng xuống rồi lại leo có lúc phải bám dây đu lên nữa chứ. Khổ cho các bác hỏa lực, đu đèo vất vả mới lên được. Phải nói địa hình ở đó rất phức tạp, xung quanh toàn góc mỏm đá to và rừng cây toàn cổ thụ. Địa hình phải nói rất lợi thế cho bọn địch phục kích. Đang hành quân, bất ngờ thấy L-19 thả điểm, rồi đâu chừng 5-7 phút, lại thấy trực thăng lượn vòng vòng. Ngay lúc đó, đồng chí bật đại đội trưởng đại đội 3 là to. Tất cả nấp vào, trực thăng. Chú cha ơi, lúc đó nói thật là vãi ra quần luôn. Hồi nào tới giờ, chuyên đánh đồng bằng, này đánh núi không ớn sao được. Khi trực thăng bay đi, bác bật yêu cầu đội hình phải hành quân thần tốc vì sợ địch phát hiện. Trong lúc len lỏi trên đường mòn, chúng tôi nhìn thấy một xác chết của Thái. Hồi đó, có anh em nói là lính Mỹ nằm ở bên vệ đường. Đến chiều ngày 5 tháng 3 năm 1985, cả tiểu đoàn mới tới chốt tiền tiêu đầu tiên để nhận nhiệm vụ mới. Chốt này do Trung đoàn 429 bàn giao để củng cố lại đội hình. Các bác chỉ huy tiểu đoàn nhận nhiệm vụ và triển khai đội hình liền. Đêm đó, nằm dưới hào ngay bên kia, chừng 100 đến 200 mét, tụi para mở nhạc Việt phản động. Chắc để anh em nhục trí, tinh thần, rồi bỏ ngũ trăng. Thời gian trôi đi rất nhanh, chúng tôi hầu như không ngủ. Đúng 5 giờ 30, đại đội 3, trong đó có mình, phát hiện địch đang đi trên giao thông hào tôi liền nổ súng. Bên kia, địch phản công rất dữ dội. Chúng dùng hỏa lực mạnh, hòng đẩy lui đại đội 3, tiểu đoàn 1, về tuyến sau, đồng thời chiếm được chốt tiền tiêu đã bị mất, nhưng đại đội 3 và B2 của đại đội 2. Cùng tiểu đoàn 1, chúng tôi đã chống trả rất quyết liệt. Hai bên nổ súng. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, địch ngừng bắn. Ta cũng ngừng bắn. Lúc đó, anh em trong đơn vị nói đùa, đến giờ nghỉ giải lao, điểm tâm thôi. Các chiến hữu có tin không? Đó là sự thật 100%. Mình ngay bên kia nói chuyện bằng tiếng Việt, mà toàn giọng nam không. Anh em chúng tôi ở đại đội 3 đều rất kinh ngạc. Lúc lên núi đâu có ai ngờ, mình lại thiếu thuốc hút, phải hái lá bầu khô vò lại, quấn giấy báo hút cho đỡ nghèn. Từ bên kia bỗng có tiếng nói vọng qua. Các chú có trà bác không? Đổi lấy cô táp hút. Thật tình, thèm muốn chết, khoái lắm, nhưng chẳng ai có trà cả. Ngày hôm sau, vào khoảng lúc 8 giờ 30 hoặc 9 giờ, địch khai hỏa dữ dội về hướng đội hình đại đội 3 và đại đội 2. Cả đội hình đều không ngóc đầu dậy được vì hỏa lực địch quá dữ. Tưởng chừng như bao chụp toàn trận địa tiểu đoàn bộ. Khắp nơi rền vang tiếng cối và B-47, B-69 loại hỏa lực xuyên hầm. Đồng chí bật đại đội trưởng đại đội 3 liền lệnh cho hỏa lực ta đáp trả nhưng cũng không ăn thua gì vì đạn dược của ta đem theo chỉ đủ bắn cầm chừng. Thời gian chịu đựng quả là khủng khiếp, tưởng chừng như vô tận. Lần đầu mới bị, nên cảm giác như vậy, đâu ngờ. Sau này còn chịu nhiều cái ác hơn nữa, ngoài sức tưởng tượng hơn. Nhưng anh em vẫn kiên trì bám trụ. Bỗng nhiên, tiếng súng đột ngột im mặt. Đúng lúc thật, là mình một phen hú phía, nhìn đồng hồ đã tới đúng giờ ngọ. Anh em liền tranh thủ bỏ cơm ra ăn, Nói thật, gạo sấy với nước lã, với ruốc không có nhậu được đâu, vì ở đó không thể nấu cơm. Nếu có khói, ăn liền 175 ly. Nhưng anh em động viên nhau, ráng nuốt cho xong bữa. Sau đó, anh em phân công nhau cảnh giới. Nằm đang ngon giấc, bỗng tất cả giật mình. Bên kia đất Thái, pháo sáng bắn rực trời. Không lâu sau, F-16 tiêm kích ném bom. Trời đất, bom nổ, rồi mới nghe tiếng máy bay đi. Cùng lúc đó, pháo tự hành bên đất Thái cũng nhả đạn. Anh em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Pháo chụp, máy bay ném bom, nghe rợn tóc gáy. Xưa giờ chưa từng trải qua vụ này. Chưa hết, địch một lần nữa chút mưa hỏa lực xuống đội hình B2. Đại đội 2 tiểu đoàn 1, hòng đẩy lùi B2 ra khỏi giao thông hào. Vì B2 và địch nằm rất gần nhau. Xung hỏa lực địch bắn rất rát, sát sườn từ hai cánh. B2 do đồng chí Thiếu Úy Diệu làm bê trưởng. Nhà đồng chí ở quận 10, lính 82 mới đi học bên nước qua. Đồng chí báo ngay về tuyến sau gọi đồng chí Thu, tiểu đoàn phó chi viện. Lúc này, hỏa xung lược địch bắn mỗi lúc một sát. Khi đồng chí Diệu báo cáo xong chạy ngang qua đội hình đại đội 3 đội trường 50 mét thì một quả cối 81 ly rớt ngay trước mặt. Đồng chí Diệu hy sinh ngay tức khắc. Phận nộ trước cái chết của đồng chí mình Tất cả đại đội ba vùng lên, đồng loạt nổ súng, hòng tràn lên lấy sắc, nhưng đều vô vọng. Đồng chí Diệu hy sinh vào khoảng 2 giờ 30 phút. Mải mê tấn công, đạn dược tiêu hao dần lúc nào không ngay. Khi nhìn lại thì đã gần hết đạn, nên phe mình chủ động ngừng bắn. Địch lợi dụng tăng ngừng bắn, phản pháo liền. Loạt cuối đầu tiên, chúng rót vào ngay ở chóc hầm mình. Xui, nhưng vẫn còn hên mình không chết chỉ bị thương nhẹ là nhờ hầm cốc dưới giao thông hào lại là chữ l có cái ngách đã che chắn cho mình có tiếng hô loáng toáng sập hồng phong sau mới biết người hô là bếp bảy y tá quê ở long an lính tám hai không ngại lựu đạn các bạn trong trung đội xúm lại moi đất để đưa mình ra lúc đó ai nấy kể cả đồng chí bật đại đội trưởng đều nghĩ phong đã ngủm rồi thật may mắn, đưa mình ra khỏi hầm. Anh em mới hay, mình chỉ bị thương thôi. Bảy y tá tới băng vết thương cho mình. Lúc đó là khoảng 3 giờ, chiều, ngày 9 tháng 3 năm 1985. Tuy bị thương, nhưng mình vẫn nằm lại chốt, vì quân số đang thiếu. Địch lại đang ồ ạt, dập hỏa lực. Anh em đại đội 3 và đại đội 2 vẫn kiên cường, chống trả quyết liệt. Rồi địch cũng ngừng bắn. Anh em thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ nghỉ xả hơi khoảng 16 giờ 30 bất ngờ từ cánh phải có hai đơn vị di chuyển và xung phong thần tốc. Tút xíu nữa là quân ta đánh phe mình. Ngắn nhất là cái vụ này. Điển hình đó là cánh của một trung đoàn tổ công sư 302. Tự nhiên tôi quên mất phiên hiệu. Cùng đơn vị bạn chiếm chốt tiền tiêu tầm 17 giờ mình làm chủ hoàn toàn các chốt. Hay tin thắng lợi, tất cả anh em vui mừng không thể nào tả hết. Tổng lược đến lúc đó cánh mình hy sinh một thiếu úy bị thương hai trong đó có mình sau khi củng cố lại lực lượng mình mới được anh em cáng về phía dưới những căn hầm của địch từ lúc này mình bị gọi là nằm tuyến sau rồi lúc bị thương đưa về tuyến sau nhưng cũng chẳng được an dưỡng đâu mình vẫn còn cầm súng được nên phải bảo vệ các tương binh nặng hơn mà cầm súng trong tay vẫn yên tâm hơn nhưng cũng hồi hộp vì sợ không biết đảm đương nổi vì quân số ở đây quá mỏng vào khoảng 12 giờ đêm ngày mùng 10 tháng 3 năm 1985, dạng sáng ngày 11 tháng 3, tiểu đoàn 2 đến địa tập kết của tiểu đoàn 1 dừng chân nghỉ ngơi. Anh em bắt tay, tay bắt mặt mừng, rất vui. Không ngờ rằng chỉ một thoáng qua thôi, rất nhiều anh em của tiểu đoàn 2 chỉ tay vĩnh viễn, không còn gặp nhau nữa. Rồi khoảng 3 giờ sáng hôm đó, trong đêm tối lờ mờ, các đặc công của ta ôm bộc phá, cái thì vuông như đòn bánh trưng, cái thì dài giống những trái ở quân trường mình học đi về phía trước. Độ chừng một giờ sau thì súng nổ liên hồi. 30 phút sau, nhiều anh em đặc công lớp khiêng lớp dìu nhau về. Lúc đó, mình có hỏi lại ai lại đánh cửa mở lại nổ súng bao giờ? Các chiến hữu trả lời bám lên địch phát hiện nổ súng không đánh được. Trong lúc đó, tiểu đoàn 2 đang chuẩn bị xuất kích. Tôi còn ra chúc anh em đi mạnh khỏe. Anh em còn cười đùa và nói phải thắng để về chứ, sau khi tiểu đoàn 2 đi khỏi, tôi tiếp tục gác và bảo vệ. Khoảng 4 giờ, pháo binh của ta bắt đầu dọn đường. Nằm dưới hầm, ngó lên trời, trông như một lưới lửa khổng lồ trên nền trời khuya rất đẹp. Hơn nửa giờ sau, địch cũng phản công trợ. Đồng thời, hướng của tiểu đoàn 2 súng cũng rộ lên. Tất cả làm thành âm thanh đình tài nhức óc. Từ lúc tiểu đoàn 2 nổ súng, thì tiểu đoàn 1 được lệnh sẵn sàng trong thế chi viện nhưng chờ mãi, chờ mãi, gần sáng thì tiếng súng bắt đầu thưa dần, và đến sáng thì tiếng súng ngừng hẳn. Có tin là ta đã chiến thắng. Mình vẫn ở nguyên đó và chứng kiến giải rác từng đoàn người gánh thương binh và tử sĩ ngược về. Ta chiếm được cứ, mừng lắm. Nhưng cũng bùi ngùi, thương cảm các đồng đội, không may mắn trở về. Đêm hôm đó, tôi không nhớ rõ là ngày mấy, tháng mấy nữa. Theo thường lệ, Lúc chuẩn bị hành quân thì tất cả các đơn vị tập hợp vào phum bờ đau chung là tổng hành dinh của đại đội 3. Sau khi đã hội tụ đầy đủ thì cán bộ các bộ phận tập hợp về tiểu đoàn hội ý lần cuối trước khi xuất phát. Đúng 12 giờ đêm bắt đầu hành quân. 5 giờ sáng triển khai đội hình dàn hàng ngang tràn vào trong phum. Bất ngờ trong phun địch nổ súng ra. Ta cũng đồng loạt nổ súng đáp trả và xung phong. Lúc đó đại đội 3 cánh trái chính sát trung đoàn chính diện đại đội một cánh phải còn đại đội hai đón lõng lúc này xung trận chẳng có ai mà dòm ngó xung quanh đâu chỉ thấy thoáng người vấp ngã cũng không để ý thật sự không ngờ hôm ấy đơn vị mình lại xui xẻo như vậy vì mình làm chủ trận địa khá dễ dàng khi vào trong phum rồi mới điểm danh lại mới hay có cớ sự như trường hợp mình trực tiếp tham gia và bị thương trong chiến dịch ban tà tum thiệt tình những điều tai nghe mắt thấy của mình trên đó rất ấn tượng, nhưng cũng chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Sau nhờ Mạnh Dạn tâm sự, chia sẻ đúng có, sai có, lẫn lộn có và cả nhiều chuyện không biết nữa. Nhưng may, nhờ các bác và các chiến hữu cũng góp ý, chia sẻ mà giờ đây mọi chuyện trên bản tà tum đã rõ ràng sáng sủa. Kể cả những chuyện chiến thuật, chiến lược mà cấp bậc chiến sĩ như mình làm sao biết được. Từ đó càng tự hào về truyền thống của quân đội ta. Vào cuối tháng 8 năm 1978, đoàn quân xa của Trung đoàn 5 năm gồm 3 tiểu đoàn bộ binh và các đại đội trợ chiến xuất phát từ Cứ Thị Vải theo quốc lộ 51 về xa lộ Hà Nội rồi cặp theo quốc lộ 1A xa lộ Đại Hàn ra quốc lộ 22 thẳng tiến lên Tây Ninh. 15 giờ chiều thì đến cửa khẩu Ca Tum, biên giới Việt Nam, Campuchia. Chỉ huy trung đoàn nhận lệnh của Bộ Chỉ huy Sư đoàn 303, trung đoàn 5 năm vượt biên giới vào đất chỗ tháp, đến phung khơ trai, thuộc tiệm phận, huyện Mê Mốt, tỉnh Công Pông Tràm. Lúc 16 giờ 30 phút, đội hình trung đoàn 5 năm bắt đầu hành quân bộ theo quốc lộ 7 về hướng Bắc để dừng chân tại phung Sa La, là cứ hậu cần của trung đoàn 5 năm đến tháng 12 năm 1978. Những ngày sau đó, trung đoàn 5 năm tiếp tục hành quân trên trục lộ 7, đến Sa Nua, dừng quân trong rừng cao su. Đại đội 18 trợ chiến có hai chiến sĩ hy sinh và một bị thương. Lúc xuống suối lấy nước bị địch phục kích. Tình hình chiến sự những ngày tiếp theo khá yên ắng. Ngoài một số vụ tập kích nhỏ lẻ của địch vào các tiểu đoàn bộ binh, trong tháng 9 và tháng 10 năm 78, trung đoàn 5 năm di chuyển rất chậm trên phạm vi địa bàn từ Sanua đến Sàm Rông, bờ nam sông Tiêu Long, vẫn cặp theo quốc lộ 7 một buổi sáng Trong lúc cùng đơn vị hành quân Đến cầu Trường Long Thì gặp các chiến sĩ của tiểu đoàn 1 Tài thương về tuyến sau Người bị thương là chuẩn úy Dũng Trung đội trưởng của đại đội 3 tiểu đoàn 1 Là sếp cũ của mình Đã bị trúng mình khi trinh sát ở sông Té Mình có đến thăm hỏi Nhưng anh Dũng không nói được nhiều Cầu chúc cho anh mau bình phục Chiều mấy Mình được tin anh Dũng đã không qua khỏi Rồi những cuộc hành quân cứ tiếp diễn đêm ngày, cường độ ngày càng tăng, lúc băng rừng lội suối, lúc men theo quốc lộ với một khẩu AK và 120 viên đạn, hai mm, một ruột tượng gạo 7 cân, 50 viên đạn hai ly 7, quần áo tăng võng thuốc dê mì gói, tổng cộng trên 20 cân. Lúc đầu thì còn được được, càng đi thì về sau càng lẻ lưỡi luôn. Cường độ hành quân tăng nhiều hơn khi bước sang tháng 11 năm 1978, có lúc băng rừng song hành với lính trung đoàn 36. Quân của 36 trên vai có màu đỏ, còn lính trung đoàn 55 thì và màu xanh. Vượt cầu sông té, với đôi chân bị phồng rộp khi không muốn nổi vì bị nước bẩn ăn chân. Nhờ anh em cũng bị như vậy. Có cậu cởi đôi giày ra là có mùi chuột chết thật kinh khủng. Lính là vậy đó, có muốn sạch cũng không được vì là lính mà. Vượt cầu sông Tê, thì có lệnh hành quân quay về bờ nam sông Trường Long. Phì, phì. Mệt thật. Mình nghĩ bụng, mấy ông chỉ huy ở không thật đó. Mới biểu diễn, đi giờ, thì bắt đi xuống. Về chỗ cũ. Thôi, thì là lính mà. Chỉ huy, lệnh thì phải nghe. Lúc hành quân, quay về lính tám với nhau. Nghe nói hai tiểu đoàn của sư 36 và sư 260 bốn bốt tập kích dữ lắm tập kích vào các sư đoàn bộ 303. Rời quốc lộ 7, trung đoàn 5 năm hành quân băng rừng theo hướng Tây, cặp sông Chơ Long khoảng hơn 20 km, thì vượt sông lên hướng Bắc và phun xoay trịa. Đây là một phun lớn, sư đoàn bộ 303 đóng ở vị trí trung tâm, trung đoàn 36 đóng hướng Bắc và trung đoàn 5 năm đặt sở chỉ huy ở hướng Nam cùng tiểu đoàn pháo binh của sư 303. Về địa hình, phía đông và phía bắc của quốc lộ 7 phía nam là sông Trơ Long, phía tây băng qua một cánh đồng rộng hơn 4 km là một dãy núi thấp kéo dài từ bắc xuống nam là cứ điểm của sư đoàn 260 Pol Pot. Ngày hôm sau, các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 5 năm bắt đầu tham chiến. Đại đội mình là đơn vị trợ chiến nên cũng có hai tiểu đội tăng phái cho tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2. Quân số còn lại bảo vệ chỉ huy sở trung đoàn. Chiến sự đã diễn ra khá ác liệt và dai dẳng bởi sự cứng đầu và cố thủ của bọn sư đoàn 260 Ponpot. Các loại trọng pháo 105 và 155 của sư đoàn liên tục nã vào cứ điểm của địch. Có những lúc chi viện điểm trợ cho bộ binh ta bằng cả pháo cao xạ 37. Trong khi trung đoàn 55 đang giằng co với sư đoàn 260 Ponpot thì các đơn vị của sư đoàn 302 quân khu 7 được lệnh vào thay thế. Trung đoàn 55 được rút khỏi trận địa để chuẩn bị hành quân đánh giải phóng Galatia. Sau khi rút khỏi trận địa, gồm Phu Xoài Trịa, ngày 28 tháng 12 năm 1978, rời quốc lộ 7, hành quân băng rừng tiến về hướng Tây. Trời lạnh và buồn ngủ, vô cùng, có lúc hành quân cắt qua đội hình của Trung đoàn bốn, sư đoàn 5, thấy lính đơn vị bạn mắc võng, nằm ngủ, thấy mà ghen tị. Thèm ngủ lắm, có lúc mình vừa đi vừa ngủ, đến dạng sáng ngày 9 tháng 12 năm 1978, toàn bộ các cánh quân của trung đoàn 5 năm đã áp sát quốc lộ 308 của thị xã Calache, sẵn sàng chiến đấu. Lệnh chỉ huy, bộ đội phải đào công sự chiến đấu, đất sỏi cứng nên mình chỉ khoét được một cái ổ mèo nhỏ nhỏ sâu khoảng 30 phân, rồi nhảy xuống co do tranh thủ chập mắt vì mệt mỏi. Sáng đến, lúc trời còn mờ sương, mọi người đã sẵn sàng ở vị trí chiến đấu. Đội hình tác chiến gồm tiểu đoàn 2 bộ binh, tiểu đoàn 3 bộ binh, sở chỉ huy trung đoàn và các đại đội trợ chiến của các đơn vị trung tâm cánh phải là tiểu đoàn một bộ binh tôi đang tranh thủ gặm cục cơm vắt đã khô cứng với muối hột được chuẩn bị vào chiều hôm qua từ xa xa nhìn vào thị xã chỉ thấy một vài tên địch thấp thoáng đi lại đúng giờ g các cánh quân của trung đoàn trên toàn tuyến được lệnh nổ súng áp đảo các mục tiêu bằng hỏa lực đi cùng bộ binh sau khi bị choáng váng bởi đợt hòa lực áp đảo ban đầu bằng cối 82, cối 61, DKZ 75 và DKZ 82. B-11 và 12-7, lính Pol Pot thuộc sư đoàn 603 đã bắt đầu tổ chức phản kích nhằm chặn đứng bước tiến của trung đoàn 55 vào thị xã Karachê. Với tài điều binh của các chỉ huy cấp trung đoàn và chỉ huy tiểu đoàn 1, 2 và 3 đã kinh quan trận mặt nhiều năm, cánh quân của trung đoàn 5 năm đã đồng loạt dùng xung lực đánh vận động làm cho một bộ phận của địch phải giặt về hướng nam Calache. Một bộ phận còn lại của sư đoàn 603 bị đánh mất toàn bộ xuống sông Mê Công. Trung đoàn 5 năm đã vào được thị xã Calache. Lúc này, lính Pol Pot bơi lúc nhúc dưới dòng sông Mê Công để tháo chạy sang phía cồn lớn. Các chiến sĩ của trung đoàn 5 năm ở trên bờ thoải mái tác xạ để tiêu diệt từng tên địch bằng đủ loại vũ khí sẵn có. Một số tên chạy thoát được tới ồn lớn vì ra khỏi tầm bắn của súng bộ binh. 11 giờ trưa, Karachi được giải phóng. Thị xã Karachi phải nói là đẹp và thơ mộng với những ngôi nhà sàn gỗ lâu năm đèn bóng, cao giáo và chắc chắn. Núp bóng dưới những dạng cây dừa mắt rượi cặp theo bờ mê công. Những vật dụng sinh hoạt hàng ngày nói lên có một môi trường sống sung túc. Những người sống ở đây dưới thời bọn Pốt có thể thuộc thành phần ưu ái. Tuy nhiên, thị xã trống rỗng, không một bóng người dân, gạo trắng trong chu vẫn còn. Những hũ mắm bò hóc được giữ gìn nơi tường tất, quần áo tơ lụa thuộc loại đắt tiền, chén kiểu, ấm trà vẫn còn nguyên. Tối đến, tiểu đoàn một bộ binh được lệnh vượt sông Mê Công sang cồn lớn để truy kích địch theo đường tháo chạy lúc ban sáng. Nhưng không có kết quả. Có lẽ do lộ bí mật vì lúc vượt sông trời quá tối, bị lạc đội hình. Anh em gọi nhau ý ới giữa sông. Mấy ngày chốt lại trong thị xã khá yên tĩnh. Những lúc nấu ăn phải xuống mé sông để lấy nước. Những cái xác của lính Pol chết trận nổi lều phèo. Trương Phình như con trâu đắp, tắp vào bờ, thấy ghê rợn. Nhưng không sao, vì mình lấy nước ở trên dòng về nấu cũng được. Quần áo của tôi lúc này như cái ban vậy, nó rách tè tua vì mình không có tài kim chỉ như một số ít đồng đội. Thôi thì, lấy mũ cao su, vết vào mấy miếng vải, rồi đắp lên chỗ bị rách. Hơi cộng cộng chút, nhưng cũng vậy. Mấy hôm sau, được lệnh hành quân về hướng Nam đánh giải phóng thị trấn Chơ Long. Cách thị trấn mươi 28 cây số, cặp theo sông Mê Công là con đường quốc lộ 308 ở Muống vào Trơ Long, phải qua một chiếc cầu sắt. Do lính sư 603 của Pol Pot án ngữ tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn 5 năm đã thay nhau quần tàu với địch trên một địa hình nhỏ hẹp, có đường kính không hơn 1 km, với ba mặt là sông, rạch phức tạp. Chiến sự diễn ra ác liệt, B-40, B-41 của ta và địch nổ liên tục như đấu pháo. Tiếng tiểu liên AK và đại liên thì nổ rang như gặp pháo sốt rét. Và cuối cùng, sư 603 cũng bị đẩy lùi về phía tây nam của Trường Long và sang ngày hôm sau, toàn bộ trung đoàn 5 năm đã vào được thị trấn Trơ Long. Ổn định đội hình đóng quân. Mấy tháng rồi, không được ăn rau xanh. Mình được em trong trung đội cứ đi tìm rau về cải thiện. Ở một khu đất trồng hoa màu, cách đó không xa. Mình tìm được một quả bí ngô, hai cái bắp cải và một con gà mái. Cho tất cả vào bao tải để mang về. Đi một đoạn thì gặp trung úy cử của ban chính trị trung đoàn. Ông ta bảo, cậu kia ở đơn vị nào cái gì trong bao đấy nghĩ bụng thôi chết ông ấy mà thấy những thứ trong bao tải thì tiêu là cái chắc thế là mình cắm đầu chạy lăng xăng dưới gầm bấy ngôi nhà sàn để tẩu thoát vì cưỡi ngựa nên ông ấy không đuổi theo mình được hú vía về kể lại cả bọn bò ra cười và bảo mai mốt đi đâu mà gặp ông cự thì khôn hồn mà tránh xa để ông nhớ mặt chắc chắn các đồng đội cũng hiểu và thông cảm cho mình một chút hiếu thắng một chút lém lỉnh quấy phá của lính là vậy thôi mình hiểu và luôn tôn trọng các sếp chỉ huy rất thương lính có những lúc bọn mình bịt châu bị lạc đạ chết khi hai bên đánh nhau để đem về cải thiện các sếp đều biết nhưng lơ đi trong khi các chỉ huy vẫn ăn cơm với muối vừng